Lần gặp mặt trước của Tần Lạc với bọn họ, đích thực hắn dùng lực một người hạ nhục Hàn Y, dẫm bọn họ tới mức không ngóc đầu dậy được, khiến cả hệ thống Hàn Y mất hết thể diện. Lần gặp mặt đó chẳng có gì vui vẻ. Lần gặp mặt này, ngay khi mới nhìn thấy nhau hắn đã lên tiếng các vị đã lâu không gặp giống như cố ý nhắc nhở người ta về kinh nghiệm thê thảm trước kia. Hơn nữa còn một ý tứ ngầm là, các vị, lần trước tôi đã sửa các vị một trận, lần này ngược lại còn độc ác hơn thế. Cho dù Tần Lạc có nghĩ như thế hay không nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ như thế là được. Thằng danh ngông cuồng, hắn nghĩ mình là ai chứ? Quá kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Đúng vậy, lần trước anh ta tác oai tác quái với Hàn Y chúng ta đó là vì không có mặt chúng ta. Nếu không anh ta nghĩ mình có thể giành được thắng lợi sao? Chúng tôi từ chối ngồi cùng xe với người Trung Quốc, đây là sự sỉ nhục đối với chúng tôi. Bên Hàn Quốc đang làm ầm ĩ, tranh cãi nhau, trông rất quyết liệt. Nhưng Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm không hiểu tiếng Hàn, không biết bọn họ đang nói gì. Yên lặng, một giọng nói bình tĩnh, trong trẻo vang lên. Xem ra thân phận của người đàn ông này không thấp, anh ta vừa lên tiếng lập tức trấn áp được các thành viên trong đoàn Hàn Y. Phủ nhận sự thật cũng không khiến tâm hồn các vị hùng mạnh đám người tách ra hai bên, một thanh niên tóc đen, đeo kính đen đi lên xe. Vậy chỉ chứng minh rằng các vị đang chột dạ. Các vị cho rằng bản thân mình vĩnh viễn không thể nào thắng anh ta. Đây chính là hành vi đáng bị coi khinh. Anh ta đi tới trước mặt Tần Lạc, ánh mắt nóng rực, sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, không một ai có thể phủ nhận sự hùng mạnh của Tần Lạc tiên sinh. Nếu như các vị chối bỏ anh ta, vậy Hàn Y bị anh ta đánh bại sẽ là cái gì? Anh ta là một đối thủ rất lợi hại, cũng là một đối thủ rất đáng tôn trọng của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều hiểu rõ rằng chuyện này là sự thật. Anh ta từng dùng sức một người đánh bại Hàn Y chúng ta. Nhưng các vị, bị đánh bại cũng không có nghĩa là hoàn toàn vượt trội chúng ta. Mỗi người chúng ta cùng cố gắng, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đường đường chính chính đánh bại anh ta, trả lại tất cả những cảnh ngộ, sỉ nhục chúng ta đã gặp phải cho anh ta. Gã nhếch miệng cười, một nụ cười thực sự mê đắm người khác, đúng vậy không, Tần Lạc tiên sinh? Nói rất hay. Tần Lạc quan sát người thanh niên càng lúc càng phát ra ánh mắt chói lóa, hắn không khỏi than thầm trong lòng. Người này đang trưởng thành với tốc độ kinh người. Xem ra vì nguyên nhân xuất hiện của mình, Hàn Quốc đã tận lực bồi dưỡng anh hùng trẻ tuổi. Thế nhưng anh không phải đối thủ của tôi. Mày là một thằng điên, tao liều mạng với mày. Buồn cười thật, các vị không nên kéo tôi. Tôi muốn đánh anh ta một quyền đá một cước, tôi muốn cắn vào tai anh ta. Đông Lâm Quân, đây là một kẻ dã man, chúng ta không có cách nào nói đạo lý với anh ta. Hứa Đông Lâm xua mạnh tay, ý bảo mọi người hãy bình tĩnh. Đó là trước kia Hứa Đông Lâm cắn răng nói. Mặc dù gã tức giận tới mức muốn nổ mắt nhưng gã vẫn phải cố gắng duy trì phong thái của một người đàn ông. Cách tôi luyện con người hoàn hảo nhất chính là tìm được một đối thủ thực sự hùng mạnh. Gã không may mắn gặp phải Tần Lạc nhưng cũng rất may mắn khi tìm được Tần Lạc. Lần này chúng ta nhất định sẽ đánh bại anh ta, nhất định chúng ta sẽ phá được vi rút ngọn lửa. Anh ta không muốn nghĩ, Tần Lạc nói tiếp, anh ta vung tay lên nói, các vị, hãy ngồi đi. Nói xong anh ta đi về phía cuối xe ngồi xuống một vị trí ở góc. Lần này Hứa Đông Lâm là đội trưởng đội Hàn Y, khi nhìn thấy đội trưởng của mình đã ngồi, những thành viên khác không thể lặp lại lời từ chối không ngồi cùng xe với người Trung Quốc, bọn họ chỉ đành thở hổn hển tìm chỗ ngồi xuống. Bởi vì xảy ra mâu thuẫn nên bầu không khí trong xe khá nặng nề. Ai ai cũng yên lặng, nhưng khi ánh mắt của các thành viên hai bên chạm nhau, tất cả đều bắn ra những tia lửa giận dữ. Cố Đô Viên và đồng nghiệp Onso Chiro liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng ngồi vào chỗ, bảo lái xe khởi động xe. Căn cứ vào lời giải thích của Cố Đô Viên, vì nguyên nhân động đất, thời tiết ở đảo Honshu rất khắc nghiệt, liên tục xảy ra bão tố, khá nhiều con đường bị hỏng, không thể lái xe vào ban đêm. Cho nên chính phủ Nhật Bản sắp xếp cho bọn họ trước tiên nghỉ tạm ở khách sạn trong Tokyo. Sáng sớm mai bên quân đội sẽ cử xe quân sự hộ tống bọn họ sang đảo Honshu. Xe dân sự bình thường không thể đi sang bên đó. Tần Lạc ngồi yên tĩnh trên ghế suy nghĩ câu nói của Hứa Đông Lâm ban nãy. Ngọn lửa, Tần Lạc thầm nghĩ, đây là tên bọn họ đặt cho loại virus này sao? Bọn họ đã xác định chính xác đây là một loại siêu virus sao? Xem ra hiểu biết của bọn họ nhiều hơn hắn rất nhiều. Sân bay Tokyo, một chiếc chuyên cơ xa hoa chậm rãi hạ cánh xuống sân bay. Chiếc chuyên cơ chứa khoảng 20-30 người này chật khách nửa nam nửa nữ.
phần lớn đàn ông mặc vest màu đen, sơ mi màu trắng, không thắt cà vạt. Cả đám người sắc mặt nghiêm túc ăn nói cẩn thận, cho dù ai đó nhìn thấy bọn họ cũng nhất định sẽ nghi ngờ bọn họ nhất định là người của xã hội đen. Đa số phụ nữ mặc trang phục Âu màu đen, mặc dù không quá đẹp nhưng trông rất lanh lợi, lão luyện. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như người phụ nữ ở một mình một phòng kia. Nàng mặc một chiếc quần jean màu xanh da trời, một áo kẻ ô sợi bông, giày vải màu trắng cởi ra để bên cạnh. Đôi chân nhỏ nhắn có thể tự động co duỗi một cách thoải mái trên chiếc giường nhỏ. Trên tai người phụ nữ còn gắn tai nghe nhỏ màu trắng. Gò má hoàn mỹ, đẹp như nữ thần, làn da trắng nõn nà như không tì vết. Đôi mắt trong mà lạnh lùng khiến người nào cũng cảm thấy hít thở khó khăn, mái tóc thả buồn trên vai mang lại một cảm giác đẹp mà lại như lười biếng. Cánh cửa sổ nhỏ ở thân máy bay mở ra, người phụ nữ nhìn qua cửa sổ thưởng thức cảnh sắc Tokyo lúc bình minh. Mình nhìn thấy bầu trời ở đây, anh ấy đã nhìn thấy chưa? Nghĩ vậy tâm trạng của nàng dâng lên một niềm vui rất khó tả. Cạch cạch cạch, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, người phụ nữ ấn nhẹ cái nút màu đỏ ở đầu giường, cánh cửa khoang máy bay tự động mở ra. Quả vương cung kính đứng trước cửa khoang máy bay của văn nhân Mục Nguyệt nói, tiểu thư, tới Tokyo rồi. Ừ, người phụ nữ nhỏ nhẹ nói. Chúng ta có tới công ty chi nhánh kiểm tra nghiệp vụ không? Quả vương hỏi, gia tộc văn nhân có sản nghiệp ở khắp nơi trên thế giới. Tokyo là một thị trường quan trọng ở nước ngoài. Không cần, biểu hiện quý này của bọn họ rất tốt, không nên gây quá nhiều áp lực cho bọn họ. Chúng ta có phải hẹn gặp khách hàng nào không? Tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Tôi không muốn gặp ai cả. Vậy, tiểu thư, chúng ta tới Tokyo làm gì? Vấn đề này khiến anh ta băn khoăn đã lâu, lúc này quả vương không nhịn được đành lên tiếng hỏi. Đột nhiên quả vương nhận được mệnh lệnh dẫn cả đội vệ sĩ đi cùng tiểu thư văn nhân Mục Nguyệt tới Nhật Bản. Đó là toàn bộ nội dung mệnh lệnh, không mục đích, không nhiệm vụ. Không có thời gian biểu, không có sắp xếp hành trình. Vốn quả vương muốn hẹn gặp Mã Duyệt thương lượng, ai ngờ Mã Duyệt ở lại Trung Quốc không đi cùng với đoàn. Khi ngồi trên máy bay, mấy lần quả vương định tới gõ cửa hỏi nhưng sợ làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của tiểu thư nên đành thôi. Thế nhưng lúc này máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo. Nếu như anh ta không hỏi rõ ràng, có một trợ thủ như anh ta cũng toi công, hay nói một cách chính xác anh ta không biết làm việc. Không có hành trình bảo anh ta sắp xếp thế nào đây? Văn nhân Mục Nguyệt không nói, nàng mím chặt môi, giống như nàng không muốn trả lời vấn đề này. Tiểu thư, lần này quả vương lên tiếng thúc giục, chúng ta. Mục đích của chúng ta là gì? Du lịch, văn nhân Mục Nguyệt nói. Suýt chút nữa quả vương ngất xỉu ngã xuống đất. Vừa mới xảy ra động đất cấp 7, lúc này tới Nhật Bản du lịch sao? Chương 1458, đã chết. Đường xá sóc này, ngồi trong chiếc xe Toyota Việt dã đặc chế cho quân đội vẫn lắc lư khiến người ngồi trong chóng mặt buồn nôn. Người trẻ tuổi thì còn khá, người nhiều tuổi hơn hay người hay bị say xe thì mệt mỏi, lắc lư tới mức chết đi sống lại. Thế nhưng may mắn thay bọn họ là những người hành nghề y. Cách thức trị căn bệnh say xe này rất dễ dàng. Tần Lạc đưa cho mỗi thành viên đội y tế Trung Quốc một mảnh lá, bảo bọn họ ngậm trong miệng nhấm nháp. Nước lá mát ngọt dịu khiến toàn thân như được tưới nước, hiện tượng say xe chóng mặt lập tức biến mất. Hiển nhiên đoàn Hàn Y cũng có phương pháp trị liệu của riêng mình. Đây cũng không phải là điều Tần Lạc cần quan tâm. Vừa thoát khỏi chấn động mạnh, những chấn động nhỏ vẫn liên tục xảy ra, những con đường quốc lộ sụt lở tả tơi hay có những đoạn đường bị đất đá núi lở làm tắc nghẽn. Nhân viên Cục Phòng vệ Nhật Bản nhanh chóng xuống xe tu bổ với một tốc độ kinh người. Đây là một đất nước sống trong động đất, chính vì vậy bọn họ có kinh nghiệm chống động đất cực kỳ phong phú, quý giá. Hơn nữa Tần Lạc đã đặc biệt chú ý, phát hiện ra, trên khắp đoạn đường đi qua, hắn nhìn thấy nhiều người Nhật Bản đi lại, mặc dù sắc mặt bọn họ cực kỳ đau thương nhưng không lộn xộn, tất thảy đều có trật tự. Chấn động mà không loạn, dùng từ này để miêu tả dân tộc này quả thực không gì quá mức. Nghĩ tới điểm này, tâm trạng Tần Lạc không khỏi nặng nề. Miệng chúng ta luôn nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác nhưng hai mắt của chúng ta vẫn cần phải ghi nhớ rõ sở trường của bọn họ. Chúng ta có thể không tôn trọng đối thủ nhưng chúng ta cần phải biết nhìn thẳng vào đối thủ. Đội xe lên đường lúc sáng sớm, vào lúc tối đêm mới tới đảo Honshu. Cho tới tận lúc này cuối cùng bên chính phủ Nhật Bản mới cử nhân viên cao cấp tới gặp mặt. Cung Thành Giới là một quan chức nội chính, cũng là một trong ba trợ lý của trưởng quan nội vụ. Chức phụ trưởng quan nội vụ tương đương với chức thư ký trưởng.
những việc thủ tướng không tiện ra mặt xử lý, đều thay mặt thủ tướng thực hiện. Trong hệ thống chính phủ Nhật Bản, tầm quan trọng chỉ dưới thủ tướng. Cung Thành Giới là một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng mập lùn, nhìn bề ngoài khá hòa ái dễ gần. Sau khi người phiên dịch giới thiệu thân phận của Tần Lạc, Cung Thành Giới bước nhanh tới, bắt tay Tần Lạc nói, bác sĩ Tần Lạc, hoan nghênh anh dẫn đội trung y Trung Quốc tới trợ giúp. Chính phủ Nhật Bản và nhân dân vĩnh viễn ghi nhớ thời khắc này. Đây là việc chúng tôi phải làm, Tần Lạc bắt tay ông ta, cười nói. Cung Thành Giới khá bất ngờ liếc nhìn Tần Lạc, ông ta đã từng tiếp xúc với khá nhiều quan chức Trung Quốc, cho dù bọn họ làm chức vụ gì đi nữa, sau khi tới Nhật Bản đều cố gắng hạ thấp bản thân. Cho dù hai bên không có mối liên quan lợi ích hay lệ thuộc nhưng bọn họ vẫn luôn làm vậy. Bọn họ luôn hô khẩu hiệu phản đối người Nhật nhưng khi bọn họ tới Nhật Bản bọn họ lại cảm giác người Nhật Bản cao quý hơn bọn họ. Biểu hiện của đội trưởng đội y tế trung y Trung Quốc này rất bình tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng nảy, không làm mất lễ nghi nhưng cũng gây cho người ta một cảm giác không mấy thân thiết. Nếu như các vị khách không muốn tiếp tục nói về chủ đề nhàm chán này, Cung Thành Giới đương nhiên cũng không gượng ép. Bác sĩ Tần Lạc, anh và người của mình được sắp xếp ở khu trại 307. Những đội điều trị y tế quốc tế khác cũng đang ở đó. Đợi khi các vị sắp xếp nơi ở xong, nhân viên chúng tôi sẽ giới thiệu tình hình cụ thể cho các vị. Được, cảm ơn, Tần Lạc gật đầu. Hắn nhìn lướt qua đội điều trị Hàn Y đang đi tới hỏi, xin hỏi tình hình nghiên cứu virus ngọn lửa tiến hành ra sao? Cung Thành Giới kinh ngạc nhìn Tần Lạc nói, chúng tôi mới đặt tên cho loại virus này. Bác sĩ Tần Lạc đã sớm biết rồi sao? Ông ta hoàn toàn không nghi ngờ mấy người cố đô viên đi đoán tiết lộ bí mật vì ngay cả bọn họ cũng không quá hiểu về tình hình. Tần Lạc gật đầu nói, chúng tôi đi trước chuẩn bị. Ok, Cung Thành Giới phân công nhân viên bên cạnh mình dẫn đường cho đoàn người Tần Lạc, sau đó ông ta nhanh chóng đi tới nghênh đón đoàn Hàn Y. Doanh trại 307 là nơi đóng quân của Cục Phòng vệ Nhật Bản ở đảo Honshu, nay dùng làm căn cứ phòng chống phóng xạ hạt nhân. Trang thiết bị của đảo Honshu gần như bị hủy diệt hoàn toàn trong trận động đất cấp 9, công việc của bọn họ không hoàn toàn dễ dàng vì bảo vệ một thiết bị hạt nhân bị phá hủy nguy hiểm gấp trăm lần khó khăn gấp vạn lần khi di chuyển một thiết bị hạt nhân nguyên vẹn. Đương nhiên đảo Honshu lại là nơi đóng quân của hạm đội Nhật Bản có căn cứ khổng lồ. Thế nhưng quân đội Nhật Bản không có khả năng cho phép các đội điều trị quốc tế vào trong khu vực của mình. Khu vực bọn họ là khu vực quân sự, mặc dù lúc này đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ lệnh cấm. Ngay khi bước vào khu doanh trại, mọi người lập tức cảm nhận được bầu không khí khẩn trương. Binh lính canh gác nghiêm ngặt, các chuyên gia y học Âu Mỹ hay Nhật Bản đi lại tấp nập, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Khi nhìn thấy mấy người Tần Lạc tới, bọn họ cũng chỉ hờ hững liếc nhìn rồi lại lập tức di chuyển ánh mắt, tập trung vào công việc của mình. Mọi người được phân vào các phòng ở của binh lính. Hai người một phòng, Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm một phòng. Jesus và đại đầu một phòng, Ly ở cùng với một nữ nhân viên phiên dịch. Khi bỏ hành lý ra ở trong phòng, Tần Lạc tìm một chiếc khăn rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi đi ra hắn nói với Vương Dưỡng Tâm đang ngồi trên giường đối diện thu dọn hành lý, xem ra chúng ta phải tăng cường tốc độ hơn nữa. Vương Dưỡng Tâm gật đầu nói, rõ ràng người Hàn Quốc biết nhiều hơn chúng ta. Không rõ là do chính phủ Nhật Bản cung cấp tài liệu cho bọn họ hay do thành viên các đội y tế khác cung cấp. Có vẻ như chúng ta không được hoan nghênh cho lắm. Tần Lạc mỉm cười nói, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng sao? Cùng đi với anh, tình huống kiểu này xuất hiện cũng không có gì bất ngờ, Vương Dưỡng Tâm nói vẻ đầy khí phách. Chúng ta đơn độc chiến đấu hăng hái cũng không phải mới trải qua lần đầu. Mấy kẻ vô dụng đi cùng chỉ khiến chúng ta vướng víu. Quả thật chúng ta cũng nghĩ như vậy, Tần Lạc gật đầu nói, nhưng những hãy đi xung quanh xem chúng ta có gặp người quen không, thu thập ít thông tin từ bọn họ. Rõ rồi, Vương Dưỡng Tâm nói. Anh ta rất thích tác phong chết vẫn không biết xấu hổ này của Tần Lạc. Đi, chúng ta phải đi tìm người hỏi thăm. Nếu được, trước tiên phải tiếp xúc với bệnh nhân, Tần Lạc nói. Chờ một chút, em cần rửa mặt đã, Vương Dưỡng Tâm nhảy khỏi giường. Ngồi xe một ngày, mặt đầy bụi và nước bẩn. Em lại là người đại diện của anh. Hình tượng quá kém sẽ khiến anh mất thể diện. Một nhân viên trẻ tuổi tên là Koizumi Saburo dẫn mấy người Tần Lạc đi tới khu bệnh nhân lây nhiễm. Khu này được hình thành bởi những căn phòng bằng sắt, có binh lính canh gác ở cửa. Hiển nhiên khi chưa nghiên cứu ra thuốc kháng virus ngọn lửa, căn bệnh được cho khống chế hoàn toàn, những bệnh nhân ở đây tuyệt đối không được thả. Koizumi Saburo giới thiệu thân phận của mấy người Tần Lạc với binh lính canh gác.
sau khi kiểm tra chứng nhận, mấy người Tần Lạc được phép vào bên trong. Khu nhà sắt này có hơn 20 gian phòng, mỗi gian đều có người canh gác trước cửa. Tần Lạc thầm kinh hãi. Nếu như 20 mấy gian này đều có người lây nhiễm virus ngọn lửa, tình hình quả thực rất nghiêm trọng. Những người bị quản chế đã có từng này, còn những người lây nhiễm chưa bị phát hiện ra thì có bao nhiêu? Tôi có thể vào xem không? Tần Lạc hỏi cô Izumi Saburo. Người phiên dịch kịp thời dịch câu của Tần Lạc, cô Izumi Saburo gật đầu nói, đương nhiên là được. Nói xong anh ta dẫn Tần Lạc đi tới một căn phòng sắt. Cô Izumi Saburo nói mấy câu với binh lính bảo vệ. Người lính gật đầu, đi tới mở cánh cửa sắt thứ nhất vào nói, bên ngoài có quần áo phòng độc. Hai vị mặc quần áo phòng độc rồi vào, thế nhưng chỉ có hai bộ quần áo phòng độc, mọi người không thể cùng đi vào hết. Cảm ơn Tân Lạc nói với người lính, sau đó hắn quay người nói với mấy người Giê-xu và đại đầu, mấy người ở bên ngoài tôi và dưỡng tâm cùng vào. Không thành vấn đề, Giê-xu nhún vai thờ ơ nói. Tân Lạc và Vương dưỡng tâm tiến hành trừ độc, sát khuẩn toàn thân, sau đó mặc trang phục bảo hộ màu trắng, đội mặt nạ phòng độc, sau đó bình tĩnh đi vào trong. Đi 20 mấy bước, mở một cánh cửa sắt nữa, nhìn thấy trong phòng có một người bệnh lây nhiễm đang nằm. Trong phòng có hai người bệnh lây nhiễm, một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ còn trẻ, dung mạo có vẻ không tệ lắm. Bọn họ nằm một chỗ, trông không còn sức lực. Khi nhìn thấy hai người Tần Lạc và Vương dưỡng tâm cùng đi vào, bọn họ chỉ dương đôi mắt lờ đờ nhìn, sau đó lại nhắm lại. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt hõm sâu, giống như nghiện một loại chất ma túy nào đó đã lâu ngày. Tần Lạc đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, bỏ bao tay xuống, giơ tay bắt mạch cho người đàn ông trung niên. Vương dưỡng tâm học theo, hắn cũng tháo bao tay, bắt mạch cho người phụ nữ trẻ kia. Mạch của người đàn ông rất yếu, bị căn bệnh lây nhiễm hành hạ, cơ thể ông ta không còn nhiều sự sống. Công năng trái tim mất cân đối, ngũ tạng lục phủ vận hành đứt quãng, khiến cho người ta cảm thấy bất kỳ lúc nào cũng mất đi tính mạng của mình. Tần Lạc bỏ cổ tay người đàn ông, chuẩn bị ghi lại tình hình của ông ta. Đúng lúc này người đàn ông trung niên thoạt nhìn đang mơ màng ngủ. Đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chặt tay Tần Lạc, khàn khàn kêu gì đó. Gương mặt dữ tợn, trạng thái điên cuồng. Tần Lạc muốn giãy giụa thoát ra nhưng ống tay áo hắn bị người đàn ông túm chặt, cho dù hắn lôi kéo thế nào đi nữa cũng không cách nào rượt ra được. Trong tình huống bất đắc dĩ, Tần Lạc đành giơ tay chém vào cổ ông ta. Hai mắt người đàn ông trung niên trắng dã, người mềm nhũn ngã xuống đất. Tần Lạc, có việc gì không? Vương dưỡng tâm vội vàng chạy tới hỏi. Không có việc gì, Tần Lạc nói, hắn quay người đặt tay lên nghe tim người bệnh, khi biết kết quả tâm trạng hắn trầm xuống. Chết rồi sao? Tần Lạc hoảng hốt nói. Chương 1459, lựa chọn của Hứa Đông Lâm. Cái gì? Đội trưởng đội trung y Trung Quốc đánh chết người. Ôi, chúa ơi, thật vậy sao? Nghe nói là đánh chết một bệnh nhân nhiễm bệnh, người bệnh kia túm lấy anh ta đánh vào cổ người đó. Tàn nhẫn quá. Mặc dù là bệnh nhân lây virus ngọn lửa nhưng anh ta không có quyền đánh chết người bệnh. Đây là hành động đi ngược với công pháp quốc tế, vi phạm nhân quyền. Anh ta phải bị trừng phạt thích đáng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan tràn khắp nơi. Trong khoảng thời gian đốt cháy một nén hương thơm, tin tức Tần Lạc. Đội trưởng đội điều trị y tế trung y Trung Quốc đánh chết người lan truyền tới khắp những người có thể nhận được tin tức. Không còn cách nào cả, bọn họ cũng ở trong một doanh trại. Mỗi thành viên của từng đội y tế đều nhìn chằm chằm vào mấy chục bệnh nhân đó. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, dù có muốn che giấu cũng không được. Trong phòng hội nghị đơn sơ, các đội trưởng, đội phó và phiên dịch của các đoàn điều trị y tế các nước cùng tụ tập. Không một ai nói chuyện, ánh mắt bọn họ đều tập trung vào người đàn ông Trung Quốc. Người chủ trì cuộc họp chính là quan chức nội chính cung thành giới, ông ta cau mày nhìn Tần Lạc, thái độ cực kỳ tức giận. Bốn phía chính phủ Nhật Bản không có ý định mời đội y tế Trung Quốc tới trợ giúp. Sau khi tốn rất nhiều thời gian, y học phương Tây tiên tiến vẫn không tìm ra biện pháp chữa trị căn bệnh này. Bọn họ mới nghĩ tới việc thử dùng y học cổ truyền Trung Quốc và Hàn Quốc. Điều không ai ngờ là ngay trong ngày đầu tiên đội y tế Trung Quốc tới đã xảy ra tai họa này. Điều này khiến cung thành giới rất nghi ngờ, bọn họ tới hỗ trợ hay là tới gây trở ngại cho công việc. Điều này thật sự khiến con người ta đau đầu quá. Cung thành giới đưa mắt nhìn toàn hội trường, sau đó ánh mắt ông ta dừng trên người Tần Lạc và lên tiếng, bác sĩ Tần Lạc. Mời anh hãy nói tình hình cụ thể cái chết của người bệnh cho mọi người biết. Sau khi nghe người phiên dịch lại, Tần Lạc đứng bật dậy,
đây không phải hành động nịnh bợ các trưởng, phó đoàn đang ngồi mà vì sự tôn trọng của hắn đối với người chết. Chuyện là như thế này, Tần Lạc cao giọng nói trong sáng, sắc mặt bình tĩnh, không may may sợ hãi hay chột dạ. Tôi và đội phó Vương Dưỡng Tâm đi xem xét tình hình người bệnh. Dưới sự giúp đỡ của cô Izumi Saburo tiên sinh, chúng tôi đi vào phòng bệnh của người chết. Tôi phụ trách việc kiểm tra người chết, Vương Dưỡng Tâm tiên sinh phụ trách kiểm tra một người bệnh khác. Sau khi tôi bắt mạch cho anh ta đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chặt cánh tay tôi hô to cái gì đó với tôi. Tôi không hiểu tiếng Nhật Bản cũng không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng khi đó sắc mặt anh ta dữ tợn có vẻ mất đi thần trí trở nên điên cuồng. Tôi muốn thoát khỏi tay anh ta nhưng không ngờ anh ta cầm rất chặt. Vì vậy tôi liền nghĩ trước tiên cần làm anh ta bình tĩnh lại nên mới đánh tay vào cổ anh ta. Tôi vốn nghĩ anh ta chỉ hôn mê bất tỉnh, tới khi tôi kiểm tra tim anh ta mới phát hiện ra anh ta đã chết. Tần Lạc nhìn mọi người nói, sau đó chúng tôi đi ra báo cho bảo vệ bên ngoài. Đây là toàn bộ nội dung sự việc. Sau khi Cung Thành Giới nghe thư ký phiên dịch lại, ông ta gật đầu nói, phát lại đoạn băng của phòng 1026. Dạ, người thư ký trả lời. Các cửa sổ trong phòng rất nhanh được buông rèm cửa. Máy chiếu bắt đầu chạy, trên màn hình lớn treo trên tường bắt đầu phát hình ảnh Tần Lạc đi vào trong phòng 1026. Không chỉ có hình ảnh mà còn ghi lại cả lời thoại của Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm, thậm chí cả lời nói của bệnh nhân kia đối với Tần Lạc cũng đều được ghi lại. Xem ra bọn họ đã lắp thiết bị giám sát ở tất cả các phòng bệnh. Sau khi được phiên dịch, Tần Lạc biết bệnh nhân kia cầm tay hắn hô, bác sĩ, cứu tôi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, ông nhất định phải cứu tôi. Sau đó Tần Lạc đánh tay vào cổ bệnh nhân. Người bệnh ngã xuống, Tần Lạc kiểm tra tim. Có đoạn băng làm chứng, chân tướng sự việc mới xảy ra đã rõ ràng. Sự thật cũng không có gì khác biệt so với những gì Tần Lạc nói. Cứ như vậy, suy nghĩ của khá nhiều người ở đây với Tần Lạc đã tốt hơn trước nhiều. Ít nhất đây là một người thẳng thắn, trung thực. Cung Thành Giới bảo thư ký kéo rèm cửa sổ lên, để mặc luồng ánh sáng không có gì ấm áp ùa vào trong. Các vị, chuyện là như vậy. Bác sĩ Tần Lạc không nói sai, Cung Thành Giới nghiêm túc nói, bây giờ, các vị có muốn nói gì không? Đây là một âm mưu mưu sát một người đàn ông cao to. Dâu quai nón đứng dậy nói, chúng tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng khi bác sĩ Tần Lạc đi vào trong phòng, người bệnh vẫn có ý thức. Thậm chí anh ta vẫn có thể ngồi dậy được, túm chặt ống tay áo bác sĩ Tần Lạc, chứng tỏ sức sống của người này cực kỳ kiên cường. Thế nhưng anh ta lại bị một đòn nghiêm trọng của bác sĩ Tần Lạc đánh ngã, vĩnh viễn ngã xuống. Tính mạng anh ta không mất đi vì virus ngọn lửa mà lại bị đoạt bởi một bác sĩ mà anh ta ký thác tất cả kỳ vọng của mình. Đây chính là một sự sỉ nhục đối với nghề y của chúng ta. Đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Ông ta là Lauren, đội trưởng đội điều trị Pháp Vương Dưỡng Tâm thì thào vào tai Tần Lạc. Anh ta có thể nhận ra thân phận của Lauren qua tấm thẻ bằng tiếng Anh trước ngực. Anh chẳng có gì bất ngờ trước điều này, Tần Lạc trả lời. Lần trước hắn tới Pháp, đại náo Paris, gây ra náo loạn rất lớn. Lần này bản thân hắn gặp nạn, nếu như bọn họ không xuất hiện đâm hắn một dao. Không chỉ bọn họ không có cách nào tha thứ cho bản thân mình mà ngay cả Tần Lạc cũng cảm thấy bọn họ rất ngốc. Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, quần áo màu trắng, thắt nơ rất đẹp, đứng dậy, sắc mặt đau xót nhìn Tần Lạc nói, bác sĩ Tần Lạc là một bác sĩ rất ưu tú, cũng là một bác sĩ rất có trách nhiệm. Như chúng ta đã nhìn thấy qua đoạn băng ghi hình, khi anh ta kiểm tra thân thể cho bệnh nhân thì đã tháo bao tay ra. Thế nhưng điều này cũng không thể bao biện cho việc anh ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh ta là một bác sĩ ưu tú, anh ta kiểm tra thân thể bệnh nhân bị lây nhiễm, anh ta hẳn hiểu rõ một điều là lúc đó thân thể người bệnh đang rơi vào tình trạng suy yếu nhất. Đáng lẽ anh ta phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, chứ không dùng biện pháp bạo lực đánh vào cổ bệnh nhân. Bởi vì sai lầm của anh ta mà một bệnh nhân đã chết. Chúng ta hiểu rất rõ rằng cho dù bệnh nhân có bị lây bệnh hay không thì vẫn là một người sống sờ sờ. Người đó chỉ chết khi bị bác sĩ Tần Lạc tấn công. Đây là hành vi giết người. Bác sĩ giết người càng khiến trái tim người ta nguội lạnh. Đoàn trưởng người Mỹ còn lợi hại hơn nhiều. Trước tiên ông ta thổi phồng Tần Lạc, sau đó từ khích lệ và tấn công hắn. Nếu như bạn muốn phản đối đương nhiên phải từ chối sự tán thưởng của ông ta trước. Đúng vậy, đây chính là sự cố y học rất nghiêm trọng. Nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Tôi cho rằng bọn họ không còn tư cách nghiên cứu virus ngọn lửa. Đương nhiên cho tới tận lúc này tôi vẫn không nghĩ bọn họ có tư cách này. Người chết là người dân Nhật Bản, tôi nghĩ chính phủ Nhật Bản nhất định sẽ giải quyết chuyện này một cách tốt nhất.
Thế nhưng nếu như chính phủ muốn che giấu chuyện này với người dân, là một bác sĩ có lương tâm, tôi sẽ thông báo chuyện này cho giới truyền thông biết. Vương Dưỡng Tâm đã sớm nói, hình như bọn họ rất không được chào đón. Thế nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ bọn họ lại không được chào đón tới mức độ này. Bây giờ bọn họ giống như chuột chạy qua đường, bất kỳ ai cũng có thể hô đánh. Mỗi một người lên tiếng đều chỉ muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Phác Đắc Chí, đội phó đoàn y tế Hàn Quốc kích động tới mặt đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy các đoàn trưởng các nước đều lên tiếng, cánh tay ông ta liên tục đẩy Hứa Đông Lâm. Lúc này chính là lúc báo thù huyết hận. Bây giờ bọn họ nhảy ra đâm hắn một đao, bọn họ có thể báo được mối sỉ nhục mà Tần Lạc đã gây cho Hàn Y. Thử nghĩ xem, đoàn y tế Trung Quốc vừa mới tới Nhật Bản đã bị chính phủ Nhật Bản trục xuất về nước. Còn có chuyện nào mất thể diện hơn so với chuyện này không? Chỉ cần thông báo cho giới truyền thông, toàn bộ thế giới sẽ sỉ nhục bọn họ. Hơn nữa nếu như chính phủ Nhật Bản tố cáo Tần Lạc mưu sát. Trời ơi, còn chuyện nào hạnh phúc hơn điều này không? Không cần bọn họ chính thức ra tay, kẻ thù của bọn họ đã ngã xuống. Cuối cùng Hứa Đông Lâm cũng đứng dậy. Tôi không đồng ý với quan điểm của các vị, Hứa Đông Lâm nói bằng tiếng Anh. So về phương diện ngôn ngữ, gã mạnh hơn Tần Lạc nhiều. Hứa Đông Lâm vừa nói xung quanh vang lên tiếng bàn tán như ong vỡ tổ. Không chỉ các đoàn trưởng các nước mà ngay cả phó đoàn Hàn Quốc Phác Đắc Chí cũng không hiểu. Đội trưởng, anh điên rồi sao? Phác Đắc Chí liên tục kéo tay áo Hứa Đông Lâm, muốn gã thay đổi lời nói của mình. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, Hứa Đông Lâm nói. Thầy thuốc Tần Lạc tới là để giải quyết chuyện virus ngọn lửa. Anh ấy mạo hiểm tính mạng của mình đi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, cũng chỉ vì mục đích đó. Anh ấy hoàn toàn không có động cơ giết người. Hơn nữa chúng ta cũng hiểu rõ rằng đây không phải là trường hợp tử vong duy nhất của người lây bệnh. Nếu như tôi nói không sai thì trường hợp hôm nay đã là trường hợp tử vong thứ 7 rồi. Hứa Đông Lâm nhìn Cung Thành Giới, ý muốn ông ta cho một câu trả lời. Đúng vậy, Cung Thành Giới không sao được đành phải trả lời, đây là trường hợp thứ 7. Hy vọng sau này sẽ không xảy ra tình hình này nữa. Mỗi một công dân ra đi đều khiến chúng tôi vô cùng đau đớn. Người bệnh lây nhiễm ôm cánh tay thầy thuốc Tần Lạc, kêu gào với anh ấy. Nếu như là các vị rơi vào tình huống đó, các vị sẽ có lựa chọn như thế nào? Hứa Đông Lâm hỏi. Mới rồi có vị chuyên gia còn nói là anh ấy hẳn phải nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hẳn cần phải làm như vậy sao? Tất cả mọi người đừng có quên người bệnh ôm cánh tay thầy thuốc Tần Lạc chính là người bệnh lây nhiễm virus ngọn lửa. Khi chúng ta vào phòng của người bệnh lây nhiễm virus ngọn lửa, thậm chí chúng ta còn không dám cởi bộ đồ phòng hộ của mình. Trong khi đó chúng ta lại yêu cầu thầy thuốc Tần Lạc nhẹ nhàng khuyên nhủ bệnh nhân trong tình huống anh ấy rất có thể bị người lây bệnh làm bị thương, rất có khả năng bị lây bệnh. Là một người bình thường, chọn lựa cách khiến người bệnh lập tức yên lặng không phải là cách tốt nhất sao? Chương 1460, bị thương. Có phải anh ta đã đoạt lời thoại của chúng ta không? Vương Dưỡng Tâm ngồi sau Tần Lạc, thì thào vào tai hắn. Tần Lạc nhếch miệng làm thành một đường cong mê người, nhìn Hứa Đông Lâm đứng giữa đám người. Dõng dạc giải vây cho mình, như có điều gì cần suy nghĩ. Nói thật trước kia Tần Lạc hoàn toàn không coi trọng Hứa Đông Lâm. Hắn cảm thấy y thuật Hứa Đông Lâm không đủ cao minh, lòng dạ không đủ thoáng đạt, không có can đảm gánh chịu trách nhiệm, cảm thấy chưa đủ tư cách chính thức trở thành đối thủ của mình. Cho tới tận lúc này Tần Lạc mới chính thức coi Hứa Đông Lâm là đối thủ của mình. Hắn hiểu rõ suy nghĩ của Hứa Đông Lâm, hiểu rõ vì sao Hứa Đông Lâm lại hành động như này với hắn. Hứa Đông Lâm không quan tâm tới phương thức phản đối càng lúc càng mạnh của đoàn phó Phác Đắc Chí, ánh mắt sáng quắc của gã nhìn chằm chằm vào Cung Thành Giới, nói, ngài Cung Thành Giới, tôi cho rằng tình trạng của bệnh nhân lây nhiễm đã quá suy yếu. Anh ta ngồi dậy chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cái chết của mình. Trong y học của chúng tôi có thuật ngữ hồi quang phản chiếu. Tôi nghĩ ngài Cung Thành Giới cũng không lạ với hiện tượng này. Anh ta như đèn dầu cạn sạch mỡ nên không thể nào ngồi dậy được nữa. Hứa Đông Lâm nhìn các trưởng, phó đoàn và nói, vì sao các vị phải nóng lòng định tội cho một thầy thuốc từ bỏ cuộc sống sung sướng ở đất nước mình, mạo hiểm tiến vào nguy hiểm giải cứu loài người. Tất cả những người đang ngồi đây đều là bác sĩ, thầy thuốc là toàn bộ thầy thuốc tốt nhất của thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể khám nghiệm tử thi người chết tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của anh ta. Sau khi tìm được nguyên nhân thật sự của cái chết hãy nói tới trách nhiệm. Chẳng lẽ không nên làm như vậy sao? Cung Thành Giới yên lặng hồi lâu không nói, đội trưởng Hàn Y chẳng khác nào đang chất vấn bọn họ. Đang xảy ra chuyện gì vậy?
không phải mối quan hệ của Tần Lạc và Hàn Y rất căng thẳng sao? Tại sao anh ta lại tình nguyện đứng ra nói hộ cho Tần Lạc? Đúng vậy, đội trưởng Hứa Đông Lâm nói không sai. Hoffman, đội trưởng đội y tế Thụy Điển lên tiếng phụ họa, ông ta đã sớm biết Tần Lạc đang ở trước mặt này có mối quan hệ rất tốt với vương tử Philip Thụy Điển. Công chúa Gabo của Thụy Điển đưa tới Trung Quốc chính là do Tần Lạc điều trị chăm sóc, vốn Hoffman còn muốn tìm cơ hội tiếp xúc với Tần Lạc. Bây giờ gặp được cơ hội tốt đóng vai anh hùng cứu Mỹ Nam, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là ông ta cảm thấy hơi khó chịu vì bị đội trưởng Hàn Y, Hứa Đông Lâm cướp mất cơ hội của mình, như này hiệu quả vuốt đuôi ngựa của ông ta giảm đi khá nhiều. Tôi nghĩ rằng trước tiên chúng ta cần phải kiểm nghiệm rõ ràng, tiếp đó mới nghĩ tới chuyện xử lý. Nếu như chúng ta tùy tiện xử trí, chính là chúng ta đã tước bỏ đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc, sỉ nhục hình tượng của một đất nước. Tất cả những người ngồi đây đều là thầy thuốc, chúng ta có thiết bị kiểm tra tiên tiến. Việc định ra kết quả hẳn sẽ rất đơn giản, đúng không? Đúng vậy, cần phải thận trọng, chúng ta tuyệt đối không thể hàm oan người tốt. Nếu như tùy tiện định tội cho một thầy thuốc có tội, sau này còn ai dám đi tiếp xúc với bệnh nhân nữa không? Sau khi Hứa Đông Lâm nói xong, cục diện chia làm hai phái rõ rệt. Ngoại trừ hai đoàn Mỹ, Pháp và một vài đoàn khác yêu cầu lập tức xử lý Tần Lạc. Những người còn lại yêu cầu kiểm nghiệm tử thi tìm ra nguyên nhân thật sự của cái chết. Tần Lạc bắt đầu lên tiếng, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, giọng nói vô cùng rõ ràng, tôi, Tần Lạc với thân phận đội trưởng đoàn Trung Y Trung Quốc, thân phận một công dân Trung Quốc bình thường yêu cầu các vị công khai điều tra, mang lại sự công bằng cho tôi, mang lại chính nghĩa cho đất nước tôi. Chúng tôi được đất nước mình cử tới là vì muốn cùng các vị đang ngồi đây cùng nhau xử lý vấn đề, tiêu diệt virus lây bệnh. Cho dù là cá nhân tôi hay đất nước cử tôi tới đều không chấp nhận bất kỳ sự chỉ trích vô lý và những phán quyết thiếu công bằng. Ánh mắt Tần Lạc chuyển sang cung thành giới, hắn nói, nếu không tôi đại diện cho đoàn Trung Y Trung Quốc tuyên bố rút khỏi lần hành động này, cũng công bố sự việc cho thế giới biết. Sau khi nghe phiên dịch dịch lại, cung thành giới cau mày, nhưng chỉ là một động tác thoảng qua. Ông ta gật đầu nói, vì công bằng và chính nghĩa, vì vinh dự của một thầy thuốc, vì hình tượng của một đất nước, tôi đề nghị tiến hành kiểm tra cơ thể bệnh nhân. Trong doanh trại 307 có đầy đủ chuyên gia và thiết bị tiên tiến. Sau khi trải qua kiểm tra nhiều mặt, kết quả kiểm tra đã được thành lập. Khi bệnh nhân tiếp xúc với Tần Lạc đã như ngọn đèn dầu sắp tắt. Khi người bệnh nhìn thấy Tần Lạc đi vào, ý chí sống sót thiêu cháy toàn bộ tiềm năng còn lại trong người mới có thể khiến người bệnh ngồi dậy, hơn nữa còn có thể nắm chặt tay áo Tần Lạc. Sau khi phản tích hình ảnh quay chậm ở đoạn băng ghi hình, phát hiện ra khi bệnh nhân túm lấy tay Tần Lạc, ánh mắt ông ta đã thất tán. Nói cách khác, kể cả khi Tần Lạc không tấn công ông ta, tính mạng ông ta cũng thực sự đã mất. Phát hiện này khá có lực, chẳng khác nào chứng minh ông ta đã chết trước khi Tần Lạc đánh vào cổ. Vì vậy lập tức cung thành giới tuyên bố Tần Lạc không phải gánh chịu trách nhiệm đối với cái chết của bệnh nhân lây nhiễm, ông ta cũng xin lỗi Tần Lạc. Sự kiện này vì vậy mà chấm dứt, đảo Honshu không có tuyết, Tần Lạc cũng không phải chịu oan uổng như nàng đậu Nga. Sau khi đi ra từ phòng kiểm tra, một vài người liền chúc mừng Tần Lạc. Hoffman, đội trưởng đoàn Thụy Điển đi theo sát Tần Lạc, luôn thể hiện sự lo lắng của mình cũng như sự tin tưởng và tình hữu nghị của bản thân đối với Tần Lạc. Hiển nhiên Tần Lạc sẽ không từ chối một người bạn, nói thật không một ai thích thú cảm giác đơn độc chiến đấu. Nếu như có thể, hắn hy vọng có được mấy người bạn cùng hỗ trợ. Hơn nữa y học phương Tây có năng lực phân tích vi khuẩn và virus gây bệnh rất mạnh. Tần Lạc rất muốn mượn sức bọn họ ở phương diện này. Đây chính là một đại nạn của loài người. Bây giờ là năm 2012 nhưng tôi thực sự tin tưởng có Mr. Tần Lạc, một thầy thuốc trẻ tuổi, chúng ta có thể thuận lợi giải quyết virus ngọn lửa lây bệnh, cứu vớt loài người. Nếu như cần tôi trợ giúp điều gì, Mr. Tần Lạc không cần khách khí với tôi, Hoffman thao thao bất tuyệt nói. Lời nói của ông ta vô cùng nhiệt tình, cũng không biết người phụ trách phiên dịch cho Tần Lạc thoáng đỏ mặt khi dịch lại cho Tần Lạc nghe. Đây là một đại nạn của loài người, chúng ta cần phải đoàn kết, nhất trí mới có thể xử lý vấn đề, Tần Lạc cười nói. Hắn biết điều Hoffman muốn và hắn không ngại đưa cho ông ta. Trên thế giới này nào có yêu hận vô cớ không? Hứa Đông Lâm đi tới, gã đi ngang qua người Tần Lạc. Hứa Đông Lâm tiên sinh, Tần Lạc gọi to. Hứa Đông Lâm đứng lại, quay người nhìn Tần Lạc. Phác Đắc Chí, phó đoàn Hàn Y đi bên cạnh Hứa Đông Lâm nhìn thấy dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhàng của Tần Lạc, thầm tức giận. Không biết ông ta nói gì đó với Hứa Đông Lâm bằng tiếng Hàn rồi đùng đùng bỏ đi trước. Cảm ơn, Tần Lạc cười nói.
Tôi làm vậy không phải vì cứu anh, Hứa Đông Lâm nói. Lúc này tâm trạng gã cũng ngổn ngang trăm mối. Thế nhưng gã tuyệt đối không hối hận vì khi đó đã đứng dậy, cũng không hối hận vì đã ủng hộ Tần Lạc trước mặt mọi người. Gã biết bản thân mình đang làm gì nhưng những kẻ ngốc kia lại không hiểu. Tôi biết, Tần Lạc gật đầu nói, anh làm vậy vì nền y học cổ truyền. Hứa Đông Lâm yên lặng. Hiểu rõ mình vẫn chỉ là kẻ thù của mình, những kẻ đó nhắm vào Tần Lạc thực chất cũng nhắm vào nền y học mà hắn là đại diện. Cho dù là Tần Lạc hay chính bản thân gã, cũng đều có lý do muốn y học cổ truyền quay về vị trí vốn có của mình. Xét về ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, thật ra hai người bọn họ giống nhau. Ít nhất bọn họ có mục tiêu giống nhau. Tôi sẽ chính thức đánh bại anh, Hứa Đông Lâm nói. Không phải là dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, mà tôi sẽ dùng y thuật đường đường chính chính đánh bại anh. Tôi sẽ cho anh cơ hội, Tần Lạc gật đầu nói. Bây giờ anh chính là đối thủ mà tôi cần phải nghiêm túc đối xử. Không biết vì điều gì mà khi Hứa Đông Lâm nghe Tần Lạc nói câu đó, đột nhiên gã cảm giác rất ngọt ngào, giống như một cô gái được nghe những lời nói quan tâm từ người đàn ông yêu thương mình. Ngay lúc này Hứa Đông Lâm hiểu rõ bản thân người đàn ông này rất coi trọng thái độ của mình. Quay trở lại phòng, Tần Lạc vén ống tay áo, nhìn vào. Vương Dưỡng Tâm đi tới. Nhìn thấy vết thương, anh ta giật mình kinh hãi, nói, anh bị thương. Bệnh nhân cào anh bị thương. Chương 1461, giải lụa đỏ không chữ. Khi đó không chú ý, Tần Lạc cau mày nói. Khi đó người túm lấy hắn là một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hắn không thể có phản ứng ứng phó tương đương, cuối cùng không ngờ bản thân lại bị thương, chỉ cần bôi thuốc là được. Vương Dưỡng Tâm lo lắng nói, hay là đi kiểm tra xem sao. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết cách thức lây truyền của virus ngọn lửa. Hay chúng ta đi kiểm tra một chút. Nếu như chỉ cần tiếp xúc cũng có thể lây bệnh, vậy không phải rất có thể Tần Lạc đã bị lây virus ngọn lửa sao? Đây là chuyện không thể đùa giỡn được. Không cần, kiểm tra thì sao nào? Không bị lây đương nhiên rất tốt, nếu như xảy ra chuyện thì chúng ta cần phải làm gì? Ít nhất cho tới lúc này virus ngọn lửa vẫn không có thuốc trị, biểu hiện của Tần Lạc vẫn rất bình tĩnh. Tần Lạc móc trong túi xách ra một chiếc bình đồng cổ. Mở nắp đồ chất lỏng màu vàng óng ả vào vị trí vết thương trên tay và nói, nếu như virus ngọn lửa có thể lây truyền thông qua ngón tay. Chứng minh anh rất xui xẻo. Điều bây giờ chúng ta cần phải làm là lập tức nghiên cứu virus ngọn lửa. Cho dù là vì bản thân mình hay là vì toàn bộ loài người. Chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta có quá ít tài liệu. Nếu như chúng ta có thể có được nhiều tư liệu. Cạch cạch cạch. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vương Dưỡng Tâm đi ra mở cửa. Anh ta nhìn thấy người phiên dịch của Hoffman, đội trưởng đội y tế Thụy Điển đang đứng trước cửa. Chào anh, xin hỏi Mr. Tần Lạc có trong này không? Người phiên dịch hỏi, có chuyện gì vậy, Tần Lạc đi ra đón khách. Người phiên dịch đưa ra chồng tài liệu đang cầm trong tay và nói, đội trưởng Hoffman nói đội trưởng Tần Lạc mới tiếp xúc với virus ngọn lửa. Không hiểu biết nhiều về những thành quả nghiên cứu trước đó nên bảo tôi mang tới những tài liệu này. Ông ấy nói hy vọng những tài liệu này cho thể mang tới vận may cho ngài. Cảm ơn, Tần Lạc vui mừng nhận tập tài liệu, đang định ngủ thì có người mang gối đầu tới. Rõ ràng làm bạn với vua chúa có nhiều chỗ tốt thật. Những tài liệu này cực kỳ quan trọng với chúng ta. Hãy thay tôi cảm ơn ngài đội trưởng Hoffman, nói tôi nhất định sẽ ghi nhớ tình cảm của ông ấy. Tôi sẽ, người phiên dịch trả lời. Đợi khi người phiên dịch quay về, Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm nhìn nhau cười nói, xem ra tình hình của chúng ta cũng chưa tới mức quá tệ. Với nhân phẩm của anh, cho dù đi tới chỗ nào cũng có bằng hữu chia tay giúp đỡ. Tần Lạc mở tập tài liệu. Bắt đầu đọc nhưng vẫn không quên nói hai câu thổi phồng bản thân, hôm nay em cũng thấy đó, cho dù là kẻ thù của anh nhưng cũng bị anh chinh phục bởi sự nho nhã, lý tướng vĩ đại vì dân vì nước của anh. Tôi cũng nghĩ như vậy, Giê-xu lảo đảo đi vào. Gã lấy từ trong người ra một túi giấy gai đưa cho Tần Lạc và nói, tôi nghĩ các anh cần cái này. Đây là cái gì vậy? Tần Lạc nhận cái túi và hỏi. Tài liệu nghiên cứu virus ngọn lửa của đội y tế nước Pháp, Giê-xu nói. Tần Lạc kinh hãi hỏi. Tại sao anh lại có cái này? Theo như hiểu biết của Tần Lạc, cho tới tận lúc này không một đội y tế nào của các nước đạt thành hiệp ước hợp tác. Tất cả đều tự độc lập tác chiến. Mỗi đoàn đều tự nghiên cứu bí mật với thành quả nghiên cứu của mình, không cho đội ngũ chuyên gia y học các nước khác biết. Hiển nhiên sau đại nạn sẽ có lợi ích rất lớn. Nếu như có người nghiên cứu ra thuốc kháng bệnh trước tiên, vậy loại thuốc giải độc này có giá trị vô giá. Bây giờ Giê-xu có phần tài liệu nghiên cứu này.
Điều này khiến Tần Lạc cực kỳ kinh hãi. Chinh phục được một cô em người Pháp, Giê-xu hờ hững nói, bản tính cô ấy rất hiền lành, cô ấy rất đồng cảm với tình trạng khó khăn hiện nay của chúng ta. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm nhìn Giê-xu giống như một đao phủ không thể sánh với chiến thần Hy Lạp, anh Tuấn, chỉ hận không thể đánh cho gã một quyền. Cầm thú hai người thầm mắng rồi nở một nụ cười rất tươi, mở túi tài liệu. Mấy ngày ở Tokyo, văn nhân Mục Nguyệt ăn mặc rất đơn giản, chỉ quần jean, áo sơ mi. Đầu đội mũ lưỡi chai đi dạo ở Ginza, trèo lên tháp sắt Tokyo, trèo lên núi Phú Sĩ ngắm nhìn bầu trời. Nàng đi thăm rất nhiều thắng cảnh nhưng những thắng cảnh này hoàn toàn không để lại cho nàng bất kỳ ấn tượng nào. Cưỡi ngựa xem hoa, xem chỉ để xem giống như xem cho có lệ, phong cảnh lấy lệ, bản thân lấy lệ. Thiên Diệp Tự, một ngôi cổ tháp vô danh ở Tokyo. Nơi này không có trong hành trình của văn nhân Mục Nguyệt, hay nói một cách chính xác hành trình tới Nhật Bản lần này của văn nhân Mục Nguyệt, người luôn có kế hoạch làm việc cực kỳ chính xác căn bản là không có hành trình. Nàng nhìn bản giới thiệu ngôi chùa cổ trong bản đồ dùng đầu ngón tay chỉ, những người bên dưới lập tức đưa nàng tới. Cổ thụ xanh tùm, chùa miếu rêu phong. Cây xanh hoa hồng, thềm đá rêu xanh. Những con khỉ nhảy nhót trên tàng cây, thi thoảng phát lên tiếng kêu. Những con sóc tinh nghịch ném những quả trên cây xuống đường đi. Những hòa thượng quét rác khi gặp khách hành hương cung kính hành lễ. Lộ ra vết sẹo trên đỉnh đâu. Đứng trước cánh cổng cũ kỹ của Thiên Diệp Tự, văn nhân Mục Nguyệt có một cảm giác quay về thời xa xưa. Phảng phất nơi này chính là cuộc sống mà nàng vẫn đi tìm. Nàng bước lên bậc thang, giống như tiên tử tản bộ trong mây. Thiên Diệp Tự có Thiên Diệp Thụ, không một ai biết nó là cây cổ thụ linh thiêng trăm năm hay ngàn năm. Chỉ biết nó cành lá sum suê tươi tốt, cây cổ thụ to mười mấy người ôm mới hết, xung quanh cây cổ thụ còn sinh ra vô số cây nhỏ. Từ xa nhìn lại trông giống như một quái thú xanh biếc vươn tận trời cao. Trên Thiên Diệp Thụ treo đầy giải lụa đỏ, trên giải lụa đỏ các đủ các loại chữ viết bằng mực màu vàng hay màu đen. Đó là nguyện vọng, mỗi một giải lụa đỏ đều tượng trưng cho nguyện vọng của một người. Ví như trái tim thành người, nhất định mộng đẹp sẽ thành sự thật. Đây chính là một câu giới thiệu về Thiên Diệp Tự trên bản đồ. Chính vì thế mới khiến văn nhân Mục Nguyệt động tâm. Trong tay nàng cầm một giải lụa, quả vương đứng bên cạnh đã sớm chuẩn bị bút lông, mực vàng. Thế nhưng văn nhân Mục Nguyệt vẫn trầm ngâm hồi lâu, không nói cũng không có ý định cầm bút viết tâm nguyện của mình. Tiểu thư quả vương lên tiếng. Tiểu thư tới thăm Thiên Diệp Tự không phải là muốn treo nguyện vọng của mình trên Thiên Diệp Thụ để thần linh chứng giám sao? Bây giờ tới rồi giải lụa cũng chuẩn bị xong, vì sao lúc này lại do dự? Văn nhân Mục Nguyệt không lên tiếng, nàng cũng không cầm cây bút quả vương đưa. Nàng cầm giải lụa không chữ đi tới tàng cây phía trước, treo nó lên một cánh cây thấp, gần đất. Một cơn gió thổi giải lụa đong đưa, rung động, vù vù. Lại một cơn gió mạnh thổi tới, cùng với đó là tiếng hạt mưa tí tách. Trời mưa không to nhưng đủ để thấm ướt cũng quần áo. Ngấm vào người. Tiểu thư, trôi mưa rồi, quả vương cầm ô chạy tới. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa nhưng vì tiểu thư muốn đi. Không ai dám ngăn cản. Tôi muốn yên lặng suy nghĩ một chút. Văn nhân Mục Nguyệt đứng dưới tán cây Thiên Diệp, ánh mắt chăm chú nhìn giải lụa chính tay mình đính lên. Nhưng tiểu thư, tôi không muốn nói chuyện. Quả vương khẽ thở dài, sau đó anh ta phất tay. Nhưng vệ sĩ lập tức tản ra xung quanh, dần biến mất. Gió thổi càng lúc càng to. Hàng ngàn dải lụa đỏ lắc lư, lay động theo chiều gió, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Răng rắc, có lẽ cơn gió này quá ngông cuồng hay có lẽ cành cây quá giòn. Cành cây có dải lụa của văn nhân Mục Nguyệt bị đánh gãy. Gió mang theo dải lụa bay lên cao, biến thành một điểm đen hình chữ nhật rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Văn nhân Mục Nguyệt mím chặt môi, nghiêm túc. Thế nhưng trong hốc mắt nàng ươn ướt bại lộ tâm trạng mềm yếu của nàng. Nàng không quan tâm, đứng trong ngồi chùa cổ, trong cơn gió giặt mưa xa khóc to. Hai mắt đẫm lệ, giống như một đứa trẻ nhận hết uất ức về mình. Tôi thành kính tới đây, vì sao ngay cả một nguyện vọng khó khăn lắm mới đưa ra cũng không giữ lại cho tôi. Chương 1462, quá kích thích. Trước kia văn nhân Mục Nguyệt không biết tình yêu là gì. Hay nói chính xác nàng vốn nghĩ mình biết nhưng nàng không có cơ hội chứng minh suy nghĩ của mình có chính xác hay không. Nàng không phải là một người tùy tiện, nàng chỉ không gặp được người trong mộng của mình. Sau đó nàng gặp Tần Lạc.
đối với Văn Nhân Mục Nguyệt mà nói, trong hiểu biết của nàng, Tần Lạc không phải là người đàn ông ưu tú, cũng không phải là người đàn ông hấp dẫn nhất mà nàng đã gặp. Thậm chí hắn không phải là người đàn ông theo tiêu chí lựa chọn của nàng. Văn Nhân Mục Nguyệt là một người phụ nữ có khả năng khống chế rất mạnh, lại rất có khả năng tính toán. Cuộc sống của nàng được sắp đặt rất gọn gàng. 6 giờ sáng rời khỏi giường, tập dưỡng sinh nửa tiếng, uống nước hoa quả hay nước rau cải do bác sĩ gia đình phối chế, đọc các tạp chí tài chính trong nước và quốc tế trong ngày. Nàng cũng thường xuyên đọc mấy tạp chí sắc đẹp. 9 giờ tới công ty, trợ lý sẽ mang tất cả công việc cần xử lý trong ngày, thậm chí trong tuần tới. Thậm chí nàng còn tập họp danh sách những người theo đuổi mình hơn nữa, còn chấm điểm một cách nghiêm ngặt. Mặc dù cuối cùng điểm của Tần Lạc không tăng lên, nhưng nàng không nhịn được đã đi tới gặp hắn. Nàng cảm thấy phương pháp đó không thực hiện được nên cho người tiêu hủy bản danh sách. Thế nhưng người đàn ông có điểm cực thấp này lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng, phá vỡ tâm trạng tĩnh lặng của nàng. Nàng nhận ra bản thân mình đã rất sai lầm. Hiểu biết về tình yêu của nàng rất sai lầm, bởi vì điều này không thể khống chế được. Nàng đã đánh giá bản thân quá cao, hay nói cách khác, nàng đã đánh giá thấp tình yêu. Trên hội nghị thương mại thế giới, nàng đã hỏi nhỏ Tần Lạc, bây giờ phải làm gì? Khi đó nàng đã không khống chế được tình cảm của mình. Lúc này đây nàng đã giao cho Mã Duyệt xử lý tất cả công việc đang làm, tự mình giống như một cô gái nhỏ đi tới Nhật Bản nơi mới xảy ra động đất. Điểm này càng làm nàng nhận thức rõ về suy nghĩ của mình. Nàng có thể thành thạo khống chế con Thụy Ển gia tộc Văn Nhân, nàng có thể dễ dàng đàm phán dự án tài chính mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu. Nàng thậm chí có thể đánh bại hai nhà Tần Bạch liên hợp thôn tính. Thế nhưng nàng vẫn không khống chế được tình cảm của mình. Nàng đã nói với chính mình, Văn Nhân Mục Nguyệt, không được nhớ cái gì hết. Thế nhưng nàng hiểu rằng nàng đối xử với bản thân mình cực kỳ ngu ngốc, chính là vì trong lòng nàng một mực muốn. Con người có áp lực là vì tới lúc cần thiết không biết cách nào khống chế bản thân. Văn Nhân Mục Nguyệt dùng giải lụa khẩn cầu, nhưng lại không biết cần phải viết cái gì. Chẳng lẽ khẩn cầu tình lang của mình quay về? Không, không phải tình lang của nàng mà của người khác. Nàng dựa vào cái gì mà cướp hắn khỏi tay người phụ nữ khác? Mặc dù ban đầu hắn chủ động từ hôn, nhưng khi đó bản thân nàng đã nghĩ như thế nào? Nàng biết hắn bị bệnh, không tới thăm hắn. Nàng biết hắn tới, không đi gặp hắn. Không phải nàng thường nghĩ tới việc từ hôn sao? Nếu không khi nàng tới Dương Thành, hay khi hắn tới Yến Kinh, nàng chủ động gặp mặt hắn. Hắn còn đưa ra quyết định đó không? Chính tay nàng để hắn chạy mất, bây giờ nàng muốn đoạt lại hắn sao? Hay nàng và những người phụ nữ khác cùng hưởng chung đàn ông? Tình yêu đó, nàng muốn tình yêu đó sao? Thở dài nặng nề cùng với giải lụa đỏ không chữ chính là biểu hiện tâm trạng vô cùng phức tạp của nàng. Nàng treo nguyện vọng khó có thể nói ra ở một cành cây thấp bé lại bị gió mưa đánh bay mất. Điểm tựa trong lòng thoáng chốc biến mất, nàng không chịu được nữa rồi, tất cả mâu thuẫn, ủy khuất trong lòng đột nhiên bộc phát mãnh liệt. Đứng trong ngôi chùa cổ ngàn năm, đứng trong cơn gió mưa này, nước mắt của nàng như nước sông điên cuồng đánh vào bờ đê liên miên không dứt. Đột nhiên mưa tạnh. Không, nói chính xác là mưa tạnh trên đỉnh đầu nàng. Gió điên cuồng rít gào, những hạt mưa vuốt ve gò má trắng mịn của nàng đột nhiên biến mất. Nàng mở đôi mắt mông lung, đẫm lệ nhìn thấy cách đó không xa gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Tất cả vẫn không có gì thay đổi. Ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy một gương mặt tươi cười quen thuộc. Trên gương mặt tươi cười, đôi mắt như rực lửa khiến bắt giác nàng cũng nóng mặt. Có biết Thiên Diệp Tự có một truyền thuyết không? Người đàn ông đứng sau lưng Văn Nhân Mục Nguyệt, tay cầm ô che trên đầu nhưng một nửa người vẫn đang đứng dưới mưa. Rất rất lâu trước kia trong thôn có một cô gái, người yêu của cô gái ra chiến trường. Cô ấy ngày đêm nhớ nhung người yêu của mình. Cô tự mình viết chữ vào thắt lưng của mình, treo trên ngọn cây Thiên Diệp. Cô hy vọng thụ thân có thể thương xót tình cảm của cô, khiến người yêu của cô nhanh chóng quay về. Sau đó giải lụa đỏ biến mất mà người yêu cô gái cũng quay về quê nhà. Người trong thôn nói đó là thụ thần linh thiêng, liền học theo treo thắt lưng của mình lên cây Thiên Diệp. Sau đó danh tiếng Thiên Diệp Tự lan xa, càng ngày càng có nhiều người tới đây cầu nguyện. Người đàn ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, tiếp sau đó dây lưng ra đời. Khi đó dây lưng vẫn là thứ đắt tiền, người Nhật Bản không nỡ treo nó lên cành cây nên mới bắt đầu dùng giải lụa để cầu nguyện. Khi khi, Văn Nhân Mục Nguyệt phì cười. Chỉ trong nháy mắt xuân tới, hoa nở, tuyết tan. Cảnh đẹp khó nói nên lời. Là như vậy, cảm giác là như vậy.
với sắc đẹp và địa vị của văn nhân Mục Nguyệt, hàng ngày có đủ các loại đàn ông mượn cơ hội tiếp xúc, lấy lòng nàng, đủ các loại quà tặng, đủ các loại cảm giác vui mừng lẫn kinh hãi, đủ các thủ đoạn nhưng không một ai có thể nói khiến cho nàng cười vui vẻ. Đây không phải là cười cho có lệ, đương nhiên nàng không mỉm cười cho có lệ với bất kỳ ai. Đây chính là tiếng cười từ sâu thẳm tâm hồn, tiếng cười vui sướng của tinh thần và thể xác. Nàng thật sự rất vui vẻ, cảm giác đó không thể lừa gạt người ta được. Em có biết vì sao thắt lưng của cô gái lại biến mất không? Tần Lạc hỏi. Văn nhân Mục Nguyệt lắc đầu, nước mắt, nước mưa đầy trên mặt và cổ, trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Bị người yêu của cô gái tháo xuống, Tần Lạc nói. Người đàn ông ra chiến trường, một năm, hai năm, ba năm. Ngày nào anh ta cũng nghĩ tới người yêu của mình, nhưng anh ta lại sợ rằng mình xa nhà lâu ngày người con gái của mình đem lòng yêu người đàn ông khác. Anh ta cũng sợ bản thân không chịu nổi sự thật này. Anh ta nghe nói cô gái của mình buộc thắt lưng lên cây nên mới trèo lên cây tháo nó xuống, vì vậy cũng hiểu rõ lòng cô gái. Nên quay về nhà gặp cô gái. Tại sao anh lại biết? Văn nhân Mục Nguyệt trừng mắt nhìn Tần Lạc hơi. Đoán Tần Lạc cười một cách xấu xa. Một tay hắn đang cầm ô. Một tay hắn cầm cành cây gãy có treo giải lụa không chữ. Người đàn ông kia may mắn hơn nhiều so với anh. Anh ta trèo lên cây là biết được lòng người yêu mình. Cho dù anh nhặt được giải lụa này nhưng tại sao trên này không có chữ? Văn nhân Mục Nguyệt đỏ mặt, nàng cúi đầu không trả lời. Nguyện vọng của em là gì? Một lần nữa Tần Lạc hỏi. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc hỏi, anh nhất định phải biết sao? Muốn Tần Lạc nói. Nguyện vọng của em là, văn nhân Mục Nguyệt nhìn sâu vào hai mắt Tần Lạc nói, anh là heo. Người đàn ông này đúng là giống heo, mình đã đuổi theo tới tận đây, còn hỏi nguyện vọng của mình làm gì. Tần Lạc ôm nàng vào lồng ngực mình, dùng đôi môi điên cuồng chặn miệng nàng lại. Chiếc ô bị gió cuốn bay, rơi xuống đất, bập bềnh, đôi thanh niên nam nữ này vẫn kích động đứng ôm hôn nhau. Một bức tranh hai hình ảnh hoàn mỹ. Mặc dù ngay cả chú ếch trốn trong bụi cỏ cũng xấu hổ, ló đầu ra vụng trộm ngắm vài lần sau đó nhảy lên kêu ộp ộp ộp. Rất kích thích. Chương 1463, Uyên Ương Đồng Sinh Cộng Tử. Người bình thường sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi cuộc sống của người giàu có. Khi bọn họ đi chợ mua thức ăn, trợ lý cũng mang theo mấy bộ quần áo. Ví dụ như khi mua cà chua phải mặc quần áo màu đỏ. Khi mua dưa chuột thì phải mặc quần áo màu xanh. Khi mua trứng gà phải mặc váy ngắn. Khi mua thịt bò phải mặc áo dài. Người, món ăn hợp nhất, quan trọng nhất chính là phối hợp. Bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt có chuyên gia phụ trách trang phục. Khi quần áo của nàng dính nước mưa, đơn giản cởi ra thay một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài rối bù, gương mặt trắng tự nhiên, một vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này Tần Lạc cũng có đủ tư cách trở thành người giàu có, nhưng hắn có cuộc sống của một hành khất có mạng hoàng đế. Cho tới tận lúc này hắn vẫn chưa bước vào giai đoạn sau. Giê-xu và đại đầu tuyệt đối không có khả năng mang theo vali quần áo theo mình. Vì vậy quả vương mượn cho Tần Lạc áo tăng bào của các hòa thượng trong Thiên Diệp tự, đề nghị hắn thay quần áo. Khi mặc vào người, trông hắn thực sự có phong cách của người xuất gia. Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt ngồi trước cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, nhìn hơi nước sôi trào. Xa xa mờ ảo như núi, gần sáng như tẩy dừa. Hương trà thơm xung quanh cả căn phòng thơm mùi hoa cỏ. Đặt vào trong hoàn cảnh ấm áp dễ chịu, Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt có một cảm giác không nói nên lời. Hình thức ở chung của bọn họ khá kỳ quái. Bình thường những cặp yêu nhau sau khi thổ lộ tình yêu, chỉ sợ có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, cho dù có nói tới ba ngày ba đêm cũng không dừng lại. Nhưng Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt cần rất ít ngôn ngữ để liên lạc với nhau, Tần Lạc cảm nhận được hắn hiểu văn nhân Mục Nguyệt. Trong khi đó văn nhân Mục Nguyệt không gì không hiểu. Nói nhiều hơn có khi lại lãng phí thời gian, cực kỳ tầm thường. Chính vì vậy việc hai người cùng làm là yên tĩnh ngồi một chỗ. Ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau rồi lại tự động chuyển hướng, thưởng thức cảnh vật xung quanh. Hình như mỗi cảnh vật trước mắt đều trở nên xinh đẹp, động lòng người hơn trước. Lục diệp âm nùng, biến chỉ đường thủy, thiên sấn lương đa. Hải lưu sơ chán, yêu diễm phún hương la. Tần Lạc nhìn cảnh mưa gió bên ngoài gõ ngón tay đánh nhịp, miệng khẽ ngâm nga. Lão yến trí lộng ngữ, hữu cao liễu minh thiền tương hòa. Sậu vũ quá, chân châu loạn tảm, đã biến hà. Nhân sinh hữu kỷ, niệm lương thần mỹ cảnh, nhất mộng sơ quá. Cùng thông tiền định, hà dụng khổ trương la. Mệnh hữu yêu tản ngoạn thưởng, đối phương tôn thiền trước đê ca. Thả minh đính,
nhâm tha lưỡng luân nhật nguyệt, lai vãng như lăng. Đây chính là bài thơ Sậu Vũ Đả Hà của Nguyên Hảo Vấn Đời Nhà Kim. Lúc này ngâm rất hợp với cảnh. Hơn nữa không chỉ là hợp với tính cách mà quan trọng hơn là hợp với trái tim. Chẳng phải nó khắc họa rất chân thực hoàn cảnh của Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt lúc này sao? Cho tới lúc này hai người bọn họ vẫn bị đủ các loại khuôn sáo hạn chế, bị các loại tư tưởng gia phong ngăn cản. Mỗi khi tới gần lại tách ra ngày qua ngày cực kỳ đau khổ. Lần này đây Tần Lạc đi ngàn dặm tới Nhật Bản hành y. Văn nhân Mục Nguyệt từ bỏ sự rụt rè đi theo. Gặp gỡ tại Thiên Diệp Tự, giải lụa đỏ không chữ, khóc lóc như một đứa trẻ. Cơn mưa gió rốt cuộc đã kích động bọn họ phá vỡ mặt nạ ngụy trang, thẳng thắn bộc lộ tâm trạng mình. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời cao rực sáng, toàn thân thư thái như ăn nhân sâm vậy. Văn nhân Mục Nguyệt là người đọc nhiều sử sách, hiển nhiên nàng hiểu những điển cố, cũng hiểu rõ ý tứ của Tần Lạc. Trong lòng nàng không phải thường nghĩ vậy sao? Ánh mắt nàng chăm chú nhìn cành cây gãy có buộc giải lụa đỏ. Ánh mắt nghi ngờ lại nhìn Tần Lạc. Nàng tuyệt đối không tin giải lụa mới bay đi Tần Lạc đã lập tức xuất hiện cạnh mình. Vậy đó không phải là cuộc sống, đó là phim ảnh. Tần Lạc mỉm cười cầm giải lụa trên bàn trà, nói, anh nói chính nó bay tới chân anh, nhất định em sẽ không tin. Không tin văn nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. Không phải giải lụa đỏ tự bay tới chân Tần Lạc mà có người nhặt đưa cho hắn. Xung quanh văn nhân Mục Nguyệt có nhiều vệ sĩ. Giải lụa đỏ của đại tiểu thư bị gió thôi bay. Đừng nói là bay lên trời cho dù có bay tới sao hỏa bọn họ cũng nhất định nghĩ cách lấy về. Quả vương báo tin cho anh sao? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Nàng là người phụ nữ thông minh. Nếu như lúc này nàng vẫn chưa hiểu rõ thì nàng rõ ràng không phải văn nhân Mục Nguyệt. Anh bấm ngón tay tính toán biết em ở Nhật Bản Tần Lạc châm chọc. Có một vài việc cho dù biết cũng không cần phải nói. Mặc dù hành vi bóng gió thông báo chỉ là vì hắn và văn nhân Mục Nguyệt nhưng cuối cùng vẫn là tự động tiết lộ hành tung của văn nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc là người nghĩa khí, hắn không cần thiết phải bán đứng quả vương. Ngày thứ hai khi văn nhân Mục Nguyệt tới Nhật Bản Tần Lạc đã biết tin. Điều này không vì Tần Lạc có rất nhiều cơ sở ngầm mà bởi vì quả vương gọi điện, bóng gió thông báo với hắn. Mặc dù quả vương không hiểu rõ tình cảm và tâm tư của văn nhân Mục Nguyệt như Mã Duyệt nhưng có thể trở thành quả vương, cũng không phải kẻ ngốc. Lãnh đạo xấu hổ không làm được thì những cấp dưới như bọn họ đương nhiên phải thực hiện. Vì vậy quả vương liền lén gọi điện thoại cho Tần Lạc, hơn nữa còn báo tin văn nhân Mục Nguyệt đã tới Nhật Bản. Thế nhưng mấy lần điện thoại trước Tần Lạc quá bận rộn hắn không có thời gian lập tức tới gặp mặt văn nhân Mục Nguyệt. Lần gọi điện thoại này cuối cùng Tần Lạc đồng ý. Vốn trên đường Tần Lạc tới Tokyo thì nhận được điện thoại của quả vương thông báo văn nhân Mục Nguyệt muốn tới Thiên Diệp Tự, vì vậy Tần Lạc đi thẳng tới Thiên Diệp Tự. Vì vậy quả vương đi tìm giải lụa về cho Tần Lạc. Tần Lạc mang tới đưa cho văn nhân Mục Nguyệt. Trên thế gian này đại đa số điều lãng mạn do con người làm ra nhưng điều này cũng không thể thay đổi bản chất của lãng mạn. Trái tim mạnh khỏe, chính là tình thiên. Nếu trái tim vui đó chính là lãng mạn. Đương nhiên văn nhân Mục Nguyệt hiểu rõ tâm trạng Tần Lạc. Hắn không nói ra là vì không muốn quả vương mang tội. Dù sao đi nữa cũng không có ai chứng minh hắn có thể bấm đốt ngón tay. Anh bấm ngón tay tính em tới Nhật Bản khi nào? Văn nhân Mục Nguyệt cầm chén trà nhấp một ngụm, nhẹ nhàng hỏi. Mấy ngày trước Tần Lạc cười gượng, hắn biết nàng bắt đầu khởi binh hỏi tội. Tại sao lại là Thiên Diệp Tự? Văn nhân Mục Nguyệt thờ ơ dùng ngón tay vuốt ve chén trà nhỏ, hỏi mà không nhìn Tần Lạc. Nhưng Tần Lạc biết câu hỏi này khó trả lời hơn câu hỏi trước nhiều. Thật ra câu này của nàng có ý ngầm, vì sao mấy hôm trước anh không tới gặp, tại sao không tới tháp sắt Tokyo, thiên không thành, núi anh hoa gặp nàng mà chờ mấy ngày sau mới tới Thiên Diệp Tự. Một suy nghĩ chợt lóe, Tần Lạc nghiêm túc nói, anh trúng độc. Cái gì, văn nhân Mục Nguyệt kinh hãi nàng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc. Em hẳn biết mục đích tới Nhật Bản của anh, Tần Lạc hỏi. Không phải là tìm phương pháp trị vi rút ngọn lửa sao? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi lại, gia tộc văn nhân không chỉ có tập đoàn ở Trung Quốc mà còn có ảnh hưởng về chính trị kinh tế ở những quốc gia khác. Đối với người bình thường thì vi rút ngọn lửa là một bí mật. Ngay cả những người đồng trang lứa cũng khó mà biết nhưng với văn nhân Mục Nguyệt mà nói không phải là tin tức khó có được. Người nắm giữ thông tin có thể nắm giữ thị trường. Đây chính là nguyên tắc mà mỗi thương nhân đều tuân thủ một cách nghiêm khắc. Không Tần Lạc lắc đầu. Vận may của anh quá tệ, ngay ngày đầu tiên tới đảo Honshu đã bị bệnh nhân lây nhiễm làm bị thương.
hơn nữa còn bị người ta khởi tố chỉ vì muốn bệnh nhân bình tĩnh đánh ông ta một cái, nhưng cuối cùng ông ta mất mạng, anh trở thành tội phạm giết người. Không một ai biết phương thức lây bệnh của virus ngọn lửa. Thậm chí anh còn không biết chắc nó có lây cho anh thông qua móng tay hay không. Dù anh biết em tới Nhật Bản, anh nào dám tới gặp em. Nếu anh cũng là người nhiễm bệnh, vậy không phải sẽ làm lây bệnh cho em sao? Mấy ngày nay anh liên tục quan sát vết thương ở cánh tay. Nhìn thấy nó từ từ hồi phục đóng vảy. Hơn nữa anh vẫn còn sống yên ổn. Em xem, không phải anh đã tới đây gặp em sao? Nếu như nhiễm bệnh, anh hẳn phải tới gặp em, Văn Nhân Mục Nguyệt nghiêm túc nói. Nếu như anh ấy thực sự nhiễm bệnh, anh ấy không tới gặp mình, vậy không phải lần gặp mặt trước thành vĩnh biệt sao? Tần Lạc cực kỳ cảm động, nhưng hắn lại cười hì hì nói. Nói như vậy không phải chúng ta trở thành đôi uyên ương đồng sinh cộng khổ sao? Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ, Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời mà không nhìn vào mắt Tần Lạc. Chương 1464, khủng hoảng toàn cầu. Tùy theo suy nghĩ của anh. Giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa ý tứ ngầm cùng với sự thẹn thùng vô cùng, giống như một cô gái đỏ mặt nói với người đàn ông của mình anh muốn thế nào thì thế đấy. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn mái tóc rối bù của nàng, nhìn cái cổ trắng ngần để lộ quá mức của nàng, còn cả đôi mắt trong sáng, ngập tràn tình cảm, và cả chiếc váy dài của nàng nữa. Nếu như ngay lúc này bản thân mình không phải đang ở trong Thiên Diệp Tự, Tần Lạc sẽ không nhịn được mà ôm chặt nàng vào lòng, hay để nàng nằm bên dưới mình mà chà đạp nàng. Đương nhiên lúc nãy khi hắn ôm hôn Văn Nhân Mục Nguyệt ở bên ngoài, hắn cũng không chú ý tới nơi này chính là đền chùa. Khi đó tình cảm dâng trào, Phật Tổ lão nhân gia cũng sẽ lượng thứ cho hắn. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, từ hạt đậu nhanh chóng biến thành củ lạc, một tiếng sét đánh gần khiến khung cửa sổ rung lên. Tần Lạc không thể không đứng lên đóng cửa sổ thủy tinh, vì vậy trên tấm cửa sổ thủy tinh nhanh chóng phủ một màn sương mờ. Đóng cửa sổ lại không khác gì bọn họ đã cắt đứt bản thân mình với thế giới bên ngoài. Tầm nhìn bị thu hẹp nhưng bầu không khí ấm áp hơn nhiều. Cơn mưa to ở Nhật Bản khí lạnh run người. Văn Nhân Mục Nguyệt mặc váy mỏng nên nhiễm khí lạnh. Có lẽ nàng không cảm nhận được nhưng Tần Lạc lại cảm nhận được. Trà khí mù mịt, hương thơm cả phòng. Tần Lạc ngồi khoanh chân trên nền nhà bằng gỗ, nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, anh không nói đùa. Tình huống lần này quả thực rất nguy hiểm. Anh đã tới đây một tuần. Trước bọn anh đã có mười mấy đội y tế các nước Âu Mỹ đã tới tiếp nhận công việc. Cho tới tận lúc này bọn anh vẫn chưa có phát hiện gì. Không tìm được nguyên nhân phát sinh virus ngọn lửa, không tìm được cách lây nhiễm virus. Đừng nói tới tìm được biện pháp hạn chế, khắc phục nó. Nhóm bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên đã lần lượt chết, nhóm bệnh nhân thứ hai đã được đưa tới. Hơn nữa số lượng bệnh nhân nhóm 2 nhiều gấp 3 nhóm bệnh nhân đầu tiên. Bây giờ đảo Honshu đã bí mật đóng cửa biên giới, không có giấy thông hành của quân đội và chính phủ, rất khó có thể ra vào. Trước kia bọn họ nghi ngờ chuyện này có liên quan tới sự kiện rò rỉ chất phóng xạ trên đảo Honshu. Thế nhưng thông qua nghiên cứu những bệnh nhân bị lây nhiễm chất phóng xạ, phát hiện tình trạng của bọn họ hoàn toàn khác với những bệnh nhân lây nhiễm virus ngọn lửa. Anh không biết khi nào thì virus ngọn lửa bị chế ngự. Anh cũng không biết nó sẽ lan tràn tới tình trạng nào nữa. Sắc mặt Tần Lạc trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn nghiêm nghị nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, rời khỏi Nhật Bản quay về đi. Đi càng xa càng tốt. Với tài năng của em, mặc dù virus ngọn lửa có bùng nổ trên quy mô toàn thế giới, em nhất định sẽ sống sót qua đại họa này. Nếu như thật sự không được thì em hãy đưa tất cả bọn họ lên sao hỏa. Em không nói đùa, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, phong cảnh Nhật Bản rất được, khó có thời gian đi chơi như này. Tóm lại phải đi thăm tất cả một lần, em sẽ không ngăn cản anh đi tới khu vực dịch bệnh. Thế nhưng nếu như anh thật sự bị lây bệnh hãy để em gặp mặt anh một lần. Tần Lạc nghiêng người, uể oải ngồi dựa vào tường, nói, em đang cố tình gây sự. Hắn biết rất rõ ràng virus ngọn lửa rất nguy hiểm. Vì hiểu rõ tính cách của Văn Nhân Mục Nguyệt nên hắn vội vàng đi tới gặp, khuyên nàng quay về. Xem ra hắn đã thất bại. Cố tình gây sự cái gì? Văn Nhân Mục Nguyệt ngưng đầu nhìn hắn hỏi. Văn Nhân Mục Nguyệt là một người phụ nữ nhưng nàng không phải là một người phụ nữ bình thường. Tần Lạc hoàn toàn hiểu được điểm này. Có đôi khi nàng như một cô gái nhỏ. Thế nhưng khi bạn dùng chiêu thức đối phó với một cô gái nhỏ, đối phó với nàng, hiệu quả cực kỳ tệ hại. Tần Lạc đứng dậy. Đi tới ngồi bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn gần dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng, hỏi, em thật không quay về. Ai biết được, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, có lẽ ngày mai em tiếp tục đi thăm phong cảnh sau đó quay về. Tần Lạc không biết nói gì,
Nếu như văn nhân Mục Nguyệt kiên quyết không quay về, hắn có thể tiếp tục khuyên nhủ nàng. Thế nhưng khi nàng nói có thể ngày mai quay về, có cần thiết khuyên nhủ nữa không? Là một người phụ nữ hiểu rất rõ tâm lý học, tính cách con người. Nếu như nàng muốn nàng có thể ngăn chặn tất cả các chiêu phía sau của bạn. Đó chính là cảm giác bất lực khi đánh cờ với một cao thủ. Anh vẫn hy vọng em có thể lập tức quay về. Tần Lạc kiên nhẫn khuyên nhủ. Mặc dù bây giờ người lây nhiễm chủ yếu tập trung ở đảo Honshu nhưng đôi khi cũng có một hai người lây nhiễm tới từ Tokyo. Có lẽ thức ăn ở nơi này cũng là một nguyên nhân lây bệnh. Em đã trả lời vấn đề này rồi. Vậy em, ít nhất em không thể tới đảo Honshu. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào văn nhân Mục Nguyệt nói. Đảo Honshu có đẹp không? Không vui chơi được. Tần Lạc kiên quyết nói. Em chưa từng tới những nơi không du ngoạn được. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Nhìn sắc mặt Tần Lạc biến đổi nhanh, nàng nhếch miệng cười, một nụ cười rất mê người, thế nhưng em cũng không định phá lệ. Binh! Tần Lạc vung tay đánh vào mông nàng. Cô gái này, dám đùa giỡn với tình cảm của mình. Đúng lúc này chuông điện thoại di động trong túi Tần Lạc vang lên. Âm thanh ầm ĩ phá tan sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Tần Lạc lấy điện thoại di động, nhìn số hiển thị trên màn hình. Là điện thoại của Vương Dưỡng Tâm. Hắn nhìn văn nhân Mục Nguyệt vẻ xin lỗi sau đó nhận cuộc gọi, hỏi, Dưỡng Tâm có chuyện gì vậy? Vương Dưỡng Tâm biết chuyện Tần Lạc đi gặp văn nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc coi Vương Dưỡng Tâm như huynh đệ tri kỷ. Những chuyện như vậy không cần giấu giếm anh ta. Anh ta biết rõ Tần Lạc đi gặp hồng nhan tri kỷ của mình nhưng vẫn phải gọi điện thoại chứng minh đã xảy ra chuyện. Tần Lạc, không hay rồi. Vương Dưỡng Tâm nóng lòng nói, tin tức vi rút ngọn lửa đã bị tiết lộ. Cái gì? Tần Lạc kinh hãi hỏi lại. Một nhà truyền thông Mỹ không hiểu đã moi được tin tức từ đâu. Chuyện vi rút ngọn lửa bùng nổ ở đảo Honshu Nhật Bản đã bị tiết lộ. Con số tử vong bọn họ đa ra hoàn toàn trùng với con số thống kê của chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn tuyên bố với công chúng đây chính là một thảm họa. Không có thuốc chữa trị. Vương Dưỡng Tâm lo lắng nói. Tất cả mọi người đều hiểu tin tức tiết lộ ra ngoài này có ý nghĩa gì. Học sinh không còn lòng dạ đi học, công nhân không có tập trung làm việc. Quốc lộ, đoàn tàu, chuyến bay, hệ thống cung cấp chiếu sáng công cộng, tất cả các hệ thống đều tê liệt. Thậm chí ngay cả người bán cơm, hàng rong cũng không làm việc, bọn họ chờ đợi tin tức chính xác. Không có chuyện nào bi kịch trong cuộc sống hơn người chết, tiền còn. So với tính mạng con người, tiền bạc không mảy may giá trị. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan truyền ngàn dặm. Có nhà truyền thông đầu tiên, những nhà truyền thông khác sẽ đi theo. Thông qua báo chí, TV, Internet, tin tức này sẽ lập tức lan tràn mọi ngõ ngách của thế giới, không thể nào che giấu được. Đây chính là cuộc khủng hoảng toàn cầu. Anh lập tức quay về ngay. Tần Lạc nói. Sau khi nói chuyện xong với Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc hỏi văn nhân Mục Nguyệt, em có thiết bị truy cập mạng không? Có. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Ở đâu, cho anh mượn dùng tạm. Ở trên tay anh. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Văn nhân Mục Nguyệt cầm điện thoại từ trong tay Tần Lạc, bấm vào nhát, sau đó điện thoại di động của Tần Lạc lập tức truy cập được vào Internet. Tần Lạc xấu hổ. Từ trước tới nay điện thoại di động của hắn chỉ dùng để gọi và nhắn tin, thỉnh thoảng chơi game. Cho tới lúc này Tần Lạc không nghĩ nó còn được dùng để lên mạng. Xem ra hắn phải học nếu như có cơ hội. Tần Lạc gõ bốn từ vi rút ngọn lửa tìm kiếm thông tin, lập tức có vô số tin tức xuất hiện. Tận thế của thế giới. Thế giới loài người xuất hiện vi rút lây bệnh khó loại trừ. Đảo Honshu Nhật Bản này sinh dịch bệnh khủng khiếp, số người chết đã lên tới 216 người. Các thầy thuốc giỏi nhất của thế giới đang tập trung ở đảo Honshu Nhật Bản chung sức ngăn cản virus ngọn lửa. Virus ngọn lửa khí thế hung hăng, Tần Lạc, đội trưởng đội y tế Trung Quốc đã bị bệnh nhân lây bệnh làm bị thương. Nhìn thấy tin tức đó, Tần Lạc suýt chút nữa không nhịn được lên tiếng mắng chửi. Đám phóng viên truyền thông khốn nạn, vương bát đản này. Hắn tiết lộ tin tức vì rút ngọn lửa còn chưa tính. Hắn kéo chuyện mình bị bệnh nhân làm bị thương vào đây làm gì? Nếu như những người phụ nữ ở trong nước biết được tin này, bọn họ còn không nôn nóng phát điên sao? Có một mình văn nhân Mục Nguyệt ở bên cạnh đủ khiến hắn đau đầu. Nếu tất cả bọn họ đều tới. Nghĩ tới khả năng này, Tần Lạc không khỏi tái nhợt mặt. Văn nhân Mục Nguyệt là người nhanh trí, nàng liếc nhìn màn hình điện thoại của Tần Lạc, nói, em sẽ chăm sóc cho bọn họ. Chương 1465, ai tiết lộ bí mật? Sau khi tin tức đội trưởng Tần Lạc bị bệnh nhân lây nhiễm làm bị thương, hiệu quả tiêu cực lập tức xuất hiện.
Khi Tần Lạc đang quay về đảo Honshu, hắn nhận được điện thoại của một nhóm người quan tâm. Người đầu tiên gọi điện thoại tới là Thái Công Dân. Một lãnh đạo tốt là lãnh đạo như thế nào? Người đó có thể bất kỳ lúc nào giống như người phụ nữ của bạn, lặng lẽ quan tâm tới bạn. Tần Lạc vừa mới nhận cuộc gọi. Thái Công Dân đã nóng lòng hỏi, Tần Lạc, cậu bị bệnh nhân lây nhiễm làm bị thương hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trước đó không báo cáo với tôi? Bộ trưởng, quả thật có chuyện đó. Thế nhưng bây giờ sự việc đã được giải quyết. Thật sự bị thương sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giải quyết thế nào? Nghe giọng nói bình tĩnh của Tần Lạc, giọng nói của Thái Công Dân cũng trở nên hòa hoãn. Giọng nói quan tâm lo lắng ban nãy của ông không giống như của cấp trên với cấp dưới mà như của người ông nói chuyện với cháu của mình. Tần Lạc thuật lại sự kiện ngay ngày đầu tiên tới đảo Honshu đã vô tình khiến bệnh nhân lây nhiễm chết cho Thái Công Dân nghe. Hắn nói, Bộ trưởng, thời gian phát bệnh của virus ngọn lửa rất ngắn, thời kỳ ủ bệnh khoáng chừng từ 3 tới 5 ngày. Đột nhiên bất ngờ khiến con người rất khó đề phòng cho nên tất cả mọi người đều rất sợ hãi nó. Tôi đã quan sát một tuần tình trạng của mình xác định rõ bản thân mình không sao. Ngài hãy yên tâm, bây giờ tôi rất tốt. Nhất định phải bảo vệ sức khỏe, Thái Công Dân ân cần nói, không chỉ có cậu. Hãy thay tôi nói với những thành viên khác trong đoàn điều này. Mọi người đều là tài sản quý giá của đất nước, mỗi một tổn thất đều khiến tôi không gánh chịu được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại sự quan tâm của Bộ trưởng với bọn họ, bảo bọn họ chú ý an toàn, Tần Lạc nói. Ừ. Tình hình virus ngọn lửa thế nào? Có tiến triển gì không? Theo như tôi biết tình hình tạm thời không có tiến triển, Tần Lạc nói. Thế nhưng lúc này các đội của các nước đều đơn độc tác chiến. Cho dù ai đó phát hiện ra điều gì cũng chỉ che giấu. Đối với bọn họ mà nói tính mạng rất quan trọng nhưng lợi ích cũng quan trọng không kém. Thái Công Dân im lặng, ông là quan chức, ông càng hiểu nguyên nhân vì sao các đoàn lại hành động như vậy. Có thể nói đảo Honshu là một trận chiến của giới y học các nước. Quốc gia nào có thể nghiên cứu được thuốc điều trị virus ngọn lửa trước tiên, vậy quốc gia đó sẽ đạt được lợi ích khổng lồ. Tần Lạc biết Thái Công Dân đang tự trách mình, là một con người, việc đầu tiên ông muốn làm chính là cứu giúp người bệnh, tìm kiếm thuốc điều trị virus ngọn lửa. Thế nhưng là một bộ trưởng bộ y tế của một đất nước, ông không có lựa chọn nào khác, đều giống như quan chức các nước khác. Tìm thuốc giải, thu được lợi ích lớn nhất. Một lúc lâu sau Thái Công Dân lên tiếng, Tần Lạc, cậu là một thanh niên có lý tưởng. Trong điều kiện hiện nay, không phép không thể ước thúc cậu, cậu không cần phải tuân thủ một vài quy tắc. Có dũng khí dám làm, có trí tuệ, có tình cảm mãnh liệt. Tất cả đều là tính cách tôi rất thích. Rất nhiều khi không phải tôi đang chỉ đạo cậu làm việc mà chính cậu đang dạy tôi cần phải làm gì. Tôi hoàn toàn yên tâm đối với cậu. Lúc này đây tôi không phân cho cậu bất kỳ nhiệm vụ nào, cậu hãy làm chuyện lương tâm cậu muốn làm. Cảm ơn Bộ trưởng, Tần Lạc cực kỳ kích động, là một bộ trưởng quyền cao chức trọng. Ông có thể nói nhưng câu như thế thật không dễ dàng gì. Bảo trọng Thái Công Dân cười nói, chờ cậu quay về châm cho tôi hai châm nữa. Bệnh cũ của tôi lại tái phát rồi. Dạ, Bộ trưởng Tần Lạc nghiêm mặt nói. Ngay khi mới nói chuyện điện thoại với Thái Công Dân xong, chuông điện thoại lại vang lên, gần như không có điểm ngừng, rõ ràng người gọi đã liên tục bấm gọi, nếu không tuyệt đối không thể trùng họp như này. Nhìn thấy số điện thoại văn phòng của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc lập tức bấm nhận cuộc gọi. Hoán Khê, có phải em cũng nghe tin không? Tần Lạc cười hỏi. Có phải đó là sự thật không? Lâm Hoán Khê hỏi, giọng nói của nàng rất bình tĩnh nhưng hơi thở khá dồn dập. Hiển nhiên lúc này nàng đang rất căng thẳng. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Thế nhưng em không cần lo lắng. Anh không việc gì hết. Anh bị bệnh nhân lây nhiễm làm bị thương nhưng virus ngọn lửa không lây nhiễm thông qua tiếp xúc. Nếu không chẳng phải nó sẽ trở thành mối nguy cơ sinh hóa sao? Vì để cho người phụ nữ bên kia yên tâm, khi nói Tần Lạc còn cố ý đùa cợt. Khi nói xong hắn còn cố tình cười khì khì. Tại sao anh biết nó không lây nhiễm qua tiếp xúc? Bởi vì anh đã trải qua thời kỳ ủ bệnh. Sao anh biết là anh đã qua thời kỳ ủ bệnh? Bởi vì thời kỳ ủ bệnh của nó từ 3 tới 5 ngày. Bây giờ anh vẫn còn khỏe mà. Sao anh biết thời kỳ ủ bệnh chỉ có 3 tới 5 ngày? Tần Lạc phát hiện ra bình thường người phụ nữ này là người thông tình đạt lý, một khi chạm vào bản thân người bình thường không thể chống đỡ nổi. Hoán Khê, anh thật sự không việc gì, em cứ yên tâm, Tần Lạc nhẹ nhàng nói. Em lo lắng, Lâm Hoán Khê nói. Dừng một lát, nàng nói tiếp, em tới gặp anh. Tút tút, điện thoại bị ngắt. Tần Lạc cầm điện thoại ngẩn người suy nghĩ, hôm nay cô ấy làm sao vậy?
Đáng tiếc hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Chuông điện thoại một lần nữa đột ngột vang lên. Giọng nói quyến rũ của Lệ Khuynh Thanh vang lên trong điện thoại. Anh yêu, nghe nói anh ở Nhật Bản phá được vi rút ngọn lửa gì đó, còn bị bệnh nhân lây nhiễm làm bị thương, đúng không? Em cũng biết tin sao? Tần Lạc cười gượng hời. Nói như vậy tin tức trên báo là sự thật sao? Lệ Khuynh Thành hỏi. Là sự thật, Tần Lạc nói, thế nhưng... Ồ, khoan nói chuyện, em cần phải đi đăng ký. Gặp mặt nói chuyện sau. Tút tút tút. Gặp mặt nói chuyện. Chán Tần Lạc đen kịt. Sao cô ấy đã nhanh chóng tới sân bay rồi vậy? Quái lạ, sao không nhận được điện thoại của Cửu Cửu? Một suy nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu Tần Lạc. Với tính cách hấp tấp của Vương Cửu Cửu sau khi biết tin này, nhất định cô phải là người gọi điện thoại đầu tiên mới phải chứ. Vì vậy Tần Lạc quyết định gọi điện thoại cho Vương Cửu Cửu để thăm dò. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không liên lạc được. Trong khoảnh khắc này Tần Lạc đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo Tô Tử, Lâm Thanh Nguyên, Tần Tranh, Cam Vân cùng bạn bè thân thiết gọi điện cho Tần Lạc. Thậm chí Bạch Phá Cục cũng gọi điện thoại ân cần hỏi thăm. Tần Lạc trả lời qua loa hai câu rồi tắt điện thoại. Thật ra lúc này điện thoại của hắn cũng hết pin. Tần Lạc mệt mỏi nằm trên ghế, hai tay xoa thái dương. Nhớ tới cảnh chúng nữ tụ tập, Tần Lạc chỉ càng đau đớn. Nhớ tới câu nói của văn nhân Mục Nguyệt, em sẽ quan tâm tới bọn họ, hắn quả thực chỉ muốn tự tử. Quay lại doanh trại 307, Tần Lạc nhận ra bầu không khí trở nên nghiêm túc căng thẳng hơn xưa nhiều. Canh phòng ở cổng được tăng cường gấp mấy lần, thậm chí một vài vũ khí có lực sát thương mạnh cũng được điều tới. Tố chất của binh lính vượt xa người bình thường nhưng Tần Lạc vẫn nhận ra sự căng thẳng, sợ hãi trong ánh mắt của bọn họ. Đúng vậy, khi cả nhân loại đi đời nhà ma, trong tay bạn có khẩu súng, bắn vài phát đạn thì chống cự được sao? Nghĩ theo chiều ngược lại, ngay cả quân nhân cũng trở nên căng thẳng, sợ hãi như này, vậy dân chúng bên ngoài sẽ hoảng loạn như nào đây? Nghĩ tới tình cảnh đó, Tần Lạc cảm thấy kẻ ác ý tiết lộ tin tức cho giới truyền thông thực sự rất đáng chết. Quay lại phòng ở, Vương Dưỡng Tâm nói, cung thành giới cử người thông báo tất cả đội trưởng các đoàn tới phòng hội nghị họp. Tần Lạc rửa mặt rồi nói, đi thôi, em cũng tới nghe một chút. Khi Tần Lạc dẫn theo Vương Dưỡng Tâm và người phiên dịch đi vào phòng họp, trong phòng đã chật kín người. Tần Lạc vừa vào trong phòng, cung thành giới đã dẫn theo thư ký đi vào trong. Ông ta đi tới vị trí chủ tọa nhìn tất cả mọi người, sắc mặt nghiêm túc. Nói, các vị, tất cả mọi người đều đã biết chuyện. Có người tiết lộ tin tức vi rút ngọn lửa cho giới truyền thông. Bây giờ giới truyền thông trên thế giới đều đăng tin này, công việc của chúng ta không còn bí mật nữa rồi. Ánh mắt ông ta trở nên hung hăng như chim ưng, nhìn chằm chằm quan sát từng người một và nói, đây là hành vi rất thiếu trách nhiệm bởi vì chỉ cần người có đôi chút trí tuệ cũng hiểu một khi tin tức này bị tiết lộ ra ngoài sẽ mang tới khủng hoảng và hỗn loạn thế nào cho thế giới bên ngoài. Hơn nữa tôi cũng cực kỳ tin tưởng rằng tổn thất không chỉ có Nhật Bản. Toàn bộ thế giới đều gánh chịu đại nạn này. Tần Lạc cực kỳ tán thành những câu này. Nhật Bản là nơi khởi phát của virus ngọn lửa. Sau khi tin tức virus ngọn lửa bị tiết lộ, nền kinh tế và trật tự trị an của Nhật Bản sẽ thay đổi rất nhiều. Thế nhưng đây không phải là tai họa của mình Nhật Bản mà là đại nạn của toàn thế giới. Tần Lạc không cần đọc báo cũng biết, bây giờ tỷ lệ tội phạm ở các nước trên thế giới liên tục tăng lên. Cho nên vì chính các vị đang ngồi ở đây, vì quốc gia và đồng bào của các vị đang ngồi ở đây, chúng ta có nghĩa vụ tìm ra kẻ tiết lộ tin tức, cung thành giới nói với vẻ mặt tàn nhẫn, may mắn thay trong tay tôi đã có một vài chứng cứ. Chương 1466, mọi người cùng chết. Nghe cung thành giới nói ông ta đã nắm được một ít chứng cớ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người ông ta. Ai ai cũng muốn biết sốt của kẻ tiết lộ tin tức kia là ai. Người này không chỉ là kẻ thù của chính phủ Nhật Bản mà còn là kẻ thù của tất cả mọi người. Ánh mắt cung thành giới liếc nhìn toàn hội trường, sau khi lướt qua tất cả mọi người, ánh mắt ông ta dừng trên người Tần Lạc và nói, bác sĩ Tần Lạc, anh có muốn nói gì không? Khi nghe câu này, mọi người đều quay nhìn Tần Lạc với sắc mặt cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên cung thành giới hỏi câu đó không phải đã chứng minh chuyện này có liên quan tới người Trung Quốc sao? Nếu không ở đây có hơn 10 đội trưởng các đoàn, tại sao ông ta chỉ hỏi ý kiến Tần Lạc, đội trưởng đoàn Trung Quốc? Sau khi nghe phiên dịch xong, hai mắt Tần Lạc ánh lên, hắn nói, tôi cũng rất muốn biết kẻ nào đã tiết lộ bí mật. Chẳng lẽ chúng còn muốn ném cục cứt này lên đầu mình sao? Tần Lạc thầm cười nhạt. Sợ rằng đã khiến chúng thất vọng rồi. Cung thành giới gật đầu nói,
thời báo New York nước Mỹ là nơi đầu tiên tiết lộ tin tức vi rút ngọn lửa. Đương nhiên chính phủ chúng tôi đã cử người liên lạc với bọn họ. Bọn họ đã từ chối cho biết người nào đã tiết lộ tin tức này. Thế nhưng có một thành viên tờ báo biết rõ tình hình đã lén tiếp xúc với chúng tôi. Người ấy nói người cung cấp tin tức cho bọn họ là người Trung Quốc. Bọn họ đã trả 5 triệu USD cho tin tức này. Tần Lạc không nhịn được mỉm cười nói, cung thành giới tiên sinh, lần trước có người nghi ngờ tôi giết chết bệnh nhân lây nhiễm. Kết quả tôi vô tội còn lần này thì sao? Nếu như chính phủ Nhật Bản thật sự không chào đón chúng tôi, đoàn y tế Trung Quốc chúng tôi rút lui là được. Không cần phải dùng thủ đoạn ti tiện như này để đuổi chúng tôi đi. Cung thành giới không khỏi tức giận. Con người này thật sự có bản lãnh đánh không ngã, quá lợi hại. Ông ta chẳng muốn lên tiếng nữa chỉ phất tay. Thư ký ở đằng sau lập tức lấy ra một chiếc đĩa CD, cho đĩa CD vào thiết bị ở trên bàn chủ tọa hội nghị. Rất nhanh chóng trong phòng hội nghị vang lên giọng nói của một người đàn ông Trung Quốc nói chuyện với một người Mỹ. 50.000 USD, không bớt một xu, giọng nói của người đàn ông Trung Quốc vang lên. Không không không, cao quá, thậm chí tôi còn không biết tin tức của anh có tác dụng hay không, có thể thuyết phục được cấp trên của chúng tôi hay không. Một người Mỹ nói tiếng Trung Quốc mặc dù giọng nói không tiêu chuẩn nhưng đại khái mọi người có thể nghe và hiểu ý ông ta. Nhất định là được đăng. Không chỉ có thời báo New York muốn có, thậm chí toàn bộ báo chí trên thế giới sẽ đưa tin tức này lên trang nhất. Ngài sẽ nhanh chóng được thăng chức, tăng lương. Ngài cũng sẽ trở thành anh hùng của loài người. Tất cả mọi người sẽ bàn tán về ngài, mọi người sẽ cảm ơn ngài. So sánh với những điều đó 50.000 USD quả thực quá ít. Anh đã cho rằng 50.000 USD cũng còn quá ít, vì sao anh còn muốn bán nó cho tôi? Tại sao không phải là Washington Post hay là các tờ báo khác? Anh cũng biết nếu như tin tức này thật sự giá trị, các tập đoàn truyền thông khác sẽ bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nó. Lý do này khiến anh nhất định không thể tin được, người đàn ông cười nói, bởi vì anh nói tiếng Trung Quốc. Âm thanh chấm dứt nhưng chuyện đã rất rõ ràng. Người tiết lộ tin tức là người Trung Quốc. Quả nhiên là bọn họ. Đám người xấu xa này quá mất mặt. Chỉ vì 50.000 USD mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Chẳng lẽ bọn họ không sợ xuống địa ngục sao? Người Trung Quốc phải gánh chịu tất cả tổn thất, phải trừng phạt bọn họ táng ra bại sản. Liệu có phải đây chính là một âm mưu không? Nếu như người Trung Quốc muốn bán tin tức, vì sao còn trao đổi với nhau bằng tiếng Trung Quốc? Thậm chí bọn họ hoàn toàn có thể thuê một người nước ngoài làm chuyện này. Bởi vì bọn họ sợ thuê người nước ngoài sẽ làm lộ bí mật. Hơn nữa nhiều người tham gia, tiền được chia sẽ ít đi. Tần Lạc thờ ơ với những chỉ trích của mọi người, hắn nghiêm túc nhìn cung thành giới hỏi. Tôi muốn biết thái độ của chính phủ Nhật Bản đối với chuyện này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra kẻ tiết lộ tin tức. Cho nên các vị nghi ngờ người Trung Quốc làm việc này sao? Tôi đã cung cấp chứng cứ, quả thật người Trung Quốc đã tiết lộ bí mật của virus ngọn lửa, cung thành giới nói. Tần Lạc nổi giận. Tần Lạc nhảy lên ghế, chỉ thẳng vào mặt cung thành giới mắng. Ông đúng là đồ ngu ngốc bẩm sinh di truyền hay là trải qua tự học biến mình thành kẻ ngốc. Nếu như chúng tôi là người bán thông tin vi rút ngọn lửa, chúng tôi sẽ tìm một người Trung Quốc giao dịch với thời báo New York sao? Còn một điều rất đặc biệt, chỉ vì phóng viên nói tiếng Trung Quốc mà đối phương bán tin tức sao? Một cái bẫy vụ oan giá họa như này mà ông cũng tin tưởng sao? Nếu như không phải trong não các ông toàn là bã đậu, vậy chứng minh các ông có ý đồ xấu. Các ông lo lắng Trung Y có cơ hội giải quyết được vi rút ngọn lửa sao? Các ông đang sợ hãi sao? Các ông vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt với Trung Y sao? Không mặc vest thì không thành quý ông. Băng đảng mafia khi làm việc còn mặc vest thắt cà vạt. Xã hội đen còn có dũng khí dám làm dám chịu. Các ông ngoại trừ chỉ biết giờ những thủ đoạn vặt vãnh, nói mấy câu ngu ngốc khiến người ta chê cười, các ông còn biết làm cái gì nữa? Tần Lạc giống như hạt đậu nành nổ tung trong hơi nóng, như chấn động sét đánh. Mỗi câu nói là phát tiết lửa giận của mình. Hắn không quan tâm phiên dịch có theo kịp tốc độ nói của mình hay không, hay còn đang luống cuống tìm từ ngữ hoàn hảo để diễn đạt câu ông là đồ ngu ngốc bẩm sinh di truyền hay là qua cố gắng tự học thành kẻ ngu. Vì rút ngọn lửa là nguy cơ của toàn bộ loài người, mỗi một người hẳn vì thế mà cố gắng. Đây chính là sứ mạng của những người hành nghề y chúng ta, cũng chính là vinh quang của chúng ta. Các ông thì sao? Các ông đang làm gì vậy? Các ông đang đơn độc chiến đấu, ai cũng phong tỏa thành quả nghiên cứu của mình. Sợ hãi bị người khác sử dụng. Tham lam, nhỏ mọn, chỉ biết tư lợi cho bản thân. Nếu như vì rút ngọn lửa vì sai lầm của các ông mà bộc phát quy mô lớn. Hành vi tàn nhẫn của các ông chính đang hủy diệt loài người.
Các ông chính là tội phạm của toàn bộ loài người. Nếu như sau này còn có lịch sử, các ông sẽ bị liệt vào sử sách, sẽ bị đời sau coi thường và chế nhạo. Tần Lạc nhìn Cung Thành Giới với vẻ hãnh diện, lớn tiếng nói, Cung Thành Giới, sự nghi ngờ của ông làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của tôi và Đoàn Trung Y Trung Quốc. Tôi lấy tư cách là đội trưởng Đoàn Trung Y Trung Quốc tuyên bố, nước Trung Quốc rút khỏi nhiệm vụ này. Nói xong hắn quay người đi ra bên ngoài. Rầm. Sau lưng nổ tung. Khi Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đang thu dọn hành lý trong phòng, trước cửa đã chật kín người. Mắng hay lắm, Vương Dưỡng Tâm kích động tới mức mặt đỏ bừng. Em biết là ra ngoài với anh tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Tới tận lúc này anh không làm em thất vọng. Tần Lạc chỉ muốn vung quyền đánh. Miệng của anh rất lợi hại, câu nói, ông là đồ ngu ngốc bẩm sinh di truyền hay là qua cố gắng tự học thành kẻ ngu. Sao anh lại có thể nghĩ ra được? Anh không thấy khi đó Cung Thành Giới tái mặt, khó chịu mà, thế nhưng khá nhiều người rất hả hê. Thật ra bọn họ chỉ mong chúng ta rời đi. Vương Dưỡng Tâm bỏ quần áo đang gấp xuống, hỏi, chúng ta thật sự phải đi sao? Không phải chỉ dọa bọn họ chứ? Đi, Tần Lạc nghiến răng nói. Kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Thầy thuốc tức giận không thể chết, cũng không thể chịu nhục. Được, vậy quay về Vương Dưỡng Tâm nói, em sẽ gọi điện cho bọn họ thu dọn hành lý. Tần Lạc không biết nói gì hơn. Rõ ràng Vương Dưỡng Tâm nghĩ thông báo thu thập hành lý lúc trước của hắn là giả dối. Khi Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm kéo hành lý ra khỏi cửa, trước cửa đã chật kín người. Cung Thành Giới và các nhân viên của ông ta, đội trưởng các đoàn, còn cả thành viên Đoàn Trung Y đã thu thập xong hành lý chuẩn bị cùng hắn quay về. Còn cả cảnh vệ vũ trang của doanh trại 307. Cung Thành Giới dẫn đám người đi tới, nói, đội trưởng Tần Lạc, tôi hy vọng anh có thể cẩn thận suy nghĩ về hành vi của mình. Anh hắn phải biết hành vi của anh sẽ mang lại những gì cho cá nhân anh và đất nước của anh. Anh nên xin lỗi chúng tôi vì những điều anh mới nói. Cút ngay, Tần Lạc quát, kéo vali đi ra ngoài. Đứng lại, Cung Thành Giới hô to. Tần Lạc không quan tâm, đi nhanh. Đội trưởng Tần Lạc, đây là cảnh cáo lần thứ nhất Cung Thành Giới nói to. Nếu như anh cố tình rời khỏi nơi này, binh lính phụ trách bảo vệ sẽ nổ súng bởi vì tôi nghi ngờ anh đã bị lây nhiễm virus ngọn lửa. Lúc này các anh ra ngoài sẽ là một tai họa với con người. Đột nhiên Tần Lạc quay người. Sắc mặt hắn cao có, hai mắt đỏ ngầu. Phẫn nộ, nóng nảy, sát khí và cả sự khinh miệt. Nổ súng, Tần Lạc phá lên cười. Ông không dám. Nói xong hắn quay người bước nhanh. Chuẩn bị, Cung Thành Giới nói với viên sĩ quan bên cạnh. Lách cách. Rất nhiều binh lính cầm súng xung quanh mở chốt an toàn, lên đạn nhắm vào Tần Lạc và các thành viên Đoàn Trung Y Trung Quốc. Các thành viên Đoàn Trung Y Trung Quốc đi theo sau Tần Lạc nhìn thấy thái độ đằng đằng sát khí của người Nhật Bản thoáng run rẩy, sợ hãi bước chân run run, do dự không quyết, không biết chính mình có nên đi theo đội trưởng hay không. Bọn họ tới chữa bệnh cứu người, không muốn cái bia cho binh lính. Tần Lạc, không, một lần nữa đi về phía trước. Đại đầu xung trận lao lên trước dùng thân thể to lớn của mình che chắn phía trước Tần Lạc. Giê-xu, ly một trái một phải bảo vệ hai bên sườn Tần Lạc. Cũng chính là dùng cơ thể mình bảo vệ hai bên sườn hắn. Vương Dưỡng Tâm quay người nhìn đám đông thành viên trong đoàn đứng im không nhúc nhích, cười nhạt nói, các vị sẽ cảm thấy hổ thẹn vì hành vi nhu ngược, sợ hãi của mình ngày hôm nay. Nói xong anh ta nhanh chóng đuổi theo Tần Lạc. Hơn 10 thành viên khác trong đoàn đưa mắt nhìn nhau, tôi nhìn anh nhìn tôi không biết cần phải làm gì. Đi thôi, bọn họ không dám nổ súng đâu, ai đó nói to sau đó đi nhanh về phía trước. Chắc thì mọi người cùng chết lại có người đuổi theo. Đúng, mọi người cùng đi, mọi người cùng chết. Một người, hai người, ba người. Chương 1467, có người đỏ mắt. Vốn mọi người có mặt chỉ có thái độ xem kịch vui. Chuyện này vốn không liên quan tới bọn họ. Tần Lạc chỉ huy Đoàn Trung Y Trung Quốc gây chuyện với chính phủ Nhật Bản thật ra rất phù hợp với lợi ích của một số người. Hơn nữa vì ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa. Đoàn Trung Y Trung Quốc do Tần Lạc dẫn đầu không hợp với một số đoàn Tây Y phương Tây. Hơn nữa ngay trong ngày đầu đã xảy ra xung đột, mặc dù không nói mối quan hệ hai bên như nước với lửa nhưng mà tuyệt đối ở tình trạng nước tiểu không chảy cùng một hồ. Hơn nữa đại đa số bọn họ có thái độ nghi ngờ cũng như không chấp nhận Trung Y. Trong mắt bọn họ, Đoàn Trung Y Trung Quốc này có mặt hay không có mặt cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Sự tồn tại của bọn họ chỉ là làm gia tăng số lượng thành viên các đoàn y tế của các nước mà thôi.
nếu như có thể giải quyết vấn đề virus ngọn lửa, như vậy không liên quan tới người Trung Quốc. Nếu như không thể giải quyết virus này, đó là trách nhiệm của mọi người. Chính vì vậy bọn họ bị đuổi cũng không phải chuyện xấu, đỡ phải chướng mắt. Thế nhưng không một ai ngờ cung thành giới lại hạ lệnh cho binh lính doanh trại 307 giới nghiêm hơn nữa còn hạ lệnh cho binh lính nhắm vào Tần Lạc và thành viên của hắn. Ông ta thậm chí còn gán cho Tần Lạc một cái tội rất đáng sợ lây nhiễm virus ngọn lửa, bọn họ lấy danh nghĩa bảo vệ sự an toàn của loài người, sẵn sàng nổ súng giết người. Cho dù là ai thì cũng hiểu rõ rằng người lây nhiễm bệnh di chuyển tới một đất nước khác hay một khu vực khác thì sẽ gây ra thảm họa gì. Mặc dù những người dân trong nước vốn ủng hộ Tần Lạc nhưng trong tình huống không biết rõ chán tướng sự việc, chỉ sợ cũng sẽ ủng hộ quyết định tàn nhẫn này. Điều càng khiến mọi người kinh hãi là người Trung Quốc trẻ tuổi kia căn bản không chịu lép vế trước người Nhật Bản. Thái độ của hắn rất kiên quyết, nhìn cung thành giới với ánh mắt khinh thường, và châm biếm. Hắn dẫn đội, đồng bào của mình tiến lên trước không thèm đếm xỉa tới ánh mắt đằng đằng sát khí và nòng súng lạnh lẽo bốn xung quanh. Đơn giản là ánh mắt của hắn còn sát khí hơn nữa, khẩu súng trong lòng hắn còn lạnh hơn khẩu súng của binh lính Nhật Bản. Đất nước Trung Quốc đã từng bị gót sắt Nhật Bản giày xéo. Đó chính là quá khứ. Bây giờ hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra đối với chính bản thân mình. Tần Lạc là thầy thuốc hắn còn hiểu sự quý giá của tính mạng hơn người khác. Nhưng có rất nhiều thứ khiến con người ta phải dùng tính mạng để giữ gìn. Ví dụ như danh dự một đất nước, khí tiết của một dân tộc. Nếu như hắn đứng lại chỉ vì đối phương dùng lời nói uy hiếp. Nếu như hắn do dự sợ hãi không tiến lên trước nòng súng của đối phương nhắm vào mình và các thành viên trong đoàn. Vậy người còn sống nhưng lòng đã chết, tinh, khí, thần, tất cả đều chết. Muốn kiên trì không lùi, nhất định phải tiến lên. Hai bên đều không muốn nhượng bộ, thảm kịch bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng phát. Nếu như người Nhật Bản nổ súng đối với những thầy thuốc tay không tấc sắt này, đó chính là giết người trắng trợn. Những người không có khả năng có bất kỳ phản kháng nào. Đương nhiên bọn họ cũng không ý thức được rằng ba người đại đầu, Jesu và Lee bên cạnh Tần Lạc có thể gây tổn thất khủng khiếp tới cỡ nào cho binh lính Nhật Bản. Cuối cùng Hứa Đông Lâm không thể giữ được sự yên lặng của mình. Gã đi tới trước mặt cung thành giới và nói, ngài cung thành giới, bọn họ là đoàn trung y do chính phủ Trung Quốc phái tới, đại diện cho thể diện của chính phủ Trung Quốc. Các ngài không thể làm như vậy. Sắc mặt cung thành giới âm trầm giống như bầu trời mù mịt trên đảo Honshu. Ông ta vốn chỉ muốn dùng thủ đoạn đe dọa để Tần Lạc và đội của mình ở lại, ông ta biết người Trung Quốc rất sợ chết. Hơn nữa đây là đảo Honshu, là địa bàn do ông ta làm chủ. Thế nhưng không ngờ một đội trưởng trẻ tuổi mà tính tình thực sự cương quyết như này. Bây giờ ông ta đang ở thế cưỡi lưng cọp, rất khó xuống, không còn đường lui nữa rồi. Thể diện của bọn họ quan trọng, chẳng lẽ chính phủ Nhật Bản không biết xấu hổ sao? Đông Lâm quân ngài cũng thấy đó. Anh ta sỉ nhục tôi công kích các vị ở đây. Đây là hành vi cực kỳ vô lễ. Anh ta phải xin lỗi vì hành vi của mình. Còn nữa chúng tôi nghi ngờ bọn họ chính là thủ phạm tiết lộ tin tức virus ngọn lửa. Lúc này bọn họ không thể rời khỏi doanh trại cung thành giới cương quyết nói. Thế nhưng, các vị cũng không thể. Không có nhưng mà, Đông Lâm quân, chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo. Nếu như bọn họ không đếm xỉa tới cảnh báo của chúng tôi và quân đội nhất định sẽ phải trả một cái giá rất lớn, cung thành giới cắt ngang lời Hứa Đông Lâm. Hôm nay Hoffman, đội trưởng đoàn Thụy Điển không khỏe nên không có mặt ở hội trường. Khi phiên dịch của ông ta quay về báo cáo về xung đột của Tần Lạc và cung thành giới. Cung thành giới cho binh lính cầm súng uy hiếp, ông ta vội vàng nhảy khỏi giường. Một cơ hội tốt, một cơ hội trời cho. Hoffman thở hổn hển chạy tới, la lên, dừng tay. Các vị hãy dừng tay. Làm gì vậy? Các vị đang làm gì vậy? Ông ta chạy tới trước mặt cung thành giới, quát to, ngài cung thành giới, ngài hãy giải thích nguyên nhân vì sao ngài lại làm vậy. Cho dù là Tần Lạc hay các thành viên đoàn Thụy Điển chúng tôi đều là khách chính phủ quý quốc mời tới. Các vị dùng phương pháp thô lỗ, bạo lực như này để đối xử với những người khách của mình sao? Nếu như không có lý do, tôi Hoffman. Với danh nghĩa đội trưởng đoàn Thụy Điển tuyên bố Thụy Điển rút khỏi phục vụ viện trợ y tế lần này. Bây giờ chúng tôi và đội trưởng Tần Lạc sẽ cùng quay về. Gân xanh trên trán cung thành giới giật giật nhưng ông ta không có cách nào phản kích. Đội trưởng hai nước Hàn Quốc và Thụy Điển đứng ra bênh vực Tần Lạc khiến ông ta càng rơi vào thế bị động. Chúng tôi không có ý làm tổn thương bọn họ, cung thành giới cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng,
dùng giọng nói bình thản, tôi chỉ muốn mời đội trưởng Tần Lạc ở lại. Chúng tôi bị anh ta sỉ nhục công kích, chỉ muốn anh ta thành khẩn xin lỗi, cũng cần anh ta giải thích chuyện virus ngọn lửa bị tiết lộ. Vậy trước tiên ngài hãy cho binh lính thu súng lại, Hoffman nói. Cung thành giới do dự không quyết, ông ta biết lúc này không thể có chuyện ra lệnh cho binh lính nổ súng nữa rồi. Nếu như vậy thì sợ rằng kết cục của ông ta còn tệ hơn của Tần Lạc. Thế nhưng nếu như cứ như này cho binh lính thu súng lại, không phải tất cả những gì mới xảy ra chỉ là một trò hề sao? Tôi đồng ý cho binh lính thu súng, cung thành giới nói. Chỉ cần anh ta đồng ý xin lỗi những người bị anh ta sỉ nhục, công kích. Bây giờ cung thành giới xấu hổ không nói bắt Tần Lạc xin lỗi bản thân mình mà ông ta kéo tất cả các đội trưởng các đoàn vào vũng bùn với mình, tranh thủ sự ủng hộ và cùng gánh chịu nguy hiểm. Xin lỗi, sau khi nghe câu nói của Hoffman, Tần Lạc phá lên cười, ông ta đang nói ngược à. Nếu như ông ta không lập tức xin lỗi tôi và nhân dân tôi, chúng tôi lập tức rời khỏi doanh trại này. Tần Lạc tiên sinh, Hoffman rất sốt ruột, ông ta nói bằng tiếng Thụy Điên rồi trừng mắt nhìn phiên dịch của mình, ý nói anh ta dùng tiếng Trung Quốc khuyên bảo Tần Lạc hộ mình. Tần Lạc hiểu rõ ý tứ của Hoffman, hắn nắm chặt tay ông ta nói, ngài Hoffman, tôi sẽ ghi nhớ tình hữu nghị của ngài. Thế nhưng chuyện hôm nay hoàn toàn không liên quan tới ngài. Nói xong Tần Lạc đi nhanh qua người Hoffman, một lần nữa tiến lên trước. Đáng chết, viên sĩ quan đứng bên cạnh cung thành giới tức giận trước sự ngông cuồng của Tần Lạc. Quân nhân nổi giận, cực kỳ mẫn cảm, bọn họ coi trọng vinh dự, không cho phép đất nước và đồng bào của mình bị sỉ nhục. Hai mắt gã đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn quay nhìn cung thành giới, nói, trưởng quan, xin hạ lệnh nổ súng. Chấm, cung thành giới không trả lời. Trưởng quan, xin hạ lệnh nổ súng một lần nữa, viên sĩ quan khẩn cầu. Cung thành giới vẫn không trả lời. Trưởng quan, xin hạ lệnh nổ súng. Xin ban thưởng vinh dự cho chúng tôi, viên sĩ quan nói to. Cung thành giới chỉ muốn chết. Trong khi đó lúc này Tần Lạc đã dẫn đoàn Trung y Trung Quốc gần 20 thành viên đi tới trước mặt hàng binh lính giới nghiêm. Hắn đẩy người đại đầu ra dùng lông ngực của mình chống lại họng súng của binh lính. Loảng xoảng. Mỗi bước bọn họ tiến lên trước, binh lính phụ trách ngăn cản vì không có mệnh lệnh cho phép nổ súng nên hàng binh lính chỉ còn cách lui lại sau từng bước một. Loảng xoảng. Bọn họ tiếp tục tiến lên trước, binh lính chỉ còn cách tiếp tục lui bước. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Bọn họ tiến một bước ngắn, binh lính lui một bước ngắn. Bọn họ tiến một bước dài, binh lính lui một bước dài. Đội ngũ 20 người này lại có khí thế như thiên quản vạn mã. Những binh lính vũ trang của doanh trại 307 khi đối mặt với ánh mắt kiên cường, vằn máu của bọn họ, nảy sinh cảm xúc sợ hãi chỉ muốn rút lui. Ngay cả chết bọn họ còn không sợ thì còn sợ cái gì? Binh lính doanh trại 307 lui dần ra khỏi cổng, trong khi đó hai chân Tần Lạc cũng đứng trên nền đất bên ngoài doanh trại. Bọn họ đi tới. Chứng kiến cảnh tượng vừa phẫn nộ vừa lặng lẽ này, tất cả người đứng xem đều vô cùng kinh ngạc. Có người đỏ mắt, có người liều mạng vỗ tay. Tiếng vỗ tay tập hợp lại với nhau thành tiếng vang như sấm. Cho dù là khi nào, dân tộc này cũng sẽ có người xuất hiện làm chỗ dựa cho người Trung Quốc. Chương 1468, người nào kiên trì tới cuối cùng, người đó cười. Mất hết danh dự, trưởng quan vinh dự của lữ đoàn 307 mất hết rồi, viên sĩ quan nói khàn cả giọng. Quân nhân như thanh kiếm sắc bén, một khi đã rút ra phải thấy máu. Nếu như không thể đả thương kẻ thù, sẽ tự thương bản thân mình. Chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ lưu lại trong lòng những binh lính này một vết đen không dễ xóa nhòa. Ngay cả một đám thầy thuốc tay không tấc sắt bọn họ cũng không đối phó được. Sau này bọn họ làm thế nào đối phó với sự tấn công của kẻ thù? Sắc mặt cung thành giới tái xanh, ông ta đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Cho dù thế nào đi nữa hôm nay ông ta đều thua trắng bảng. Với hiểu biết của ông ta về người Trung Quốc, ông ta vốn nghĩ bản thân mình nhất định có thể chặn Tần Lạc lại. Người Trung Quốc sợ gánh trách nhiệm, bọn họ tuyệt đối không dám gây chuyện náo động với người nước ngoài. Hiển nhiên ông ta đã đánh giá thấp sự kiên cường của người Trung Quốc hay hiểu sai tính kiêu ngạo của Tần Lạc. Một người thanh niên nhỏ bé cực kỳ yêu quý tính mạng của mình, khi cần thiết có thể sử dụng một sức mạnh khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Anh hùng là gì? Đây là anh hùng. Kết quả đang chờ đợi cung thành giới là gì? Có thể dự đoán được. Cho dù là những người có thái độ thù địch với Tần Lạc hay đoàn Trung y Trung Quốc hay những người giữ thái độ trung lập, vào giây phút này bọn họ bị tinh thần kiên cường, thái độ bất khuất không sợ chết làm cảm động.
Những người đàn ông mỉm cười, vỗ tay mạnh mẽ giống như chính bọn họ đang đứng giữa đám người, dùng ngực mình chống lại nòng súng của binh lính để đi ra khỏi doanh trại 307. Hai mắt những người phụ nữ ươn ướt, những giọt nước mắt hình thành một đường cong. Những phụ nữ thích theo đuổi anh hùng. Hành động của Tần Lạc kích động tâm trạng mềm yếu của bọn họ. Hứa Đông Lâm đứng yên tại chỗ, nhếch miệng cười vẻ cay đắng. Cuối cùng gã đã nhận ra điều chênh lệch giữa mình và Tần Lạc. Không chỉ có thành tựu trong y học mà là một thái độ theo đuổi. Ngay từ ban đầu, hai người bọn họ đã theo đuổi những điều khác hẳn nhau. Nếu như mình ở trên lập trường của Tần Lạc hôm nay, nếu như đoàn hàn y của mình bị binh lính Nhật Bản chĩa súng vào người, mình có thể làm ra phản ứng đó không? Hứa Đông Lâm không thể trả lời được vấn đề trong lòng mình. Chính mình có thể dẫn mọi người ra khỏi đây không? Gã do dự không quyết, chính bản thân gã không thể có câu trả lời. Thua, thua tâm phục khẩu phục. Có một đối thủ như vậy là vinh dự của chúng ta, Hứa Đông Lâm thì thào, hay là bi kịch của chúng ta? Phác Đắc Chí, phó đoàn đứng bên cạnh Hứa Đông Lâm, không nghe rõ vấn đề của gã, ông ta bực bội nói, đội trưởng, chúng ta không nên giúp đỡ người Trung Quốc. Trước đây khi bọn họ ức hiếp hàn y chúng ta, bọn họ cũng không khách khí với chúng ta. Hứa Đông Lâm quay người nhìn ông ta, tâm trạng gã càng lúc càng bi thương. Lúc nãy gã đã nhận ra, khi Tần Lạc kiên cường đi ra ngoài có mấy người một tấc không rời khỏi hắn, bọn họ đi theo hắn một cách không do dự. Thậm chí còn có hai nam một nữ tình nguyện dùng thân thể mình che chắn cho Tần Lạc. Bọn họ tình nguyện vì hắn mà nhận cái chết. Còn cả một Vương Dưỡng Tâm kia nữa. Hứa Đông Lâm biết Vương Dưỡng Tâm chính là cháu trai của thần Châm Vương Trung Quốc Vương Tu, thân gia thế ưu việt không lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng anh ta lại thích mạo hiểm, cùng Tần Lạc xông lên trước. Các vị sẽ cảm thấy hổ thẹn vì hành động hôm nay của mình, Vương Dưỡng Tâm đã nói với những đồng bạn trần trừ không tiến lên như vậy. Sau đó chỉ trong nháy mắt, nhiệt huyết của người Trung Quốc bị kích động. Bọn họ không sợ chết, bọn họ tình nguyện cùng Tần Lạc đi tìm cái chết. Cho dù bản thân Hứa Đông Lâm gã cũng có tố chất ưu tú như Tần Lạc, nhưng phó đoàn bên cạnh gã có cùng gã xông lên chống lại họng súng của đối phương không? Không. Không phải chỉ mình gã thua mà cả quốc gia cũng thua. Thua ở nền tảng, thua ở tâm huyết. Hoffman đi nhanh tới, ông ta nắm chặt tay Tần Lạc nói bằng tiếng Trung Quốc, hay lắm. Tần hay lắm. Những đội trưởng, đội phó của các đoàn khác cũng ào tới. Bọn họ vây xung quanh Tần Lạc và các thành viên đoàn Trung Quốc, bọn họ cười nói tán thưởng, chúc mừng. Bởi vì có nhiều người, âm thanh hỗn tạp, người phiên dịch không thể nào dịch tất cả cho Tần Lạc nghe. Nhưng Tần Lạc có thể nhận ra ý tốt và sự nhiệt tình từ trong ánh mắt của bọn họ. Khí phách chính là nghệ thuật không biên giới. Hứa Đông Lâm đi tới trước gã, chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt Tần Lạc nói, trước kia, tôi vẫn không phục. Tôi không nhận ra tôi thua kém anh. Thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân mình ưu tú hơn anh nhiều. Mặc dù anh dùng lực lượng một người đánh bại Hàn Y, nhưng tôi vẫn kiên trì suy nghĩ đó. Tôi cũng nghĩ nếu như có cơ hội tôi nhất định sẽ làm được điều tương tự ở Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân tôi ở Trung Quốc trong một năm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hứa Đông Lâm nhún nhún vai tươi cười nói, hôm nay mới biết tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao. Những điều anh có thể làm được, tôi không làm được. Lần này tôi thua tâm phục khẩu phục. Tình thế thúc ép mà thôi, Tần Lạc vỗ vỗ vai Hứa Đông Lâm, an ủi gã. Mặc dù trước đây Tần Lạc không quá thích Hứa Đông Lâm. Thậm chí Tần Lạc còn nghĩ khi nào thì báo lại mối thù thả chim câu của hắn và Lâm Hoán Khê. Nhưng trong hành trình tới đảo Honshu lần này, biểu hiện của Hứa Đông Lâm khiến Tần Lạc thay đổi cách nhìn của mình. Người ngoài khó có thể hiểu được, chỉ có khi anh chính thức trở thành người phải đứng vào vị trí đó anh có thể làm được. Một khí thế sẽ thúc ép anh làm được. Hy vọng là thế, Hứa Đông Lâm gật đầu nói. Thế nhưng tôi vẫn không hy vọng anh rời khỏi đây. Anh cũng biết đây chính là thảm họa của toàn nhân loại. Không một ai được phép chỉ bo bo giữ thân mình. Vậy phải xem bọn họ biểu hiện thành ý của mình, Tần Lạc cười nhạt nói. Một khi đã ra tới đây, dễ dàng quay lại sao? Vậy không phải quá mất mặt sao? Đúng lúc này những người bên ngoài sao động, Tần Lạc nhìn qua khe hở của vòng vây người. Nhìn thấy một đoàn xe dài đang từ xa chạy tới bên này. Đội xe nhanh chóng chạy tới trước mặt. Tiếng cửa xe liên tục mở ra. Một nhóm đàn ông mặc trang phục phòng chống phóng xạ màu xanh da trời từ trong xe bước ra ngoài. Đi đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính. Tần Lạc chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây chính là ngài Fuji, thủ tướng Nhật Bản người thường xuyên xuất hiện trên TV. Vốn vì rút ngọn lửa được giữ bí mật hoàn toàn.
Vì sợ giới truyền thông tìm được bí mật này nên chính phủ Nhật Bản chỉ cử cung thành giới, quan chức chính phủ tới xử lý. Vì cấp bậc ông ta chưa đủ cao, mặc dù có người ngẫu nhiên phát hiện ông ta có mặt ở đảo Honshu cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Bây giờ bí mật về virus ngọn lửa đã bị người tiết lộ, toàn bộ thế giới đang bàn tán về chuyện này, chính phủ Nhật Bản biết rằng tiếp tục che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ điều bọn họ cần làm là nỗ lực tối đa giải quyết vụ việc virus ngọn lửa, cho dù phải điều động người tới cỡ nào cũng không thành vấn đề. Chính vì vậy đích thân Thủ tướng Fuji tới thăm các đoàn y tế các nước cùng nhân viên nghiên cứu, quan tâm tới tình hình tiến triển của virus ngọn lửa. Điều không ngờ là khi chưa tới gần công doanh trại 307, bọn họ phát hiện tình cảnh ồn ào trước cổng doanh trại. Đã xảy ra chuyện gì? Thủ tướng Fuji hỏi nhỏ. Người thư ký bên cạnh ông vội vàng chạy tới bên cạnh cung thành giới và hỏi, ngài cung thành giới, thủ tướng tới. Thủ tướng muốn biết chỗ này đang xảy ra chuyện gì, mời ngài cùng tôi đi nghênh đón thủ tướng. Cung thành giới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh rồi ông ta bước đi vẻ khó nhọc về phía thủ tướng Fuji. Quan chính vụ cung thành giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ tướng Fuji hỏi. Cung thành giới không trả lời. Rất nhiều người đang vây xung quanh, nói dối chi rước lấy nhục nhã. Ngài thủ tướng, ông ta làm chúng tôi mất hết vinh dự của người quân nhân, ông ta là sỉ nhục của chúng tôi, viên sĩ quan chạy tới trước mặt thủ tướng Fuji. Không tiếc lời tố cáo cấp trên của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Một lần nữa thủ tướng Fuji hỏi. Rất nhanh thủ tướng Fuji biết toàn bộ sự việc. Sắc mặt ông vô cùng nghiêm trọng, ông lạnh lùng quát, cung thành giới. Anh có biết bản thân anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng như nào không? Cung thành giới trầm ngâm không trả lời. Lúc này ông ta thật sự không biết phải trả lời thế nào. Chính anh sẽ phải viết tường trình thủ tướng Fuji nói. Dạ, ngài thủ tướng cung thành giới khom người trả lời. Thủ tướng Fuji đi tới trước đám người, lên tiếng hỏi, xin hỏi, vị nào là Tần Lạc, đội trưởng đoàn Trung y Trung Quốc? Sau khi nghe phiên dịch nói lại, Tần Lạc từ trong đám người đi tới trước mặt Thủ tướng Fuji và nói, tôi là Tần Lạc. Thủ tướng Fuji gật đầu nói, tôi đã biết rõ chuyện đã xảy ra. Ngài Tần Lạc và toàn bộ thành viên đoàn Trung y Trung Quốc đều là khách của chính phủ Nhật Bản mời tới. Các vị đã nhận được sự đối xử không công bằng. Đây chính là sự sỉ nhục của đất nước tôi. Quan chính vụ cung thành giới sẽ nộp đơn xin từ chức cho tôi. Tôi đã phê chuẩn trước rồi, ở nơi này. Tôi đại diện cho người dân nước tôi và chính phủ Nhật Bản xin lỗi các vị. Xin mời các vị hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Nói xong Thủ tướng Fuji khom người rất thấp đối với Tần Lạc, cúi đầu một góc 90 độ. Các quan chức chính phủ Nhật Bản ở sau lưng Thủ tướng Fuji thấy Thủ tướng đích thân xin lỗi, bọn họ cũng nhất loạt cúi đầu xin lỗi. Tần Lạc nở một nụ cười. Thật ra hắn muốn nhịn nhưng không thể nhịn. Người nào kiên trì tới cuối cùng, người đó cười. Chương 1469, phiền não ngọt ngào. Fuji dẫn đầu các quan chức chính phủ Nhật Bản cúi đầu xin lỗi Tần Lạc. Coi như bọn họ thể hiện đủ thành ý. Nếu như Tần Lạc vẫn cương quyết không tha những người khác sẽ coi hắn không biết điều. Uy vọng và ấn tượng tốt hắn mới thu hoạch được sẽ lập tức tan biết hoàn toàn. Hơn nữa khi một thủ tướng tình nguyện cúi đầu trước một người, bản thân chuyện này đã nói lên nhiều ý nghĩa. Ngài thủ tướng. Không phải chúng tôi cố tình gây chuyện mà vì chúng tôi không thể chịu được sự sỉ nhục này. Chúng tôi đại diện cho đất nước Trung Quốc tới đây, vinh dự của chúng tôi là vinh dự của đất nước mình. Nỗi sỉ nhục của chúng tôi là nỗi sỉ nhục của đất nước. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra với chúng tôi. Tần Lạc lên tiếng, dùng một cái cớ danh chính ngôn thuận cho hành vi xông ra doanh trại của mình. Dù sao cũng là lỗi của các người, chúng tôi không có gì sai trái. Tôi có thể hiểu Thủ tướng Fuji nói. Tôi đã biết chán tướng sự việc, tôi có thể cam đoan với đội trưởng Tần Lạc và các thành viên trong đoàn rằng chúng tôi nhất định sẽ điều tra chân tướng kẻ tiết lộ bí mật, trả lại sự công bằng cho các vị. Cảm ơn ngài thủ tướng đã hiểu Tần Lạc nói. Bây giờ chúng tôi xin cáo từ. Không, không thủ tướng Fuji vội vàng ngăn cản. Trước khi chuyện hôm nay xảy ra bọn họ không để cho Tần Lạc ra đi. Xảy ra chuyện hôm nay bọn họ càng không thể để Tần Lạc bỏ về. Vì rút ngọn lửa vẫn chưa giải quyết xong, đoàn Trung y Trung Quốc đã bỏ về. Khi đó toàn bộ giới truyền thông thế giới sẽ tập trung vào bọn họ. Nếu như bọn họ tiết lộ chút thông tin nào đó, một lần nữa hình tượng của chính phủ Nhật Bản sẽ bị tổn hại. Đội trưởng Tần Lạc, ngài tạm thời không thể đi được. Còn chuyện gì nữa sao? Tần Lạc biết rồi mà vẫn hỏi.
Thủ tướng Fuji dẫn theo phiên dịch đi tới gần Tần Lạc, ông thành khẩn nói, đội trưởng Tản Lạc, ngài là một thầy thuốc ưu tú, các thành viên của ngài cũng là những thầy thuốc ưu tú. Cũng chính bởi điều này nên chính phủ Trung Quốc mới phái những thầy thuốc ưu tú các vị tới Nhật Bản giúp đỡ chúng tôi. Tôi và ngài đều hiểu rõ rằng virus ngọn lửa là một phiền phức rất lớn, còn phiền phức hơn tất cả những đại nạn mà chúng ta đã từng trải qua. Nếu như chúng ta không thể xử lý nó sẽ hủy diệt toàn bộ loài người chúng ta. Đây không phải là điều thổi phồng. Quả thật nhân viên của tôi đã báo cáo với tôi như thế đó. Mặc dù trước đây đã từng có hiểu lầm, không vui vẻ nhưng bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải tập trung nhất trí đoàn kết các lực lượng để vượt qua cửa ải khó khăn này. Đội trưởng Tần Lạc, chúng tôi cần ngài, toàn bộ loài người cần ngài. Ngài nhất định phải ở lại. Sau này nhân loại khắp thế giới sẽ hiểu ngài đã làm những gì vì bọn họ. Thủ tướng Fuji nhìn thật sâu nào hai mắt Tần Lạc, giống như đang ngắm nhìn người yêu của mình. Đội trưởng Tần Lạc, xin mời ngài chấp nhận lời mời của tôi ở lại. Tần Lạc do dự. Hứa Đông Lâm đi tới nói, anh có thể vì vinh dự của đất nước mà dẫn theo bọn họ dùng ngực mình chống lại nòng súng. Chẳng lẽ anh không thể ở lại vì tính mạng của toàn bộ loài người sao? Đây không phải là chuyện một thầy thuốc nên làm hay sao? Lúc này loài người còn chuyện gì cần thầy thuốc làm hơn lúc này sao? Hoffman đứng ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, Tần Lạc tiên sinh, anh nhất định phải ở lại. Chúng tôi cần có anh. Tôi tin tưởng anh nhất định sẽ mang tới kỳ tích cho chúng tôi giống như anh đã chữa khỏi bệnh cho công chúa Gabo của chúng tôi. Levi Strauss, đội trưởng đoàn y học nước Mỹ đi tới, ôm Tần Lạc một cái và nói thật trước kia tôi không thích anh bởi vì những chuyện anh làm trước kia. Anh biết đấy, những chuyện trước kia. Thế nhưng bây giờ tôi bắt đầu thích anh. Tần Lạc, anh không thể đi. Anh nên tham gia vào đoàn thể của chúng tôi. Mới rồi anh đã nói rất đúng. Chúng tôi quá ích kỷ. Mỗi người chúng tôi đều muốn chính mình giải quyết virus ngọn lửa. Mỗi người đều muốn dùng thuốc kháng virus kiếm tiền. Ôi, Chúa ơi, nghĩ tới việc thấy toàn bộ loài người trên thế giới cần vắc, xin phòng bệnh của chúng ta như thế nào, đó chính là tiền bạc, sự giàu có kinh khủng bực nào. Thế nhưng anh đã đánh thức chúng tôi. Năng lực của một người có hạn, mỗi đoàn thể nghiên cứu có phát hiện khác nhau. Chúng ta nên đoàn kết lại, chúng ta phải chia sẻ thông tin chúng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiêu diệt virus ngọn lửa. Ông ta nắm chặt tay Tần Lạc nói, Tần, trước khi chưa tiêu diệt được nó, anh không thể đi. Tần Lạc quay người nhìn Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm cười nói, anh hãy quyết định. Hắn lại quay nhìn những thành viên của mình đã cùng nhau chống chọi trước mũi súng. Ai nấy đều cười đầu kiêu ngạo nói, đội trưởng, anh hãy quyết định. Chúng tôi nghe lời anh. Tần Lạc gật đầu, nói với Thủ tướng Fuji, đạo đức nghề nghiệp thầy thuốc không cho phép tôi bỏ về. Tôi sẽ ở lại. Cảm ơn Thủ tướng Fuji vui mừng nói. Tiểu thư, nhờ cô chuyển hộ tôi tấm danh thiếp này tới quý cô mặc áo da màu đen kia, một người đàn ông trung niên mặc áo vest Armani, tay áo thoáng kéo lên để lộ đồng hồ thiên vương trị giá cả trăm nghìn lên tiếng một cách tao nhã, lịch sự, vừa nhìn cũng biết ngay cực kỳ ưu tú, giơ tay cản nữ tiếp viên hàng không, mỉm cười để đặt nguyện vọng bản thân. Nữ tiếp viên hàng không không nhận tấm danh thiếp, cô nói vẻ khó xử, tiên sinh, tôi rất muốn phục vụ ngài. Nhưng tôi không thể không nói cho ngài biết tôi đã thay mặt mấy vị tiên sinh chuyển danh thiếp và quà tặng nhưng đều bị tiểu thư đó từ chối. Người đàn ông cau mày, nói như có chút không cam lòng, hãy thử, làm phiền thử giúp tôi xem. Dạ, nữ tiếp viên hàng không trả lời rồi bước đi. Có thể nói trong chuyến bay Ki-580 từ Yến Kinh tới Tokyo hôm nay. Các hành khách nam có một ngày đẹp trời bởi vì có một người phụ nữ mang khí chất hiếm có của một ngôi sao quốc tế làm bạn đồng hành với bọn họ trong suốt quãng đường dài buồn tẻ này. Người phụ nữ mặc một chiếc tê, sất màu đen, một chiếc áo khoác da màu đen, một chiếc quần da cũng màu đen, một đôi giày cao gót khiến bản thân nàng trông cao hơn cả khá nhiều người đàn ông. Mái tóc dài xõa vai, đôi mắt bị che khuất bởi một đôi kính râm màu đen to. Từ đầu tới cuối, người phụ nữ không tháo đôi kính xuống. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy non nửa gương mặt nàng, nhưng mặc dù là vậy, mỗi một người đàn ông có mặt trên chuyến bay đều thần hồn điên đảo bởi phong thái hấp dẫn của nàng. Có khá nhiều người đàn ông tự tin với khả năng của mình đều nảy sinh ý định. Có người nhờ nữ tiếp viên hàng không đưa giúp danh thiếp. Có người chuyển một tờ giấy ân cần chào hỏi. Có người còn trực tiếp nhờ tặng một món quà quý giá. Nhưng người phụ nữ đều đối xử như nhau, cho dù là ai đưa tặng cái gì, nàng đều một mực từ chối. Thậm chí người phụ nữ còn không liếc mắt nhìn những tấm danh thiếp hay mở những hộp quà tinh xảo xem bên trong có gì quý giá.
nàng trực tiếp đưa cho nữ tiếp viên hàng không trả lại. Hành động của nàng khiến nữ tiếp viên hàng không cực kỳ nuối tiếc. Nếu như bọn họ tặng danh thiếp hay quà cho mình thì tốt biết bao nhiêu. Bọn họ vụng trộm nhìn tên trên các tờ danh thiếp, trong đó có hai cái tên thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tokyo đã hơn 4 giờ chiều. Hôm nay thời tiết Tokyo không tệ quá, ánh nắng rực rỡ. Thế nhưng vì nguyên nhân khí hậu biển, gió biển vẫn thổi khá mạnh. Nếu như không mặc áo khoác quả thật sẽ có cảm giác hơi lạnh. Người phụ nữ trang phục đen xuống máy bay. Bước chân của nàng rất nhanh cũng rất mạnh, tiếng giày cao gót đạp trên nền đá cẩm thạch phát ra những âm thanh rất vui tai. Lệ tiểu thư, xin chờ một chút, một giọng đàn ông vang lên phía sau. Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Quả vương, sao anh lại ở đây? Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn quả vương. Lần đầu tiên văn nhân Mục Nguyệt gặp Tần Lạc chính là ở Khuynh Thành quốc tế của Lệ Khuynh Thành, sau này hai người dần dần quen nhau. Hai người còn có nhiều vụ đầu tư chung, trong đó có vài việc chính quả vương đi đàm phán, cho nên Lệ Khuynh Thành không xa lạ gì với quả vương. Thế nhưng sao anh ta lại ở Tokyo? Hơn nữa vì sao anh ta lại biết mình sẽ tới Nhật Bản ra sân bay đón mình? Tiểu thư mới sang du lịch, quả vương cười nói. Chỉ có thể trả lời vấn đề đó như vậy mà thôi. Ánh mắt Lệ Khuynh Thành sáng lên nhưng sắc mặt nàng vẫn bình thường, nàng lên tiếng hỏi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tiểu thư đang ở trong thành phố, cử tôi tới sân bay đón cô, quả vương nói. Cảm ơn, Lệ Khuynh Thành nói. Nàng là người thông minh hơn người, rất nhiều chuyện mới nghĩ đã hiểu rõ ràng. Vào thời khắc mang tính chất quan trọng mà văn nhân Mục Nguyệt đi tới Nhật Bản chứng minh cô ấy đã hoàn toàn đầu hàng trước Tần Lạc. Trong khi đó cô ấy cử quả vương tới sân bay đón mình, chứng minh Tần Lạc đã thông báo tin tức mình tới Nhật Bản cho cô ấy. Cô ấy làm như một chủ nhà đi nghênh đón, chẳng lẽ Tần Lạc đã xác nhận vị trí của cô ấy rồi sao? Thế nhưng nếu là như vậy, nếu Lâm Hoán Khê tới thì làm thế nào? Mặc dù nghĩ rằng suy nghĩ có gì đó không đạo đức nhưng Lệ Khuynh Thành vẫn mang tâm trạng háo hức chờ xem kịch vui. Lệ tiểu thư, trước tiên tôi dẫn cô ra xe nghỉ ngơi, quả vương nói. Xem ra người anh muốn nghênh đón không chỉ có mình tôi. Lệ Khuynh Thành đi sau quả vương cười khì khì nói. Quả vương không dám giấu giếm, mà thật ra cũng không thể giấu. Anh ta nói, chúng tôi đã tìm hiểu được Vương Cửu Cửu tiểu thư đang bay từ Dương Thành tới. 30 phút nữa máy bay của cô ấy sẽ hạ cánh. Chương 1470, đồng bệnh tương liên. Mái tóc cắt ngắn mạnh khỏe, làn da ngăm ngăm bánh mì. Gương mặt xinh đẹp, hai mắt sáng, nhanh nhẹn. Một chiếc tê, sớt bó sát người màu trắng, quần trắng. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ Dior cũng màu trắng. Đây là vật trang sức duy nhất trên người nàng. Một đôi giày vải màu trắng. Đi từ Dương Thành tới Yến Kinh vẫn không dính một hạt bụi. Bước đi hấp tấp giống hệt như tính cách dám yêu dám hận của nàng. Nếu như sau lưng nàng đeo một ba lô nhãn hiệu Nike, trông nàng không khác gì một người đi du lịch hoặc người làm nghề tự do. Cho dù ai đó nhìn thấy nàng cũng tuyệt đối không nghĩ nàng chính là tiểu công chúa của đất nước phương Đông rộng lớn kia. Không một ai nhìn thấy hàng chữ Hào Môn Thế Gia hay Hồng Tam Đại vân vân. Nàng vẫn giữ một phong cách rất giản đơn. Máy bay của Vương Cửu Cửu hạ xuống sân bay Tokyo lúc 5 giờ 15 phút, tức muộn hơn so với Lệ Khuynh Thành gần một tiếng. Cũng giống như Lệ Khuynh Thành ngay khi Vương Cửu Cửu mới ra tới cửa xuất nhập cảnh. Quả vương đã đứng đón ở đó. Vương tiểu thư, chào mừng tới Tokyo, quả vương cười nói dáng vẻ vô cùng nho nhã lễ độ. Sau khi nghênh đón Lệ Khuynh Thành, quả vương đã hiểu bản thân mình cần phải ứng xử thế nào khi tiếp xúc với những người phụ nữ này. Chị Mục Nguyệt đâu? Vương Cửu Cửu cười hỏi. Vương Cửu Cửu cũng biết quả vương, một trong những phụ tá đắc lực của văn nhân Mục Nguyệt. Lần trước bọn họ còn hợp tác chống lại sự thôn tính của hai nhà Tần Bạch, dẫn tới tình hữu nghị thân thiết. Vương Cửu Cửu không bất ngờ khi thấy quả vương ở Yến Kinh, nàng không kinh ngạc khi thấy anh ta ra sân bay đón mình. Vương gia không như những gia tộc bình thường, không chuyện gì ở đất nước này có thể che giấu bọn họ được. Bọn họ muốn biết hành tung của văn nhân Mục Nguyệt, chỉ cần một cú điện thoại. Hơn nữa một nhân vật như văn nhân Mục Nguyệt rời khỏi Yến Kinh bay tới Tokyo, không một ai gọi điện thoại thông báo cho nàng biết sao. Nếu như chính nàng là người đầu tiên tới Nhật Bản, nàng cũng đóng vai một chủ nhà hoàn hảo. Tiểu thư đang trong thành phố, cử tôi tới sân bay đón cô, quả vương nói. Anh ta thầm nghĩ, cô gái này không chỉ có gương mặt và dáng người hoàn hảo mà trí thông minh cũng tuyệt đối không thể coi thường. Có rất nhiều chuyện không cần nói ra, cô ấy cũng hiểu ngay.
vậy làm phiền rồi, Vương Cửu Cửu nói. Không phiền toái, đây chính là vinh hạnh của chúng tôi, Quả Vương vội vàng khách sáo nói. Cô gái này thoạt nhìn hòa ái, thân thiết nhưng tuyệt đối không thể chọc vào. Người có tiền đã đáng sợ nhưng người có quyền còn đáng sợ hơn. Thế nhưng Vương Tiểu Thư, có một chuyện tôi phải nói với cô một tiếng. Không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, Vương Cửu Cửu cười nói. Là thế này, Lệ Khuynh Thành Tiểu Thư tới Tokyo sớm hơn cô một tiếng, Quả Vương do dự không biết dùng từ thế nào để khiến cô gái này không có thái độ thù địch. Quan hệ của mấy người bọn họ rất phức tạp, mặc dù Quả Vương vẫn được xưng là người có trí tuệ nhưng khi đối mặt với chuyện này, anh ta vẫn cảm thấy rất khó giải quyết. Vương Cửu Cửu thốt lên vẻ vui mừng xen lẫn kinh hãi, chị Lệ cũng tới rồi sao? Ở đâu vậy? Ở trong xe, cô ấy đã chờ một tiếng rồi, Quả Vương trả lời, nhưng tâm trạng anh ta cực kỳ tò mò. Tại sao cô ấy hoàn toàn không có biểu hiện tức giận, nhìn như còn rất vui mừng? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có phụ nữ không ăn giấm chua sao? Quả Vương thầm nghĩ. Dưới sự dẫn đường của Quả Vương, Vương Cửu Cửu đi gặp mặt Lệ Khuynh Thành ở trên chiếc xe Mercedes. Chị Lệ, Vương Cửu Cửu ngọt ngào gọi to. Cửu Cửu, Lệ Khuynh Thành cười đầy quyến rũ, vẫy tay với Vương Cửu Cửu nói, tại sao em gầy quá vậy? Có phải không quen thức ăn ở phía Nam không? Không phải, Vương Cửu Cửu ngồi vào chỗ bên cạnh Lệ Khuynh Thành, nói, huấn luyện trong quân doanh rất vất vả, ăn uống bao nhiêu cũng không béo lên được. Như vậy cũng tốt, không như mấy người bọn chị chỉ suốt ngày sợ béo. Nếu như em không xuất phát từ Dương Thành có lẽ chúng mình có thể cùng đi với nhau. Không phải bây giờ đang ngồi cùng với nhau sao? Vương Cửu Cửu mỉm cười nói. Lệ Khuynh Thành gật đầu, nàng nhìn hồi lâu vào đôi mắt sáng long lanh của Vương Cửu Cửu nói, xem ra hành trình tới Nhật Bản lần này của chúng ta sẽ cực kỳ náo nhiệt. Đúng vậy, Vương Cửu Cửu gật đầu, náo nhiệt một chút cũng tốt, trước kia chúng ta không có cơ hội gặp mặt, lần này mọi người sẽ có cơ hội tâm sự với nhau. Lệ Khuynh Thành thầm khâm phục phong cách cởi mở rộng lượng của Vương Cửu Cửu. Với bản thân nàng có thể hiểu được là vì vốn sống nhiều. Với gia thế và tuổi của Vương Cửu Cửu, cô ấy có thể hiểu biết như vậy chứng tỏ trí tuệ không tầm thường hay không muốn mất đi tình yêu của mình. Nàng nắm chặt tay Vương Cửu Cửu nói, không tủi thân chứ? Tại sao lại tủi thân? Vương Cửu Cửu cười hỏi, nếu như đây chính là một loại bệnh, vậy có nhiều người đồng bệnh tương liên như em. Đợi sau khi hai người hàn huyên mấy câu, Quả Vương mới nói xen vào, nhị vị tiểu thư, trước tiên chúng tôi đưa các vị về thành phố. Chúng tôi đã đặt phòng trước rồi. Cảm ơn, Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu đồng thanh lên tiếng. Đối mặt, mỉm cười. Lái xe khởi động xe, Quả Vương ngồi bên cạnh thầm thở dài. Sau 4 tiếng nữa anh ta lại phải tới sân bay đón Lâm tiểu thư. Đón tiếp đến phiền toái, Quả Vương thầm nghĩ. Chẳng lẽ anh chàng Tần Lạc kia không thấy mệt khi phải ứng phó liên tục sao? Từ sau khi xảy ra sự kiện Tần Lạc dẫn các thành viên đoàn Trung y Trung Quốc dùng ngực chống lại mũi súng, doanh trại 307 một lần nữa nâng cấp bảo vệ. Thế nhưng cho dù bên ngoài canh phòng càng nghiêm ngặt thì bên trong bầu không khí thoải mái, dễ dàng hơn nhiều khi Tần Lạc mới tới đây. Cung thành giới chủ động từ chối. Đích thân Thủ tướng Fuji tọa trấn chỉ huy. Sau khi bị Tần Lạc mắng một trận nặng nề trong phòng hội nghị, các đoàn y học các nước đã suy nghĩ lại. Sau đó bọn họ lại chấn động trước hành động dũng cảm của Tần Lạc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự quý giá của tính mạng trước nguy cơ tử vong. Các đoàn y học bắt đầu tiến hành hợp tác trao đổi thông tin nghiên cứu. Vì vấn đề thiết bị và nơi làm việc nên việc mười mấy đoàn cùng tập trung một chỗ làm việc là không thể được. Dưới sự đề nghị của Tần Lạc, 8 giờ tối hàng ngày triệu tập cuộc họp của các đội trưởng. Trong cuộc họp này, tất cả mọi người đều thông báo công việc, tiến triển trong ngày của đoàn mình, sau đó tất cả cùng nhau tham khảo, thảo luận các ý tưởng trùng hợp. Sau khi phương án này được triển khai, tất cả mọi người đều có cảm giác tiến bộ vượt bậc. Trước kia nghiên cứu điểm mù, tấn công nhầm chỗ nhưng rất khó nhận ra, nay mỗi một đoàn đều có thể dễ dàng nhận ra bước tiếp theo mình cần phải làm gì. Uy tín và danh tiếng của Tần Lạc trong các đoàn y học các nước ngày càng tăng, thậm chí có một vài đội trưởng các đoàn còn có thái độ bảo sao nghe vậy với Tần Lạc. Một số mỹ nữ phiên dịch của các đoàn y học, các trợ lý nghiên cứu, hay thành viên nghiên cứu có thái độ coi thường hắn nay cũng bắt đầu bắn tia lửa điện. Còn có hai người to gan, da mặt dày xông thẳng vào phòng của hắn và Vương Dưỡng Tâm với mong muốn vui vẻ với hắn nhưng bị hắn từ chối. Trong phòng không phải chỉ mình hắn ở, hắn sao có thể làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của hàng xóm. Hôm nay Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm ra ngoài khu doanh trại 307, đi tới chợ bán hải sản gần bờ biển.
trải qua việc nghiên cứu đối lập cùng với giải phẫu dạ dày của bệnh nhân lây nhiễm bệnh đã phát hiện ra những người lây nhiễm bệnh đều thích ăn hải sản. Trong dạ dày của trên 60% số người chết phát hiện cặn bã của một loại cá có tên là ngân thương. Tần Lạc nghi ngờ loại cá này có mối liên hệ nào đó với virus ngọn lửa. Hắn cho người đi mua một ít về doanh trại, sau khi kiểm tra vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều dị thường nào. Chính vì vậy Tần Lạc tự mình đi tới chợ hải sản xem xét, xem có thể tìm được đầu mối gì đó hay không. Chợ hải sản ở đảo Honshu cũng giống như một số chợ hải sản ở Trung Quốc. Thuyền đánh cá mang cá quay về, thương nhân buôn cá lên thuyền mua cá, sau đó tụ tập ở một nơi có tên là thập lý bán cá. Đương nhiên cũng có chính ngư dân mang cá từ thuyền lên nơi này bán cá. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đi xem xét từng quầy hàng, tìm kiếm cá ngân thương. Đại Đầu, Giê-xu và Ly ba người thành một hình tam giác nhỏ, bao vây Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm vào chính giữa. Kẻ thù cho dù muốn tấn công từ một hướng nào đó, đều phải vượt qua phòng tuyến của bọn họ. Trừ khi chúng có tay súng bắn tỉa. Thế nhưng bốn phía xung quanh trống không, ngoại trừ bãi cát ra còn phía trước chính là đại dương mênh mông. Tay súng bắn tỉa cũng không thể cưỡi mây ngắm bắn. Tần Lạc vừa đi vừa quan sát, mỗi khi nhìn thấy một quầy hàng có bán cá ngân thương, hắn đều đứng lại cẩn thận quan sát. Cảm ơn, chúng tôi chỉ đi xem người phiên dịch đi bên cạnh Tần Lạc nói. Quý khách, những con cá ngân thương này rất tươi ngon. Cảm ơn, chúng tôi chỉ đi xem người phiên dịch cười nói. Bọn họ đã đi vòng vo mười mấy quầy hàng, nhưng vẫn chưa mua con cá nào. Tần Lạc lại ngồi xổm quan sát một chiếc chậu đựng cá ngân thương rất to. Cá ngân thương toàn thản trắng như tuyết, đầu nhọn, đuôi thô trông giống như một cây thương. Đột nhiên Tần Lạc phát hiện ra trong chậu cá có điều dị thường. Hắn phát hiện ra trên sống lưng một vài con cá ngân thương có một đường mảnh màu đỏ. Trong khi đó đại đa phần cá ngân thương không có đường đỏ này. Hãy hỏi ông ta xem đã xảy ra chuyện gì, Tần Lạc nói với người phiên dịch, tại sao trên sống lưng con cá ngân thương kia có sợi chỉ đỏ. Chương 1471, bởi vì tôi sợ hắn. Nghe Tần Lạc nói vậy, lập tức Vương Dưỡng Tâm cũng ngồi xổm, quan sát cẩn thận con cá ngân thương kia. Quái lạ, đúng là có thêm một đường chỉ đỏ. Chẳng lẽ con có chỉ đỏ là con đực, con không có chỉ đỏ là con cái? Hay con mang chỉ đỏ gọi là hồng thương? Chúng ta không phải là chuyên gia, phải hỏi ngư dân mới biết, Tần Lạc cười nói. Vương Dưỡng Tâm thò tay định bất nó lên, quan sát cẩn thận nhưng bị Tần Lạc ngăn lại. Hắn nói, trước tiên không nên động vào nó. Chúng ta còn không xác định được liệu nó có phải là mầm gây bệnh làm lây nhiễm virus ngọn lửa hay không. Đầu nó nhọn, rất có thể sẽ đâm thủng ngón tay em. Anh có dự cảm, Vương Dưỡng Tâm cười hỏi. Chỉ là không muốn bỏ qua bất kỳ đầu mối nào mà thôi, Tần Lạc nói. Người phiên dịch nhận được lệnh của Tần Lạc, nói chuyện với ngư dân bằng tiếng Nhật Bản. Thổ âm của ngư dân rất nặng, hai bên nói chuyện rất khó khăn. Sau một lúc lâu người phiên dịch mới nhận được câu trả lời từ ngư dân. Đội trưởng, người ngư dân nói ông ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ trước tới giờ ông ấy cũng không chú ý tới vấn đề này. Nếu như chúng ta không hỏi ông ấy cũng không phát hiện ra trên lưng ngân thương có đường chỉ đỏ. Thế nhưng ông ấy nói cá ngân thương cho dù là cá đực hay cá cái đều có màu trắng bạc, không có màu khác, ông ấy chưa từng nghe nói có cá hồng thương nhưng thật ra lại có hắc thương. Thế nhưng hắc thương là một loại cá toàn thân màu đen rất to. Tần Lạc gật đầu, hắn nói với người phiên dịch, hãy mua chậu cá này. Được người phiên dịch trả lời. Trở lại doanh trại 307, lập tức Tần Lạc bắt con cá ngân thương có đường chỉ đỏ ở sống lưng ra ngoài. Tần Lạc cạo hai cái vẩy từ trên thân cá ngân thương này, sau đó giao cho Hùng Phi Hổ, thành viên đoàn trung y am hiểu xét nghiệm, mang đi xét nghiệm vây của nó xem có độc tính không. Sau 5 phút, Hùng Phi Hổ mang kết quả xét nghiệm về, vảy cá không có độc. Liệu có phải có vấn đề không? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Tần Lạc gật đầu nói, trước tiên giải phẫu để xem cấu tạo thân thể của nó có gì khác với những con ngân thương khác hay không, sau đó sẽ luộc nó. Không thành vấn đề, Vương Dưỡng Tâm nói. Con cá ngân thương luộc được mang cho một con thỏ làm thí nghiệm ăn. Ngay ngày đầu tiên, sức khỏe con thỏ bắt đầu suy yếu. Ngày thứ hai con thỏ bắt đầu rụng lông. Ngày thứ ba các chỉ tiêu sinh lý của con thỏ bắt đầu tụt xuống. Sức đề kháng của thỏ không bằng con người, chúng phát bệnh còn nhanh hơn con người. Từ hiệu quả thí nghiệm có thể thấy tình trạng phát bệnh của con thỏ giống hệt tình trạng phát bệnh của con người. Nói cách khác, loài cá ngân thương có đường chỉ đỏ ở sống lưng chính là thủ phạm lây nhiễm virus ngọn lửa cho con người.
chúng mới chính là đối tượng trực tiếp làm lan truyền virus ngọn lửa. Tần Lạc đứng trước con thỏ trắng nhỏ đang hấp hối, tâm trạng cực kỳ kích động. Nếu như loại cá này chính là nguồn gây bệnh, làm lây nhiễm virus ngọn lửa. Chỉ cần bọn họ thông báo tin tức này ra ngoài cấm mọi người đánh bắt và ăn cá ngân thương, không phải sẽ tránh cho người khác không bị lây nhiễm virus ngọn lửa sao? Cứ như vậy bọn họ sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu thuốc giải đối với virus ngọn lửa. Thông báo với mọi người, chúng ta đã tìm được nguồn lây nhiễm virus ngọn lửa rồi, Tần Lạc nói. Rất nhanh trong phòng Tần Lạc đầy chật người. Trong phòng không còn chỗ, người tới sau chỉ còn biết đứng ngoài cửa chờ. Tần Lạc, tôi biết anh có thể sáng tạo ra một kỳ quan. Tôi nói không sai mà. Tôi nói không sai mà, Hoffman kích động hai má đỏ bừng. Khi Tần Lạc định bỏ về, quả thật Hoffman đã nói với hắn câu này, vấn đề là khi đó ông ta chỉ vuốt mông ngựa nhưng không ngờ ông ta lại chụp trúng cái mông ngựa này. Điều này khiến Hoffman cảm thấy bản thân mình như một nhà tiên tri. Người nào còn dám nói ông ta vuốt mông ngựa, ông ta sẽ lập tức liều mạng với người đó. Chính là loại cá này sao? Hứa Đông Lâm nhìn một nửa con cá ngân thương có sợi chỉ đỏ còn lại, hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Còn một nửa luộc cho con thỏ ăn. Tình trạng phát bệnh của con thỏ giống hệt với bệnh nhân lây nhiễm. Tần Lạc, chúng tôi có thể lấy nửa con cá mang đi xét nghiệm, phản thích không? Đội trưởng đoàn Mỹ nói. Có thể, Tần Lạc gật đầu. Cho tôi một nửa. Cho tôi 1/3. Cho tôi 1/6. Tôi chỉ cần 1 cm là đủ. Thủ tướng Fuji nghe tin Tần Lạc tìm được, vội vàng tới, ông nắm chặt tay Tần Lạc nói. Một lần nữa anh lại khiến tôi hiểu cung thành giới là một người vô năng, quan liêu như nào. Đội trưởng Tần Lạc, cảm ơn. Anh là ân nhân của Nhật Bản. Anh là ân nhân của toàn bộ loài người chúng ta. Đây là việc tôi phải làm, Tần Lạc cười ngượng ngùng. Nghệ thuật biểu diễn của Nhật Bản không có gì đáng xem nhưng phụ nữ Nhật Bản cực kỳ hấp dẫn. Trong một căn phòng cổ kính, một người đàn ông ngồi xếp bằng. Hai bên người này đều có một mỹ nhân làm bạn, uống rượu, hôn, sờ soạng. Quả thật cực kỳ sảng khoái. Phụ nữ Nhật Bản dịu dàng ngoan ngoãn nổi tiếng thế giới. Bọn họ có thể chiều chuộng đàn ông giống như hoàng đế. Mỹ nhân bên trái rót rượu, đương nhiên mỹ nhân bên phải đút thức ăn. Mỹ nhân bên trái được y hôn một cái, mỹ nhân bên phải đương nhiên không chịu kém, muốn hai cái. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người đàn ông buông hai mỹ nhân trong lòng ra, nói, hai cô đi ra ngoài trước. Dạ, hai cô đứng cúi đầu sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên để râu đi vào bên trong. Rượu ngon, gái đẹp, ngài Wrangler quả thật rất biết hưởng thụ, người đàn ông trung niên nói bằng tiếng Nhật Bản. Đắc ý lớn nhất của đời người chính là tận sướng, người đàn ông được gọi là Wrangler ngồi dưới đất cũng đáp lại bằng một giọng Nhật Bản lưu loát, đời người, không phải chỉ uống rượu và tìm gái sao. Văn hóa Trung Quốc đúng là uyên thâm, người đàn ông trung niên khen ngợi. Có tin tức gì không? Người đàn ông gọi là Wrangler cầm chén rượu hỏi. Tin tức nội tuyến báo về những chuyên gia y học kia đã tìm ra cá ngân thương, hơn nữa còn phát hiện ra ngân thương chỉ hồng, người đàn ông trung niên để râu nói. Thủ tướng Fuji đã trả lời phỏng vấn của phóng viên ở ngay đảo Honshu, khuyên can mọi người không được ăn cá ngân thương. Hiện nay cá ngân thương là loại thực phẩm bị cấm ở Nhật Bản, không trên toàn thế giới. Ồ, tốc độ của bọn họ nhanh thật, Wrangler hỏi, ai phát hiện ra? Tần Lạc, người đàn ông trung niên nói, anh ta chính là đội trưởng đoàn Trung Y Trung Quốc. Anh Điền Quân, tôi còn hiểu rõ hắn hơn ông. Đúng vậy, người đàn ông trung niên nói. Quả nhiên là hắn, Wrangler bưng chén rượu trong suốt lên, đặt trên môi nhấp một ngụm. Trên thế giới này không có kẻ nào đáng ghét hơn hắn. Bây giờ cần phải làm gì? Kế hoạch của chúng ta có cần thay đổi không? Người đàn ông trung niên hỏi. Đương nhiên, Wrangler nói. Thế nhưng bọn họ đã phát hiện ra ngân thương chỉ hồng thì sao nào? Bọn họ tuyệt đối không biết ngân thương chỉ hồng là do chúng ta đưa ra thị trường. Bọn họ càng không thể biết được ngân thương chỉ hồng không phải biến dị gen do chất phóng xạ mà được chế ra. Wrangler nhếch miệng cười nói, anh Điền Quân ông nói đi. Nếu như ngài thủ tướng của các ông tuyên bố các ngân thương chính là nguồn gây bệnh virus ngọn lửa. Khi toàn bộ dân chúng không ăn cá ngân thương nhưng bệnh dịch vẫn lây lan. Có phải tình cảnh của hắn rất tệ không? Đúng vậy, người đàn ông trung niên gật đầu nói. Rất có khả năng hắn sẽ rớt đài. Đời người quả thật rất hay, Wrangler nói. Hôm nay là thủ tướng, ngày mai là dân thường. Hôm nay là anh hùng, ngày mai là tội phạm. Có ai biết trước thế sự không? Wrangler, tiếp theo chúng ta có kế hoạch gì?
Wrangler cười đầy đắc ý, làm ra khủng hoảng lớn hơn nữa. Chỉ có như vậy thuốc giải nấm trong tay chúng ta mới có thể dễ dàng bán cho cả thế giới. Ánh mắt người đàn ông trung niên trở nên rất kích động, ông ta nói, tôi biết cần phải làm gì. Nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Tốt lắm, Wrangler nói, được rồi, có phải các bạn gái của Tần Lạc đều đã tới Nhật Bản rồi không? Đúng vậy, người đàn ông trung niên nói, chúng tôi đã có tin tức tình báo nhưng bọn họ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa còn có quân đội bảo vệ. Người chúng tôi không thể ra tay. Một khi bọn họ đã tới, không thể không náo động một phen, Wrangler nói, nếu như giới tuyển thông phát hiện ra thân phận của bọn họ, không phải đại anh hùng của chúng ta rất đau đầu sao? Đúng vậy, người đàn ông trung niên nói, nhưng lần này sẽ không trợ giúp quá nhiều cho kế hoạch của chúng ta. Chỉ cần khiến Tần Lạc bận rộn, khiến hắn không có thời gian quan tâm tới chuyện của virus ngọn lửa. Đó chính là sự trợ giúp lớn nhất với kế hoạch của chúng ta. Tần Lạc, hắn đáng để chúng ta làm vậy sao? Người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Wrangler nói, bởi vì y tuyệt đối không bao giờ nói ra lý do này. Bởi vì tôi sợ hắn. Chương 1472, tôi và mọi người giống nhau. Văn nhân Mục Nguyệt không ở trong khách sạn. Đối với nàng, mỗi lần đi ra ngoài tiền hô hậu ủng mấy chục người, ở trong khách sạn quả thật rất bất tiện. Gia tộc văn nhân có đầu tư ở Nhật Bản cũng có khá nhiều bất động sản. Lúc này mấy người văn nhân Mục Nguyệt đang ở trong một biệt thự gần trụ sở cục phòng vệ Nhật Bản. Thứ nhất, vệ sĩ của văn nhân Mục Nguyệt có thể bố trí bảo vệ tiện lợi. Thứ hai chính là an toàn, không một kẻ nào dám tới gần một cấm địa quân sự quan trọng của một đất nước gây chuyện. Biệt thự này có quy mô khá lớn, đằng sau còn có một khu vườn nhỏ. Đối với nội thành Tokyo phồn hoa, tấc đất tấc vàng này mà nói, nơi này đúng là một nơi xa xỉ. Trong căn phòng uống trà gần khu vườn, ba người văn nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu ngồi đối diện nhau. Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành mới tắm rửa xong, mặc bộ đồ ở nhà, trông cả hai như hai đóa hoa phù dung. Vương Cửu Cửu giạt rào tuổi thanh xuân, khi nhìn thấy nàng có thể dùng từ rất hay là ánh mặt trời để hình dung. Lệ Khuynh Thành thành thục gợi cảm, chỉ một động tác ngồi đơn giản cũng toát lên hơi thở quyến rũ một cách tự nhiên. Văn nhân Mục Nguyệt không mặc quần áo sang trọng, rườm rà, chỉ một chiếc váy dài đơn giản, còn có phần bảo thủ. Mái tóc dài xõa ngang vai hất về bên trái để lộ một nửa trán nửa gương mặt, phong thái cực kỳ xinh đẹp, rung động lòng người. Văn nhân Mục Nguyệt là một chỉnh thể đầy mâu thuẫn. Bạn tuyệt đối không thể dùng một từ để hình dung văn nhân Mục Nguyệt. Khi bạn nói cô ấy cao quý, cô ấy có thể rất quyến rũ. Khi bạn nói cô ấy quyến rũ, đôi khi cô ấy lại trông như một cô bé gái rất đáng yêu. Bạn nói cô ấy đáng yêu, cô ấy lại có thể tạo ra phong thái gợi cảm, thành thục mê người. Hay nói một cách chính xác, phụ nữ vốn giỏi thay đổi, không chỉ trái tim mà còn cả gương mặt. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay của bọn họ, mỗi nụ cười cũng có thể tạo ra phong thái khí chất khác nhau. Muốn ước thúc và cố định bọn họ là một hành vi rất ngu ngốc. Hương trà thơm tỏa bốn phía xung quanh, văn nhân Mục Nguyệt là người pha trà. Chỉ cần một điều nhỏ nhặt này thôi cũng đủ khiến Lệ Khuynh Thành liên tục thở dài trong lòng. Trên thế giới này, người có may mắn được ngồi uống trà cùng văn nhân Mục Nguyệt rất ít, mà số người may mắn được văn nhân Mục Nguyệt pha trà tiếp đón này quả thật quý hiếm như vây kỳ lân. Sở dĩ văn nhân Mục Nguyệt có thể hạ mình như này, không phải chỉ vì người đàn ông kia sao? Vốn Lệ Khuynh Thành nghĩ ở Tokyo sẽ xảy ra một trận ác chiến, nhưng bây giờ xem ra không một ai muốn nổi lửa chiến tranh. Văn nhân Mục Nguyệt dùng cái nhíp nhỏ kẹp chén trà đã pha xong, đặt trước mặt Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu, nói, mời dùng trà. Cảm ơn, Vương Cửu Cửu cười vui vẻ nói. Nàng nhỏ tuổi nhất, nàng hoàn toàn có thể dùng điểm này để làm nũng. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng thừa sức bảo vệ mình. Tiến mà công, lùi nhưng thủ. Đây là chính là phong cách con người Vương Cửu Cửu. Không một ai không quan tâm tới thế lực sau lưng nàng. Nếu như những người sau lưng nàng thật sự muốn Tần Lạc phải có sự lựa chọn, sợ rằng Tần Lạc sẽ phải rất đau đầu. Nghĩ tới đây nàng cực kỳ khâm phục Vương Cửu Cửu. Không hiểu cô gái này đã làm thế nào mà khiến gia tộc của mình có thể dễ dàng tha thứ, chấp nhận cho cô làm một chuyện chẳng có gì vinh dự cho cam. Lệ Khuynh Thành cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ, cười nói, trà Thiết Quan Âm này mang từ trong nước, đúng không? Tôi không tin Nhật Bản làm ra loại trà ngon thế này. Nếu như nói xấu hổ thì địa vị của Lệ Khuynh Thành hẳn xấu hổ nhất. Quan hệ của nàng và Tần Lạc chỉ là quan hệ bạn bè, cấp trên và cấp dưới, người đầu tư và người thực hiện, cũng là tình nhân. Chính như bản thân nàng nói, nàng chỉ là vợ hai hay vợ ba.
Cũng chính vì nguyên nhân này nên Lệ Khuynh Thành mới không có hy vọng xa vời. Vợ bé muốn thành bà cả không đáng sợ, vợ bé không muốn thành bà cả mới thật sự đáng sợ. Ừ, Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ trả lời, nàng không cố gắng giải thích lai lịch kỳ diệu của trà này và giá cả khiến người ta kinh hãi. Nói chuyện này trước mặt hai cô gái này, rất thô tục. Vẫn là đồ trong nước ngon, Lệ Khuynh Thành tiếp tục khen ngợi. Em cũng thích uống, Thiết Quan Âm Vương Cửu Cửu nói. Trước kia em thích uống Long Tỉnh. Sau khi tới Dương Thành, phát hiện người dân ở đó thường dùng nghệ thuật uống trà Thiết Quan Âm, mới cảm thấy mùi trà đó rất thơm, đậm đà, uống nhiều hơn rồi cũng thích. Ngoại trừ trà, bọn họ còn có thể nói về cái gì nữa? Do cả ba người bọn họ đều đang đóng kịch nên những câu nói này của bọn họ có vẻ không phù hợp. Nếu như là bạn bè thân thiết, bọn họ sẽ nói chuyện mà không thiếu chủ đề, các ngôi sao, gia đình, chuyện đấu tranh trên thương trường, thời trang, món ăn mỹ phẩm, vấn đề là bọn họ hoàn toàn không nói về những vấn đề cơ bản này. Trong lúc này mối liên hệ của bọn họ với nhau chỉ là vì một người đàn ông, nhưng ngay lúc này chủ đề về người đàn ông này lại là một điều cấm kỵ. Bọn họ không thể không nói chuyện nhưng lại dùng trăm phương ngàn kế né tránh nhắc tới hắn. Cũng may bầu không khí rất gượng gạo này không tồn tại quá lâu. Quả Vương gọi điện thoại thông báo anh ta đã đón được Lâm Hoán Khê tiểu thư, khoảng một tiếng nữa sẽ về tới nơi ở. Văn Nhân Mục Nguyệt ngắt cuộc gọi, nhìn Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu nói, chị ấy tới. Vương Cửu Cửu vội vàng đứng dậy nói, em đi thay quần áo. Lệ Khuynh Thành cũng đứng dậy nói, đi dép lê đón khách thật sự không tôn trọng chút nào. Đợi khi hai người rời khỏi phòng uống trà, Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ thở dài. Nàng đã sớm biết đây không phải là con đường rực rỡ ánh sáng với hoa tươi và quả ngọt. Khi hai người Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu đi vào phòng, bọn họ đều đã mặc trang phục nghiêm chỉnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng đi tới cổng biệt thự đón khách. Không một ai bắt bọn họ làm như vậy nhưng bọn họ đều cảm thấy cần phải làm vậy. Két! Một chiếc Mercedes màu đen chạy tới rồi đứng lại. Một người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa bên bước xuống sau đó anh ta đi tới mở cửa sau xe. Quả Vương xuống xe sau đó đứng ở bên cạnh. Lúc này Lâm Hoán Khê trong bộ đồ màu trắng, dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp mới bước xuống xe. Lâm tiểu thư, xin mời, Quả Vương tươi cười nói. Trên đường đi anh ta đã cố gắng nói chuyện với Lâm Hoán Khê nhưng không cần phải nghi ngờ, anh ta đã thất bại. Anh ta hỏi một câu, Lâm Hoán Khê trả lời một câu. Anh ta không hỏi Lâm Hoán Khê không chủ động lên tiếng. Điều này khiến Quả Vương vô cùng lo lắng cho tiểu thư nhà mình. Giống như tiểu thư, thái độ của Lâm Hoán Khê rất đặc biệt. Cảm ơn, Lâm Hoán Khê thản nhiên nói. Lâm Hoán Khê đi vào biệt thự, nhìn thấy ba người Văn Nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu cùng đứng đợi trước cửa. Quả Vương khi đi trên đường đã gọi cho nàng một dự phòng châm nên anh ta không ngạc nhiên trước chuyện này. Vương Cửu Cửu liếc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt và Lệ Khuynh Thành đứng cạnh mình, biết hai người bọn họ vẫn chưa nghĩ ra câu chào hỏi ban đầu, nàng hẳn phải nói điều gì đó. Vì vậy Vương Cửu Cửu đi lên trước cười nói, chị Lâm, ngồi máy bay chặng đường dài có mệt không? Chị có cần trước tiên tắm rửa, nghỉ ngơi không? Tạm tạm, Lâm Hoán Khê nói. Lệ Khuynh Thành cũng đi lên trước cười nói, chúng tôi cũng mới tới, tắm rửa xong sảng khoái hơn nhiều. Phòng đã chuẩn bị xong rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nếu như chị không mang quần áo thay đổi, tôi đã cho người mua mấy bộ dự phòng, không biết có họp với chị không? Tần Lạc đâu? Lâm Hoán Khê hỏi. Ba người kinh ngạc. Bọn họ cố gắng né tránh đề tài này. Chủ đề mà bọn họ cố gắng không nhắc tới lại bị phá vỡ bởi câu hỏi của Lâm Hoán Khê. Anh ấy đang ở đảo Honshu, Văn Nhân Mục Nguyệt phản ứng rất nhanh lên tiếng trước. Tình hình của anh ấy thế nào? Có phải anh ấy thật sự bị bệnh nhân làm bị thương không? Đã qua thời kỳ nguy hiểm chưa? Lâm Hoán Khê hỏi liên tiếp. Đúng vậy, quả thật anh ấy bị bệnh nhân lây nhiễm làm bị thương. Thế nhưng anh ấy đã vượt qua thời kỳ ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh của virus ngọn lửa rất ngắn. Nếu như bị lây bệnh thì đã sớm phát bệnh rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích. Lâm Hoán Khê gật đầu, sắc mặt như thấu hiểu. Ánh mắt nàng lướt qua từng gương mặt theo thứ tự là Văn Nhân Mục, Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu và nói, tôi chủ yếu muốn tới gặp anh ấy. Xa quá tôi không yên lòng. Dừng một chút nàng lại nói tiếp, tôi biết, mọi người giống như tôi. Chương 1473, lại nổi phong ba. Lâm Hoán Khê vào phòng tắm rửa thay quần áo. Ba người Văn Nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu đứng trong sân cùng suy nghĩ về những điều Lâm Hoán Khê mới nói.
Bây giờ tôi đã hiểu, tôi thua hoàn toàn không oan uổng, Lệ Khuynh Thành tươi cười nói. Nàng dùng từ tôi chứ không phải chúng ta. Dù thế nào đi nữa Lệ Khuynh Thành vẫn là một người phụ nữ rất cẩn thận. Đúng vậy, Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Chúng ta không chỉ thua về thời gian mà còn thất bại bởi chính chị ấy. Lúc nào chị ấy cũng nghĩ vì Tần Lạc, ngược lại suy nghĩ của chúng ta phức tạp hơn, Lệ Khuynh Thành nói. Có đôi khi chúng ta lùi bước, cô ấy thì không. Chúng ta có điều cố kỵ, cô ấy không có. Lệ Khuynh Thành quay người nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, cười khúc khích nói, không nhận ra sao. Lúc nãy cô ấy còn có phong thái của một nữ vương hơn cả cô nữa. Ban đầu cô quá suy tính hơn thiệt, vì vậy mới khiến cô do dự không quyết. Hiển nhiên Văn Nhân Mục Nguyệt biết khúc mắc của mình là gì. Nàng nói, vậy cũng tốt, nói thẳng ra còn tốt hơn không nói. Khi nói câu này tâm trạng của Văn Nhân Mục Nguyệt thoải mái hơn nhiều. Nàng đã nhiều lần tham gia thu mua những công ty có giá trị bạc triệu. Nàng đã nhiều lần trải qua tranh đấu nguy hiểm với kẻ thù, nhưng nàng chưa từng trải qua cuộc chiến trên tình trường. Nhưng trong lĩnh vực này nàng chỉ là một tân binh. Chỗ dựa của nàng chỉ là chỉ số thông minh của mình. Nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào để tham khảo. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành cũng cảm giác thoải mái hơn nhiều, vốn nàng còn tưởng sẽ xảy ra một trận ác chiến. Bởi vì thái độ siêu nhiên của Lâm Hoán Khê, mối quan hệ của mọi người như không cần quá giả tạo khiến nó trở nên cứng ngắc. Cô ấy không hỏi không quan tâm, chỉ quan tâm tới an nguy của Tần Lạc, những vấn đề này vốn là của Tần Lạc, không nên áp đặt tất cả lên người cô ấy, như vậy sẽ không công bằng với cô ấy. Chị Lâm cũng không dễ dàng gì, Vương Cửu Cửu thoáng thở dài, sắc mặt hơi buồn. Chúng ta quá bá đạo. Tất cả mọi người đều không ngốc. Ban đầu khi đưa ra lựa chọn này cũng nên nghĩ tới cục diện ngày hôm nay. Oan ức chỉ là tạm thời, hạnh phúc mới là cả đời, Lệ Khuynh Thành tươi cười. Cho dù đây là một khoản đầu tư, cũng là một lần đầu tư thành công. Nếu đã không thể rời khỏi vậy hãy bằng lòng hưởng thụ. Hãy tin tưởng người đàn ông của mọi người. Anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện này. Vương Cửu Cửu thẹn thùng, phản kích, anh ấy cũng là người đàn ông của chị. Văn Nhân Mục Nguyệt im lặng nhìn mấy bụi chuối tây ở trong sân, đột nhiên nàng nhớ tới mấy câu thơ Tần Lạc đã ngâm trong Thiên Diệp Tự. Đời người có bao, nhớ cảnh đẹp, tháng năm tốt lành, giấc mộng thoáng qua. Đời này ham hưởng lạc, nếu có trừng phạt, Văn Nhân Mục Nguyệt thầm nghĩ, kiếp sau nguyện làm thân châu ngựa không có tình cảm. Suối nước nóng tẩy trắng nõn nà, đây chính là miêu tả đúng nhất về cảnh mỹ nhân tắm rửa. Nhật Bản nổi tiếng về suối nước nóng. Mỗi một du khách tới đây đương nhiên sẽ không bỏ qua nó. Trong khu biệt thự cao cấp này của Văn Nhân Mục Nguyệt, mỗi một phòng đều có bồn dùng suối nước nóng. Rũ bỏ quần áo trói buộc trên người, thả người vào trong, chỉ trong nháy mắt. Thân thể, linh hồn giống như thoát ly, thoải mái khiến con người ta không nhịn được phải rên lên vì sung sướng. Ngực nở, eo thon chân dài thẳng tắp, mông tròn đầy, dáng người đầy đặn cân xứng. Chỗ nào cũng đẹp, đẹp tới tận cùng. Lặng lẽ nằm trong bồn suối nước nóng, nàng để mặc cho làn nước một lần nữa thâm nhập vào cơ thể mình, tâm trạng như bừng tỉnh. Lâm Hoán Khê thì thào, tôi biết mọi người sợ khi nhìn thấy tôi. Mọi người có biết là tôi cũng rất sợ khi nhìn thấy mọi người không? Không đi sao? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Không đi, Tần Lạc lắc đầu. Không đi thật sao? Không. Vương Dưỡng Tâm khẽ thở dài nói, nếu vậy em cũng không đi. Sau đó anh ta nằm trên giường cười khì khì, dáng vẻ hả hê, Tần Lạc, anh nói xem anh có phải là kiếp đào hoa trong truyền thuyết không? Đã tìm ra nguyên nhân lây truyền virus ngọn lửa, mọi người cũng không cần gấp gáp đi tìm thuốc giải, vốn Tần Lạc phải cảm thấy thoải mái hơn mới đúng. Thế nhưng Tần Lạc không hề cảm thấy dễ dàng, bây giờ hắn còn phải đối mặt với áp lực nặng nề hơn khi phải đối mặt với virus ngọn lửa. Văn Nhân Mục Nguyệt tới, Lệ Khuynh Thành tới, Vương Cửu Cửu tới. Lâm Hoán Khê cũng tới, Tô Tử cũng muốn tới nhưng bị hắn ngăn lại. Vì nếu như Tô Tử cũng đi, Gabo tất phải đi theo. Gai Bua là công chúa, cô ấy sao có thể dễ dàng đi tới một nước khác. Thế nhưng dù là vậy hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn sao có thể đi gặp bọn họ? Gặp bọn họ thế nào đây? Gặp người nào trước đây? Khi gặp thì nói chuyện với ai trước? Khi ăn cơm ngồi bên cạnh ai? Ngủ, đương nhiên, hắn tự mình hiểu lấy. Hắn biết trong tình huống như này, bản thân hắn tuyệt đối không thể vào phòng của bất kỳ người phụ nữ nào trong bọn họ. Quá đào hoa chính là kiếp đào hoa, câu này hoàn toàn không sai. Thế nhưng Tần Lạc không hề hối hận khi quen biết bọn họ, cũng không hối hận khi xuất hiện tình cảm sâu đậm với nhiều người như vậy.
Như hắn đã nói trong tác phẩm Thiếu Niên Y Vương, hắn yêu quý mỗi một người trong bọn họ, hắn tuyệt đối không phủ nhận sự tồn tại của mỗi người bọn họ. Bọn họ đã tới hơn nữa còn để lại một dấu ấn cực kỳ sâu sắc trong tính mạng của hắn. Đó là sự thật, hắn không thể vì tô điểm cho đẹp mà thay đổi sự thật này. Bọn họ vội vàng tới chính là vì bọn họ yêu hắn. Hắn không đi cũng là vì hắn yêu bọn họ. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhỏ. Ai đó? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Không ai trả lời. Vương Dưỡng Tâm rời khỏi giường, đi ra mở cửa phòng. Anh ta nhanh chóng quay lại, nghiêm túc nói với Tần Lạc, thư ký của Thủ tướng Fuji tới thông báo cho các đội trưởng tới phòng họp để họp. Lập tức Tần Lạc rời khỏi giường. Thủ tướng Fuji triệu tập họp vào lúc hơn 1 giờ sáng, hơn nữa còn lặng lẽ cử thư ký của mình tới mời, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi ba người Tần Lạc, Vương Dưỡng Tâm và người phiên dịch tới phòng hội nghị, bên trong đã chật kín người, sắc mặt có người đầy vẻ nghi ngờ, có người ủ rũ, hiển nhiên bọn họ mới bị dựng dậy từ trong chăn ấm. Thủ tướng Fuji ngồi một mình ở vị trí chủ tọa, sắc mặt ông trầm trầm, nghiêm trọng, không nói chỉ ngồi đợi đội trưởng các đoàn tới. Đợi khi tất cả những người có đủ tư cách dự họp tới đông đủ, Thủ tướng Fuji mới đứng dậy. Ông nhìn tất cả mọi người và nói, xin lỗi đã quấy rầy nghỉ ngơi của các vị. Thế nhưng tình hình rất khẩn cấp. Chúng tôi không thể đợi tới sáng mai mới thông báo cho các vị biết. Khi nghe Thủ tướng Fuji nói vậy, mọi người không khỏi càng tò mò. Ngài Thủ tướng, đã xảy ra chuyện gì? Không sao, chúng tôi tới vì công việc, không phải để ngủ. Khi còn sống cần gì ngủ nhiều, khi chết đương nhiên được yên nghỉ. Cảm ơn tất cả mọi người đã hiểu. Thủ tướng Fuji đứng cúi đầu trên đài chủ tọa. 20 phút trước đây tôi đã nhận được điện thoại của thị trưởng đảo Honshu. Chúng ta lại phát hiện ra 4 trường hợp lây nhiễm virus ngọn lửa. Lúc này bọn họ đã được chuyển tới doanh trại 307. Cái gì, mọi người xôn xao? Ngài Thủ tướng, không phải truyền thông đã thông báo cho dân chúng không được ăn cá ngân thương rồi sao? Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ không tuân thủ lệnh cấm, lén ăn sao? Trời ơi, đáng sợ quá! Ham muốn ăn uống quan trọng hay tính mạng quan trọng hơn? Thủ tướng Fujiji xua tay. Ý bảo mọi người yên lặng, ông nói tiếp, đúng vậy. Truyền thông đã tuyên truyền nhưng vì sợ người dân không nhận được tin tức, chính quyền các cấp đã cử nhân viên tới từng nhà thông báo thế nhưng vẫn có người trúng độc. Thế nhưng điều kỳ quái là nhân viên của chúng tôi đã hỏi bọn họ, hỏi xem bọn họ có ăn cá ngân thương không. Bọn họ đều trả lời là từ khi nhìn thấy thông tin trên báo chí, mấy ngày nay bọn họ không ăn cá ngân thương. Các nhân viên y tế đang kiểm tra dịch dạ dày của bọn họ. Kết quả điều tra sẽ nhanh chóng được truyền tới. Việc bọn họ có ăn cá ngân thương hay không sẽ nhanh chóng có câu trả lời. Thủ tướng Fuji mới nói xong, một người đàn ông mặc vest từ cửa sau đi vào thì thào vài tai ông mấy câu. Thủ tướng Fuji gật đầu, người nhân viên nhanh chóng đi ra ngoài. Các vị, Thủ tướng Fuji ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, đã có kết quả điều tra. Quả thật bọn họ không ăn cá ngán thương. Bọn họ bị lây nhiễm virus ngọn lửa thông qua thức ăn khác hay con đường khác. Virus ngọn lửa không cách quá xa chúng ta. Nó vẫn đang dương mắt hổ nhìn chúng ta. Xôn xao. Mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người đều hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Ý nghĩa là, một lần nữa loài người phải trải qua một cuộc đại khủng hoảng. Điều này cũng có nghĩa nguyên nhân lây nhiễm virus ngọn lửa không phải chỉ có một. Không chỉ có cá ngân thương, có lẽ có cả cá thu. Cá hồng, cá bạc, những loại cá con người thường ăn cũng có thể mang theo mầm bệnh. Virus ngọn lửa xuất hiện khắp nơi. Bọn họ chống cự thế nào đây? Chương 1474, Hoa Tâm Lưu Manh. Tại sao có thể như vậy? Nói như vậy, cấm ăn cá ngân thương không thể đề phòng virus ngọn lửa sao? Liệu có nên ban bố lệnh cấm biển hay không? Trước khi nghiên cứu ra thuốc chữa virus ngọn lửa cấm dùng hết thảy hải sản, dựa theo cách làm trước đây khi đảo Fukushima bị động đất làm mấy nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố đó. Vấn đề là, lần này virus ngọn lửa thông qua cái gì để lây lan đây? Là hải sản hay là thực phẩm trên đất liền? Nếu là thực phẩm trên đất liền thì chẳng lẽ cấm ăn thực phẩm hả? Fuji gõ bàn nói, chuyên gia chữa bệnh bên tôi đã tìm được cơ chế truyền bệnh. Bởi vì virus ngọn lửa nên quốc dân đã tự phát không ăn hải sản nữa, mấy ngày nay những người bị lây bệnh phần lớn đều ăn thịt heo và thịt gà. Như vậy nếu lây bệnh thông qua đồ ăn thì hai loại thịt này có khả năng lây bệnh nhất. Tất cả mọi người trầm mặc. Chẳng lẽ phải ban bố pháp lệnh, cấm mọi người ăn thịt heo cùng thịt gà? Nói như vậy, nhân loại còn có cái gì có thể ăn nữa?
Chư vị, sự tình khó giải quyết. Fuji lo lắng nặng nề nói. Hắn phi thường tin tưởng, nếu việc có người ăn thịt heo hoặc là thịt gà bị lây virus ngọn lửa cũng bị lộ ra ngoài thì tỷ lệ ủng hộ của hắn có khả năng hạ thấp đến điểm không. Bởi vì hắn đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền hiệu triệu mọi người không ăn cá ngân thương thế nhưng hắn lại không kêu gọi mọi người không ăn thịt heo và thịt gà. Hắn vừa lo cho tiền đồ của mình vừa lo cho tương lai của Nhật Bản. Mặc dù nói virus ngọn lửa là tai nạn của toàn thế giới nhưng đất nước đứng mũi chịu sào chính là Nhật Bản. Mặc dù bị hủy diệt thì Nhật Bản cũng bị hủy diệt trước. Đương nhiên nếu như toàn bộ Nhật Bản đều bị virus hủy diệt thì các quốc gia khác cũng khó có thể thoát được. Đêm khuya quấy rầy là muốn nhờ các vị chuyên gia đang ngồi đây hỗ trợ đối sách. Các ngài là những người thông minh nhất trên thế giới, tôi đem tất cả hy vọng đặt trên người các vị. Fuji lần nữa cúi đầu nói, xin nhờ các vị. Trầm mặc. Không ai nói tiếp. Quan hệ đến đại sự nhân mạng của một quốc gia, ai dám đơn giản mở miệng. Lại nói, virus ngọn lửa tới vô ảnh đi vô tung, cho tới bây giờ bọn hắn vẫn còn chưa hiểu cơ chế lây bệnh của nó, thuộc tính cùng lai lịch của nó thì bọn họ có thể đề nghị gì chứ? Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây đồng hồ. Fuji chờ đợi thật lâu rốt cục là từ bỏ nói, tôi biết rõ, muốn vội vã đưa ra một phương án giải quyết là không thực tế. Là tôi quá sốt ruột. Ngày mai, tôi báo cho truyền thông việc này. Xin các vị đang ngồi đây có thể tận tâm tận trách, mau chóng tìm ra giải dược virus ngọn lửa. Thủ tướng tiên sinh, yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây là tai nạn của toàn bộ nhân loại, là trách nhiệm của ngài mà cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu như virus ngọn lửa quả nhiên lây lan thông qua thịt heo thì sự tình khá là nghiêm trọng. Chúng tôi muốn gặp bệnh nhân mới. Đúng lúc này, một gã thư ký mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng đi đến ghé vào tai Fuji nhỏ giọng nói mấy câu. Fuji lập tức trở nên quỷ dị, hắn nhìn qua mọi người ở đây, thanh âm trầm trọng nói, Malaysia đã xuất hiện bệnh nhân bị lây virus ngọn lửa nên mời chúng ta đến hỗ trợ xác định. Xôn xao. Toàn trường xôn xao. Bên ngoài Nhật Bản lại có thêm một quốc gia xuất hiện virus ngọn lửa. Đây không phải đại biểu cho việc virus ngọn lửa chuẩn bị bộc phát trên toàn thế giới sao? Nếu nói như vậy, mọi người ở đây liệu có cái có thể may mắn thoát khỏi? Nếu như trước đây bọn hắn còn có chút thư giãn, còn có chút tâm lý may mắn thì giờ khắc này, ai nấy đều lo lắng như lửa đốt ngang mày. Ngày mai, thế giới sẽ biến thành cái dạng gì? Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ. Từ trong phòng họp đi ra, Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm nói, bên này giao cho ông. Do ông dẫn đầu bọn họ nghiên cứu ngọn lửa virus, có chuyện gì kịp thời liên lạc với tôi nhé. Minh bạch rồi, cậu cứ yên tâm. Vương Dưỡng Tâm gật đầu nói. Hắn biết rõ Tần Lạc muốn đi đâu, nếu như bây giờ còn không đi thì ngay cả hắn cũng khinh bỉ Tần Lạc. Tần Lạc dùng sức vỗ vỗ vai Vương Dưỡng Tâm rồi mang theo Giê-xu và đại đầu bước nhanh ra ngoài. Hắn không mang theo Ly vì lúc này Ly thích hợp ở lại nơi trú quân hơn. Nghe nói Tần Lạc muốn dùng xe đi Tokyo. Ban hậu cần không ngăn cản mà trực tiếp phê duyệt một cái xe quân dụng đưa đi. Không có biện pháp, thanh danh của Tần Lạc hiện tại quá lớn, ngay cả thủ tướng cũng phải cúi đầu với hắn, bọn họ, những tiểu quân sự này không có lý do đi đắc tội với hắn. Rất nhanh, trong đêm đen tối như mực một chiếc xe đèn pha lấp lóe chạy về hướng Tokyo. Bầu trời âm trầm không có một điểm tinh quang mà ngay cả không khí cũng khiến người ta cảm thấy rất mỏng manh. Đây chính là hoàn cảnh đầy áp lực. Áp lực nhất chính là tâm tình con người. Tần Lạc, đây là không phải là tận thế. Giê-xu vừa lái xe vừa nói. Cũng may mắn kỹ thuật lái xe của Giê-xu khá cao minh, bằng không buổi tối phải chạy trên con đường vừa mới trải qua địa chấn, rất nhiều đoạn đường bị phá hủy căn bản là không có biện pháp. Dù vậy, chiếc xe vẫn sóc nảy như là chơi trò xe đụng trong công viên vậy. Hỏi lão đại của cậu một chút đi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lão đại của Giê-xu chính là Thượng Đế, chắc lão nhân gia ông ta biết rõ chuyện này. Nha, cái lão đầu nhi keo kiệt này sẽ không nói cho tôi biết đâu. Giê-xu tiếc nuối nói, bởi vì, phàm có tai nạn đều là sự trừng phạt của Thượng Đế đối với nhân loại. Ý cậu là lão đại của cậu chính là thủ phạm gieo rắc virus ngọn lửa hả? Tần Lạc trêu ghẹo nói. Ai mà biết được? Đột nhiên, một suy nghĩ điên cuồng chợt lóe lên trong óc hắn làm chính hắn cũng trợn mất há hốc mồm. Đêm khuya đường không dễ đi nhưng lại thông thoáng. Khi xe đưa Tần Lạc chạy đến chỗ đám văn nhân Mục Nguyệt thì Quả Vương đã mang người chờ ở đó. Trước khi Tần Lạc đến đã gọi điện thoại nên Quả Vương biết rõ hành trình của hắn. Quả Vương chạy tới giúp Tần Lạc mở cửa xe rồi vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh, đi đường khổ cực rồi.
sao không đi ban ngày đi đường cũng dễ hơn một ít. Ban ngày bận quá, Tần Lạc giải thích nói, buổi tối không có việc gì tôi chạy sang đây xem sao. Cậu bôn ba cả đêm rồi, vào phòng tắm rửa thay quần áo đi đã. Quả Vương vừa cười vừa nói, phòng nghỉ tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cả phòng cho hai vị bằng hữu này nữa, chắc cũng đói bụng rồi, tôi đi chuẩn bị một ít mì phở. Cảm ơn, Tần Lạc cảm kích nói. Không cần khách khí, đây là chuyện phải làm thôi mà. Quả Vương vừa nói chuyện vừa dẫn ba người Tần Lạc đi vào trong đại viện. Cái này, Tần Lạc muốn nói lại thôi. Tần tiên sinh còn cần cái gì sao? Quả Vương hỏi. Các cô ấy đều ngủ rồi sao? Tần Lạc nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, Quả Vương nói, tôi đã đem tin cậu tới đây thông báo cho các tiểu thư nhưng có tiểu thư nói cô ấy quen ngủ sớm, tối nay không thấy tăm hơi đâu. Nếu như ngày mai cậu còn chưa đi thì sáng mai gặp nhau ăn sáng vậy. Cái gì gọi là quen ngủ sớm? Cái gì gọi là ngày mai còn chưa đi? Tần Lạc chán nản nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp tức giận. Hắn biết rõ văn nhân Mục Nguyệt cố kỵ cái gì nên cô không có khả năng gặp mình tối nay. Những người khác có biết tôi tới không? Tần Lạc không cam lòng hỏi lại. Đều thông báo rồi, Quả Vương nói Lệ tiểu thư nói hôm nay cô ấy có chút mệt mỏi, nằm ngủ không muốn rời giường. Vương tiểu thư nói thân thể của cô ấy có chút không thoải mái, có thể là cảm mạo, còn có Lâm tiểu thư cái gì cũng không nói, hôm nay không thấy nói gì. Tần Lạc khóc không ra nước mắt, chính mình đầy lòng nhiệt tình mà đến, vậy mà không ai đến nghênh đón. Lo lắng lời mình làm cho Tần Lạc tức giận, Quả Vương nhỏ giọng nói, nếu như Tần tiên sinh không muốn đi ngủ thì uống với tôi hai chén. Bên này tôi có mấy bình không tệ. Được rồi, Tần Lạc khoát tay nói, đi ngủ thôi. Tần Lạc đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ai đấy? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Là tôi, bên ngoài truyền đến thanh âm oang oang của đại đầu. Bất cứ lúc nào, vô luận buổi tối đi ngủ lúc nào, ngày hôm sau đại đầu cũng sẽ thức dậy trước 6 giờ để rèn luyện. Cái này đã trở thành một loại thói quen. Vào đi, Tần Lạc nói. Đại đầu đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một tờ báo chí. Các cô ấy bảo cậu xem. Đại đầu nói. Các cô đương nhiên chỉ vào đám Lâm Hoán Khuê, Lệ Khuynh Thành rồi, Tần Lạc minh bạch. Tần Lạc nhận tờ báo nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn thoáng cái biến thành âm trầm. Đám vương bát đản này, Tần Lạc từ trên giường nhảy xuống hổn hển mắng, nhiều chuyện như vậy không nói, hết lần này tới lần khác đưa tin chuyện nhà của người ta làm gì. Trong mắt đại đầu sát cơ hiện ra nhưng phi thường mịt mờ. Các cô ấy đều thấy rồi chứ? Tần Lạc hỏi, đại đầu không có trả lời. Tần Lạc nhanh chóng mặc xong quần áo rồi đi nhanh ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tờ báo rơi trên mặt đất, trang đầu giật tít rất lớn, trung y thánh thủ hay là hoa tâm lưu manh. Trong lúc nhân loại lâm nguy mang theo 4 kiều thê tới Tokyo du lịch. Chương 1475, virus ngọn lửa là do con người gây ra. Hôm nay, nhất định không phải là một ngày bình tĩnh. 8 giờ sáng. Các phóng viên trên đường đi làm đều nhận được tin từ văn phòng chính phủ gọi bọn họ chạy tới tham gia một cuộc họp báo. Thủ tướng sẽ giải thích đối với sự kiện virus ngọn lửa. Chẳng lẽ là virus ngọn lửa đã được giải quyết? Vô số phóng viên thầm nghĩ như vậy. Nếu như vậy, đây là việc vui mà. Bởi vì sự kiện virus ngọn lửa quá hùng mạnh nên có thể nói lúc này Nhật Bản chính là tiêu điểm của toàn bộ thế giới. 8 giờ 30 sáng, đông đảo phóng viên đã tề tụ tại hội trường chờ thủ tướng đến. Fuji rất đúng giờ, 8 giờ 55 ông ta đi vào hội trường. Mặc dù cước bộ trầm trọng, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn ăn mặc tây trang phẳng phiu, tóc mượt chải vuốt ra phía sau. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, không ít phóng viên bắt đầu phỏng đoán. Fuji đi tới phía bàn nhưng không ngồi xuống ngay mà đứng thẳng đối diện với đồng đảo truyền thông phóng viên nói, có một việc phi thường bi thương muốn thông báo với mọi người. Sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm ăn cá ngân thương lại có 6 người dân lây nhiễm virus ngọn lửa. Xôn xao. Toàn trường xôn xao. Thủ tướng tiên sinh, bọn họ vi phạm lệnh cấm ăn cá ngân thương sao? Bây giờ tình huống thế nào? Virus ngọn lửa vẫn đang không có thuốc cứu chữa sao? Hay là nói, ngoại trừ cá ngân thương thì còn có thực phẩm khác cũng có thể lây nhiễm virus sao? Thủ tướng tiên sinh, đó là thực phẩm gì vậy? Năng lực phản ứng của các phóng viên đều cực kỳ nhanh nhạy, sức tưởng tượng cũng là phi thường phong phú. Fuji mới nói một câu bọn họ đã hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Thư ký phất tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, lúc này Fuji mới nói tiếp, chính như một vị phóng viên bằng hữu đã hỏi vậy, lúc này đây,
virus ngọn lửa không phải thông qua cá ngân thương lây bệnh mà thông qua thịt lợn. Gì, thịt lợn cũng có thể lây bệnh? Nói như vậy, sau này ngay cả thịt lợn cũng không thể ăn sao? Tại sao lần trước chỉ cấm ăn cá ngân thương mà không cấm ăn thịt lợn? Đây là thủ tướng tiên sinh thất trách sao? Toàn bộ các chuyên gia y tế giỏi nhất trên thế giới đã tề tụ tại đây, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa giải quyết được virus ngọn lửa? Chẳng lẽ bọn họ cũng như trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc, đều mang theo bạn gái đến du lịch sao? Fuji cắt đứt lời bọn họ nói, các vị, tôi dùng nhân cách của mình cam đoan, mỗi một vị thành viên đoàn đại biểu đều tận tâm tận trách mà cố gắng. Các người nghi vấn như vậy đúng là vũ nhục bọn họ. Thủ tướng tiên sinh, chúng tôi tin tưởng nhân cách của ngài nhưng xin không nên lạm dụng. Bởi vì trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Tần Lạc không xứng đáng để ngài đứng ra đảm bảo. Không, cái này chính tôi muốn đảm bảo. Fuji nói, tôi không biết các vị làm sao lại kết luận như vậy nhưng tôi tin tưởng trưởng đoàn Tần Lạc đã rất cố gắng giải quyết virus ngọn lửa. Cậu ấy đã lên tuyến đầu tiếp xúc với người bệnh, để tìm được cơ chế phát bệnh bản thân cậu ấy đã không nề hà tiếp xúc với người bệnh, không cẩn thận còn bị thương, thử hỏi, các vị đang ngồi đây có ai có thể làm được như cậu ấy? Đúng vậy, tôi cũng biết, hắn có mấy vị bằng hữu xinh đẹp cùng đi tới Đông Kinh nhưng thế này là như thế nào nhỉ? Hay là Tần Lạc chữa bệnh bị thương nên các cô gái lo lắng mà chạy tới đây? Nếu như phát sinh chuyện như vậy, sao lại không có một người thân nào tới thăm? Như vậy nhân phẩm của Tần Lạc có phải đáng hoài nghi hay không? Thủ tướng tiên sinh, ngài nói không sai nhưng chúng tôi nghe nói cậu ta có đến 4 cô bạn gái, có phóng viên đứng ra phản bác hỏi lại. Tôi không rõ ràng lắm về quan hệ giữa bọn họ. Fuji nói, cậu ta là khách chúng ta mời tới. Tôi không có quyền đi chất vấn mấy cái đó nhưng tôi tin tưởng, Tần Lạc đội trưởng sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Tôi đã từng tiếp xúc với cậu ta, đây là một vị thầy thuốc ưu tú. Đây là đánh giá của bản thân tôi. Thủ tướng tiên sinh, virus ngọn lửa lúc nào có thể giải quyết được? Có mốc thời gian nào hay không? Tôi hy vọng ngay hôm nay bọn họ có thể giải phá được virus ngọn lửa nhưng các vị cũng biết đó, đây là một đại tai nạn của nhân loại, ai cũng phải cố gắng. Fuji bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn cấp cho truyền thông một thời gian xác định, như vậy hắn cũng không bị mất đi lòng dân nhưng lúc này ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm. Một lần nữa lại có dân chúng bị lây virus ngọn lửa nên chúng ta có lý do tin tưởng, nguyên nhân làm virus ngọn lửa lây bệnh không chỉ có một. Cho nên, yêu cầu các vị đưa những lời này truyền bá khắp thế giới, chúng ta tận lực không nên ăn hải sản và các loại thịt gia súc gia cầm, bởi vì chúng ta hoàn toàn chưa có biện pháp xác định cơ chế lây nhiễm của virus ngọn lửa. Nên ăn rau hoặc là thực vật, nhân loại trong lúc nguy cấp chúng ta nên cùng nhau bảo vệ tánh mạng. Fuji nói xong cúi đầu thật sâu. Cả đám quan viên hộ tống cũng cúi đầu. Sai lầm nếu có sẽ do tôi chịu trách nhiệm, Fuji nói, sau khi virus ngọn lửa được giải quyết. Virus ngọn lửa lần nữa làm ác, lại có mấy người dân ăn thịt lợn bị lây bệnh mà Malaysia cũng nghi ngờ bị lây bệnh này rồi. Tin tức này chiếm cứ trang bìa tất cả các tờ báo, trở thành đề tài ai cũng nghị luận. Đó là chuyện đương nhiên nhưng có một tin tức khác cũng được truyền đi với tốc độ ánh sáng, chiếm cứ trang mặt báo chí cùng một thời gian. Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Tần Lạc và 4 Mỹ đến du lịch Đông Kinh, đây chính là đề tài mọi người đem ra đàm tiếu tiêu khiển hơn nữa việc này lại phát sinh giữa lúc virus ngọn lửa hoành hành và lại phát sinh trên người trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Tần Lạc. Tin tức này sau khi phát ra lập tức khiến cho toàn bộ thế giới đều chú ý và thảo luận. Đây là một hành vi không có nhân tính. Một thành viên trên mạng ở Anh Quốc bình luận thế này, thân là một thầy thuốc. Ông ta nên cống hiến sức lực đi giải quyết virus ngọn lửa hơn là ích kỷ mang theo phụ nữ của mình đi du lịch. Người như vậy mà cũng có thể trở thành thầy thuốc sao? Nếu đưa tánh mạng người bệnh phó thác cho hắn thì tốt nhất là nên cầu xin Thượng Đế phù hộ thôi. Trang mạng Nhật Bản nói. Trước tiên không nói về sự chân thật của tin tức này. Chỉ riêng việc Tần Lạc đi chữa bệnh bị thương là sự thật rành rành, bằng hữu tới thăm thì làm sao chứ? Chẳng lẽ vì có bằng hữu tới thăm mà nhục mạ người ta sao? Mà đây là một vị thầy thuốc ưu tú đang toàn tâm toàn ý giải quyết virus ngọn lửa. Không nên quên, trước kia chính Tần Lạc đã phát hiện ra cá ngân thương là vật truyền bệnh virus ngọn lửa, nếu như nói về công việc của các đoàn đại biểu thì như vậy phát hiện của Tần Lạc chính là tiến triển duy nhất. Trang mạng Trung Quốc vẫn kiên định ủng hộ đối với Tần Lạc. Có thể vừa tán gái vừa làm việc, tên này cũng ngưu quá đi. Có người trêu tức nói, hắn thật một chọi bốn sao. Ta xem qua ảnh rồi. Bốn người này đều là tuyệt sắc mỹ nữ nha. Bởi vì áp lực do virus ngọn lửa mang đến quá lớn nên tất cả mọi người đều giải tỏa bằng cách phát tiết lên trên người Tần Lạc. Ai cho ngươi không cố gắng làm việc,
Ai cho ngươi có sơ hở làm gì? Ai bảo ngươi gây náo động làm chi? Ai bảo ngươi có bốn người phụ nữ? Ai bảo phụ nữ của ngươi? Ai cũng xinh đẹp nhất? Đây là bởi vì, văn nhân Mục Nguyệt giơ chồng báo trước mặt không chút thay đổi nói. Cô nói rất tự tin, tựa như cô thuận miệng nói ra chính là chân lý vậy. Tại thời khắc này, truyền thông không nên chú ý vào tin tức như vậy chứ. Bọn họ đều đánh một người. Vương Cửu Cửu gật đầu phụ họa nói, bởi vì dấu vết quá rõ. Tôi cũng cho rằng như vậy, Lệ Khuynh Thành nói, bọn họ tuy nói chúng ta nhưng rõ ràng là nhằm vào Tần Lạc. Vào thời khắc này tại sao bọn họ lại muốn ra sức đả kích Tần Lạc như thế? Nói xong những lời này, các nàng ở đây đều muốn nhìn vào Tần Lạc. Có thể là bởi vì anh rất ưu tú mà Tần Lạc cười khổ mà nói. Hắn là thầy thuốc, tới đây để phá giải virus ngọn lửa nhưng thật không ngờ lại có người bắn pháo vào đời tư của hắn. Có nhiều đoàn đại biểu như vậy cơ mà, chẳng lẽ mình có mấy phụ nữ còn các trưởng đoàn đại biểu khác lại không có? Rất rõ ràng, những người này chính là nhằm vào chính mình. Lý do này là do hắn thuận miệng nói ra nhưng hắn không biết địch nhân sở dĩ khai hỏa đối với hắn đúng là bởi vì hắn rất ưu tú. Có người không muốn cho anh an tâm làm việc. Lâm Hoán Khuê há miệng uống trà lãnh đạm thản nhiên nói, bởi vì anh mà cũng vì virus ngọn lửa. Chương 1476, trò chơi phải có tác động thêm mới đặc sắc. Phụ nữ phiền toái mà càng xinh đẹp lại càng phiền toái. Lời này không giả nhưng phụ nữ cũng là thiên sứ. Đương nhiên, thiên sứ phải có đủ trí tuệ. Trong thời gian uống một chén trà, nghi hoặc trong lòng Tần Lạc đã được các cô gái mỗi người một câu giải đáp xong. Đúng vậy, virus ngọn lửa là hành vi của con người. Trước đây Tần Lạc cũng có chút hoài nghi nhưng không có bất cứ chứng cứ gì nên coi như một khả năng mà thôi, nhưng chuyện xảy ra hai ngày nay lại khiến hắn hoài nghi thật sự. Thứ nhất, nguyên bản hắn tưởng rằng cá ngân thương là nguyên nhân lây bệnh nên động viên chính phủ Nhật Bản ban hành lệnh cấm ăn cá ngân thương. Bọn họ tưởng rằng chỉ cần tất cả mọi người không ăn cá ngân thương thì virus ngọn lửa sẽ không lây bệnh nữa, qua đó cho bọn họ thời gian để nghiên cứu giải dược. Nhưng sự thật lại làm cho bọn họ thất vọng vì rất nhanh lại có bệnh nhân mới. Hơn nữa, bệnh nhân mới cũng không ăn cá ngân thương mà ăn thịt lợn, xem ra thịt lợn cũng là vật lây virus ngọn lửa. Đây là khiêu khích. Đây là độc thủ phía sau màn khiêu khích. Các ngươi tưởng rằng cấm ăn cá ngân thương là có thể ngăn cản virus ngọn lửa sao? Nằm mơ đi. Vì vậy, bọn hắn bắt đầu xuống tay đối với thịt lợn. Thứ hai, chuyện xấu của hắn bị báo chí nói ra. Bọn họ sở dĩ làm như vậy rõ ràng là nhằm vào mình. Tại sao phải nhằm vào mình? Bởi vì hắn rất có khả năng sẽ nghiên cứu ra giải dược. Một tên ngu xuẩn này, hắn không chỉ bại lộ ra bóng dáng kẻ phát tán virus ngọn lửa mà còn bại lộ thân phận hắn, vì kẻ này hiểu rất rõ hoàn cảnh của Tần Lạc và có chút sợ hãi hắn. Nếu không, bọn hắn cũng không cần làm cho mình phiền não như vậy. Thứ ba, không cần cái thứ ba. Có hai điều này là đủ rồi. Dự đoán của mọi người tôi cũng đã nghi ngờ qua, khổ nỗi là không tìm được chứng cứ thôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, thật sự là ba người hợp lại thành. Thối ra tượng, còn hơn một người như, chư cát tỏa sáng. Bọn ta đều là chư cát tỏa sáng, anh mới là thối ra tượng. Vương Cửu Cửu hì hì cười phản bác nói. Đúng vậy, các cô thông minh tuyệt đỉnh, so với tôi lợi hại hơn nhiều. Tần Lạc vội vàng nhận thua ngay, tôi tới đây nhiều ngày như vậy rồi mà không suy nghĩ ra. Các cô vừa tới đã tìm được đáp án rồi. Chủ yếu là đối thủ rất ngu xuẩn. Không nên nhằm vào chúng ta. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói, nếu bọn hắn trêu chọc chúng ta thì dù sao cũng đang nhàn rỗi, chúng ta tới Đông Kinh chơi đùa cùng bọn hắn một chút. Bảo Quả Vương đi gặp đệ nhất gia báo hỏi thăm tin tức. Văn nhân Mục Nguyệt nói, nguyên lai cô sớm đã có hành động. Tôi làm tiểu binh thôi. Vương Cửu Cửu nói, cần làm gì cứ việc phân phó nha. Lâm Hoán Khuê đứng lên nói, tôi đi gọi điện thoại. Bốn nữ nhân nói xong liền rời đi. Chỉ còn mỗi Tần Lạc ngồi một mình ở trong hoa viên uống trà, ăn điểm tâm nhưng cảm giác rất không có tư vị. Các cô vì mình mà tụ tập ở chỗ này nhưng bây giờ lại không để mình vào mắt. Ôi, Tần Lạc trong lòng thở dài nghĩ, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện này mới được. Đúng vậy, cái này thuộc về một loại cục diện bế tắc. Mọi người tuy mặt ngoài bình tĩnh hòa thuận với nhau nhưng về vấn đề Tần Lạc thì tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Bất quá, chuyện này cũng không quá cấp bách. Bốn con vịt đã vào nồi, chẳng lẽ còn để bay mất sao? Chuyện gấp nhất Tần Lạc cần làm là phải phá giải được virus ngọn lửa, thứ hai là tìm được kẻ phía sau màn. Đương nhiên,
hai việc này thứ tự trước sau cũng có thể tùy cơ điều chuyển bởi vì chỉ cần tìm được kẻ phía sau màn thì cũng có thể tìm được thuốc giải virus ngọn lửa. Ôn Tuyền có thể tắm cho da nõn nà mà cũng có thể tắm để tẩy đi mùi mồ hôi. Tại Đông Kinh, trong một chỗ phong cảnh như bức tranh, một nam nhân đang nằm trong Ôn Tuyền. Hắn mắt hắn khép hờ, phía sau chì lưng trên bờ ao có đặt mấy chén rượu hồng và đồ điểm tâm, thoạt nhìn khá dễ chịu. Sương mù tràn ngập, nước ao thi thoảng lại nổi bọt trào lên, cảnh này phảng phất như nhân gian tiên cảnh. Đáng tiếc, cuộc sống an tĩnh này cũng không duy trì được lâu lắm, một lát sau có tiếng giày da bước vào. Mục Mã Nhân tiên sinh, kẻ mới đến ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Tiểu Hồ Tử, cứ nói chuyện bình thường, ở đây không có người khác, Mục Mã Nhân mở mắt đưa tay xoa mặt nói. Tiểu Hồ Tử vội vàng đem chén rượu hồng đưa tới nhưng Mục Mã Nhân không cầm mà nói, những thứ tao ăn, tao không hy vọng có người khác đụng tới. Nói xong hắn tự lấy một cái bánh quy nhét vào trong miệng nhai. Mục Mã Nhân tiên sinh thật sự là cẩn thận, Tiểu Hồ Tử vừa cười vừa nói. Có tin tức gì không? Mục Mã Nhân hỏi. Tiên sinh, bước thứ hai trong kế hoạch đã được tiến hành. Chính phủ Malaysia đã công bố dịch virus ngọn lửa, ông xem có cần phát tán ra mấy quốc gia nữa không? Nếu làm như vậy chúng ta có thể thúc đẩy sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Không cần, thái quá bất cập, Mục Mã Nhân nói, có truyền thông hỗ trợ rồi, so với chúng ta tự ra tay còn tốt hơn. Hơn nữa, phát tán nhiều nơi lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Hai nơi là đủ rồi. Ba ngày sau, chúng ta cho bọn hắn ba ngày. Ba ngày sau, bên châu Âu sẽ phát ra tin tức, tuyên bố virus ngọn lửa đã được hóa giải. Như vậy, giải dược có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, Tiểu Hồ Tử kích động sắc mặt ửng hồng nói, ông xem có thể chậm phân phối thuốc giải cho Nhật Bản vài ngày không? Tao biết mày rất hận quốc gia này nhưng chuyện như vậy không phải tao có thể quyết định được. Mục Mã Nhân không lưu tình chút nào nói. Xin lỗi, Mục Mã Nhân tiên sinh, Tiểu Hồ Tử vội vàng xin lỗi nói, còn có một việc khác muốn báo cáo với ông. Nói đi, là về Tần Lạc, Tiểu Hồ Tử vẻ mặt trở nên phong phú nói, danh tiếng của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn làm việc không đàng hoàng. Trong lúc nhân loại lâm nguy hắn lại đưa mỹ nữ đi du lịch, cái này không phải là không để ý tới tính mạng của toàn bộ loài người sao? Hắn cầm trong tay một cái văn kiện nói, đây là tư liệu tôi thu thập. Ngoại trừ dân Trung Quốc vẫn có chút ủng hộ hắn, toàn bộ thế giới đều đang công kích và nhục mạ hắn. Tôi nghĩ, hắn bây giờ không có tinh lực đi giải quyết virus ngọn lửa nữa mà nghĩ làm thế nào để vãn hồi thanh danh của mình. Hắn sẽ không vãn hồi, Mục Mã Nhân nói. Cái gì, Tiểu Hồ Tử vẻ mặt khó hiểu nói. Hắn sẽ không vãn hồi gì cả, Mục Mã Nhân nói, trái lại, nếu có phóng viên phỏng vấn hắn. Hắn sẽ thản nhiên thừa nhận đây đều là sự thật. Điều này sao có thể? Tiểu Hồ Tử kinh hô nói, hắn điên rồi sao? Hắn không phải kẻ ngu mà lại rất kiêu ngạo. Mục Mã Nhân nhẹ nhàng thở dài nói, kiêu ngạo sẽ không cần giải thích bất cứ cái gì. Kiêu ngạo nên sẽ không cần ẩn giấu bất cứ tâm tư tình cảm gì. Đứng ở lập trường con người, tao cũng rất thích kết giao với bằng hữu như thế. Thế giới này nhiều chuyện như vậy, chuyện gì đều phải hao phí tâm tư đi giải thích. Như vậy không phải là tự tìm phiền toái sao? Mục Mã Nhân tiên sinh, nhưng nói như vậy, hắn không phải là trở thành công địch của toàn bộ dân chúng sao? Đúng vậy, nhưng như vậy thì sao nào? Mục Mã Nhân lật xem văn kiện trong tay nói, thứ nhất, hắn không cần. Trước khi báo chí nói ra, người hận hắn chẳng lẽ ít sao? Thứ hai, như mày vừa mới nói qua, dân Trung Quốc còn đang ủng hộ hắn. Như vậy hắn đã đạt được mục tiêu. Thứ ba, nếu như tao đoán không sai thì hắn đã biết sự tồn tại của chúng ta. Nếu như hắn giải quyết được virus ngọn lửa hoặc là hắn giải quyết chúng ta thì cũng không có sao. Dân chúng đều là những kẻ hay quên. Bây giờ bọn họ mắng ngươi đến heo chó cũng không bằng nhưng chỉ cần ngươi giải quyết vấn đề sinh tử cho bọn họ thì bọn họ lại điên cuồng ca ngợi và khích lệ ngươi, nói ngươi là cứu thế chủ của nhân loại, cho nên cần gì phải quan tâm đến được mất nhất thời. Mục Mã Nhân tiên sinh, ông nói hắn đã biết sự tồn tại của chúng ta rồi. Cho dù hắn không biết thì đám nữ nhân của hắn cũng có thể biết rồi. Mục Mã Nhân nói, đám phụ nữ này cũng rất thông minh. Tình trạng của chúng ta có vẻ rất nguy hiểm. Biết rồi thì thế nào? Mục Mã Nhân đồng dạng kiêu ngạo nói, thứ nhất, hắn biết sự tồn tại của chúng ta nhưng lại không biết chúng ta là ai. Thứ hai, bọn họ biết virus ngọn lửa do con người gây ra nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Thứ ba, chẳng lẽ mày không cảm thấy,
trò chơi như vậy mới càng thêm khẩn trương và kích thích sao? Hắn gập tờ văn kiện lại, ngẩng mặt nhìn mây trên bầu trời nói, trò chơi, càng náo động mới đặc sắc. Người điên, Tiêu Hồ Tử lại thầm nghĩ. Chương 1477, các vị nói không có sai. Chuyện xấu của trưởng đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc Tần Lạc bị phát tán mạnh phối hợp với chuyện virus ngọn lửa truyền đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Bởi vì Tần Lạc là trưởng đoàn đại biểu y học, lúc virus ngọn lửa đang bộc phát hắn không nên nói chuyện yêu đương với bạn gái cũng như đi du lịch thế mà một lần lại mang đến 4 người cô bạn gái. Không mắng người thì mắng người nào? Người như ngươi sinh ra không phải để cho người ta mắng sao? Bây giờ nam nữ tỷ lệ mất cân đối có biết hay không? Bây giờ còn có rất nhiều nam nhân không tìm được bạn gái có biết hay không? Vì vậy, mắng Tần Lạc là đúng rồi. Mọi người khi gặp mặt chào hỏi nhau không hề nói hôm nay khí trời thật tốt hoặc là ông bà ăn cơm trưa mà hỏi hôm nay mắng Tần Lạc như thế nào. Cả xã hội cũng vì vậy mà rơi vào một trạng thái náo loạn. Cũng bởi vì Tần Lạc mà ảnh hưởng của virus ngọn lửa lại càng mạnh. Có nghiên cứu cho thấy, từ sau khi virus ngọn lửa bộc lộ tỷ lệ tội phạm liên tiếp tăng lên, bây giờ toàn bộ các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc đều có tình trạng xã hội mất đi khống chế. Thấy toàn dân công kích Tần Lạc. Người khó bảo trì bình tĩnh nhất lại chính là thành viên các đoàn đại biểu. Trưởng đoàn đại biểu Thụy Điển Hoắc Phu Mạn khi tiếp nhận phỏng vấn đã vỗ ngực nói, Tần Lạc là bạn tốt của tôi, là hảo huynh đệ. Tôi lấy nhân cách của mình ra cam đoan Tần Lạc sẽ không làm ra chuyện như vậy, ở trong lòng cậu ấy, chức trách của thầy thuốc vĩnh viễn là số một. Trưởng đoàn đại biểu Mỹ khi trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ đã biểu đạt sự tán thưởng đối với Tần Lạc nói, trước đây quan hệ của tôi đối với Tần Lạc có chút không hữu hảo. Đúng vậy. Tôi không cho rằng trong vụ tai nạn này Trung Y có thể có tác dụng lớn nhưng đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc do Tần Lạc dẫn đầu thực sự rất dũng cảm, có cốt khí cũng như trình độ y học đáng khâm phục. Tất cả mọi người đều biết, việc phát hiện ra virus ngọn lửa lây lan qua hồng tuyến cá ngân thương chính là do Tần Lạc thầy thuốc phát hiện ra đầu tiên, chỉ dựa vào cái này, cậu ta đã có cống hiến lớn hơn hẳn các đoàn khác. Mọi người nhục mạ cậu ấy, đối xử với cậu ấy không công bình. Gần bởi chỉ vì có mấy vị bằng hữu xinh đẹp tới thăm mà đem tất cả lửa giận và sự sợ hãi trút lên trên người cậu ấy. Đây là một sự vũ nhục đối với một thầy thuốc ưu tú hết lòng vì công việc. Cậu ấy là một người thầy thuốc đáng kính, Hứa Đồng Lâm nói, hành vi của cậu ấy là chính xác, xã hội này bị bệnh rồi. Tần Lạc có 4 người bạn gái. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Tôi mới có 2 người, cái này các người cũng thấy được rồi, cậu ấy không thể khỏe hơn tôi được. Vô luận đám chiến hữu của hắn giải thích như thế nào thì vẫn có một đại bộ phận người không hiểu, chỉ cho rằng những người này đang giúp Tần Lạc che giấu. Một loại thói quen khi đã hình thành rồi thì rất khó sửa đổi. Tất cả mọi người đều có thói quen mỗi ngày mắng Tần Lạc vài câu, nếu như đột nhiên không thể mắng nữa thì làm cho người ta rất khó chịu. Nhưng vô luận ngoại giới náo động thế nào thì Tần Lạc vẫn trầm mặc không tiếp nhận bất cứ yêu cầu phỏng vấn nào. Ngay cả một số phóng viên Trung Quốc quyết tâm muốn giúp hắn làm sáng tỏ cũng đều bị hắn cự tuyệt ngoài cửa. Không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn nhất tâm làm nghiên cứu y học. Mặc kệ virus ngọn lửa là do con người chế ra hay là tai nạn thiên nhiên thì nó hẳn là phải có lời giải. Tựa như vi khuẩn hoặc là bệnh độc trước đây, chúng nó chỉ kiêu ngạo nhất thời nhưng cuối cùng cũng bị loài người tiêu diệt đó thôi. Cái Tần Lạc cần phải làm bây giờ là giải khai được trình tự mật mã của virus ngọn lửa, bắt nó xích lõa hiện ra trước mắt loài người. Hắn khinh thường việc phải ra ngoài giải thích mà hắn muốn dùng thành tích để hung hăng cho bọn họ một cái bạt tai. Nếu như hắn có thể nghiên cứu ra giải dược virus ngọn lửa thì toàn bộ loài người sẽ coi hắn là cứu thế chủ hay không? Thật sự chờ mong ngày đó a. Tần Lạc vừa tưởng tượng về tràng diện tuyệt vời một chút rồi lại tỉnh lại lăn vào đống thảo dược dưới đất. Lúc này hắn đang làm trắc nghiệm. Xem có loại thảo dược nào có thể kháng độc hoặc có thể giết chết được virus ngọn lửa hoặc là trì hoãn thời gian phát tác của virus ngọn lửa hay không. Không chỉ có hắn mà cả các thành viên Trung Y đoàn cũng bị hắn mang theo cả ngày để làm việc. Đều là các loại phân tích, thí nghiệm gì đó. Cũng bởi vì chuyện này cho nên bọn họ cũng như Tần Lạc đều không có biện pháp tiếp nhận truyền thông ngoại giới đến phỏng vấn. Vương Dưỡng Tâm nói với Tần Lạc mấy lần, nói muốn hắn ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn. Thậm chí, hắn còn bảo Tần Lạc rằng hắn sẽ ra ngoài nói với đám phóng viên kia, kỳ thật mọi người hiểu lầm rồi, các cô gái kia tới tìm tôi đó. Cái này không liên quan gì tới Tần Lạc cả. Hắn chuẩn bị lấy thân mình để tẩy sỉ nhục cho Tần Lạc. Phải biết rằng, trên thế giới này bất cứ một nam nhân nào bị 4 người phụ nữ như vậy quấn lấy,
thậm chí chỉ để gây ra một chút chuyện xấu thì cuộc đời này cũng đáng giá, nhưng đáng tiếc là Tần Lạc cự tuyệt. Vương Dưỡng Tâm vuốt mái tóc, vuốt vuốt hai tròng mắt mấy cái rồi hấp háy nhìn Tần Lạc hỏi, có thu hoạch gì không? Cũng không thể nói toàn bộ là không có. Tần Lạc buông một cây cờ trong tay ra rồi bung chén trà trên bàn xúc miệng mấy cái nói. Vương Dưỡng Tâm mừng rỡ hỏi, thế nào? Có thu hoạch gì không? Thu hoạch chính là, Tần Lạc chi vào một đống lớn dược thảo trước mặt nói, xác định được những cái này cũng không phải là giải dược. Tôi cảm giác loại phương pháp này có phải là hơi ngu xuẩn một ít hay không? Vương Dưỡng Tâm nói, cái này không khác gì thần nông nếm bách thảo chút nào. Thần nông nếm bách thảo, tìm ra kết quả từ trăm loại thực vật. Chúng ta chỉ cần tìm ra giải dược virus ngọn lửa là tốt rồi, bất quá phương pháp này hơi ngu xuẩn một chút. Ông dường như có biện pháp thông minh hơn hả? Tạm thời không có, Vương Dưỡng Tâm nhụt chí nói. Virus ngọn lửa giống như là từ ngoài hành tinh truyền vào vậy, mỗi một lần phân tích nghiên cứu lại cho ra kết quả không giống nhau. Nó giống như là một loại đại tạp quái vậy, có thể hình dung như một thứ đồ uống trộn từ tương, mỡ, giấm chua, rượu, ớt, hạt tiêu hình thành nên một loại đồ uống cổ quái. Thứ đồ uống cực kỳ khó uống, cho dù ngươi ra giảm thành phần thế nào thì nó vẫn khó uống như vậy, làm cho người ta không biết làm như thế nào cho tốt. Tần Lạc trầm mặc trong chốc lát rồi nói, tôi đang suy nghĩ, chúng ta liệu có phải đang đi sai phương hướng hay không? Sai lầm cái gì? Chúng ta vẫn một mực nghiên cứu xem virus ngọn lửa là cái gì nhưng lại không nghĩ tới tại sao nó có thể có được lực phá hoại lớn như vậy. Không phải có đoàn đại biểu đang nghiên cứu hướng này sao? Vương Dưỡng Tâm nói, bọn họ tiến hành giải phẫu thi thể người bệnh, phát hiện ra lúc người bệnh tử vong thì virus ngọn lửa cũng xâm lấn và phá hủy công năng của lục phủ ngũ tạng, loại bệnh độc này thật sự là bá đạo. Tôi biết, Tần Lạc nói, cái bọn họ nghiên cứu không giống chúng ta. Đi, chúng ta ra ngoài tìm một ít đồ vật. Nói xong, Tần Lạc đẩy ghế đứng dậy. Mặc dù không biết Tần Lạc muốn tìm cái gì nhưng có thể đi ra ngoài hít thở không khí một chút, Vương Dưỡng Tâm cũng phi thường cao hứng. Tần Lạc mang theo Vương Dưỡng Tâm, Giê-xu, đại đầu và phiên dịch xuất môn, mấy người cưỡi một chiếc xe Việt dã khổng lồ trực tiếp từ trong doanh địa xông ra ngoài. Đám phóng viên canh giữ bên ngoài doanh địa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lao lên xe. Giê-xu là tài xế, chứng kiến tình cảnh như vậy lập tức nhấn mạnh chân ga xông ra ngoài. Chiếc xe vọt lên, lốp xe hất về phía sau bùn đất nhanh chóng lao về phía trước mặt. Đáng tiếc, bọn họ nhanh thì phía sau đám phóng viên lái xe cũng không chậm. Đám phóng viên này cũng thân kinh bách chiến, không chỉ có luyện được ý chí cứng cỏi mà còn luyện được một thân kỹ thuật lái xe không tệ. Rất khó cắt đuôi bọn họ, Giê-xu nói, chúng ta đi gần đối phương quá, hơn nữa đường này rất khó đi, không có không gian để phát huy. Cứ để cho bọn họ đi theo đi, Tần Lạc thản nhiên nói. Khi xe dừng lại tại chợ dược thảo thì đám phóng viên cũng dừng xe lại. Bọn họ khẩn trương khiêng camera và máy ghi âm vọt lại bao quanh đoàn người Tần Lạc. Mặc dù có đám Giê-xu và đại đầu bảo vệ nhưng Tần Lạc cũng không thể đi về phía trước được. Chung quy hắn không thể bảo Giê-xu đánh bay đám phóng viên này ra ngoài. Tần Lạc thầy thuốc, sự kiện này có đúng không vậy? Ông thật sự mang theo 4 cô bạn gái đến Đông Kinh du lịch hả? Tần Lạc tiên sinh, ông thật sự có 4 cô bạn gái sao? Tại thời điểm virus ngọn lửa đang bộc phát, hành vi của ông có phải rất vô đạo đức hay không? Tần Lạc đội trưởng, bây giờ ông là công địch của cả thế giới, đối với cái này ông có gì muốn giải thích không? Các vị nói không có sai. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi không có gì để giải thích cả. Chương 1478, Mục Mã Nhân bại lộ. Xôn xao. Lời của Tần Lạc giống như là một quả bom nổ tung trên mặt hồ yên tĩnh, sự bùng nổ này khiến đám phóng viên như ngất đi. Có người vẻ mơ hồ, bọn họ đang nghĩ liệu có phải Tần Lạc đang đùa hay không nhưng rất nhanh bọn họ có phản ứng lại. Có phải hay không, không cần lo, cái mấu chốt là đương sự là người thẳng thắn. Tần Lạc tiên sinh, lời cậu nói mới rồi có phải sự thật hay không, cậu quả thật là có 4 cô bạn gái hả? Tần Lạc tiên sinh, Trung Quốc không phải có chế độ một vợ một chồng sao? Cậu chuẩn bị xử lý tình cảm của các cô ấy như thế nào? Tần Lạc đội trưởng, tình huống virus ngọn lửa tiến triển thế nào rồi? Ngu ngốc, bây giờ hỏi gì virus ngọn lửa, hỏi nữ nhân của hắn mau. Các vị đã có được đáp án rồi. Tần Lạc lên tiếng nói, các vị nên đi đi thôi. Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Giê-xu cùng đại đầu đi trước mở đường, Vương Dưỡng Tâm và đám người phiên dịch tiểu lý cùng nhau đi vào chợ dược thảo.
Các phóng viên theo dõi một hồi phát hiện ra Tần Lạc quả nhiên là chuyên tâm chọn lựa các loại dược liệu, không thèm nhìn bọn họ nửa con mắt thì lúc này mới không cam lòng chụp một ít ảnh rồi vội vàng rời đi trở về làm tin. Tin tức hot như vậy chung quy không thể để cho báo khác đoạt được tiên cơ. Đợi đám phóng viên này tản đi, Vương Dưỡng Tâm mới nóng lòng nói, sao cậu có thể nói cho bọn họ chân tướng sự việc được? Như vậy tình huống không phải càng ngày càng không xong sao? Cái này nguyên bản chính là chân tướng, có cái gì không thể nói ra được, Tần Lạc vừa cười vừa nói, hơn nữa, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phá giải được virus ngọn lửa, những chuyện khác không trọng yếu. Nhưng nói như vậy thì danh tiếng của cậu không phải là bị phá hủy hay sao? Vương Dưỡng Tâm khó hiểu hỏi lại. Hắn cùng bằng hữu của Tần Lạc, là huynh đệ nhưng ở sâu trong lòng hắn lại coi Tần Lạc như thần tượng. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho người khác hất bát nước bẩn vào mình nhưng không dễ dàng tha thứ cho người khác công kích nhục mạ thần tượng của mình, như vậy đi. Tôi đi tìm bọn họ nói rằng cậu chỉ nói đùa thôi, bởi vì bọn họ bám theo cậu, ảnh hưởng công tác của cậu cho nên mới cố ý nói như vậy để đuổi bọn họ đi. Tần Lạc vẻ mặt chăm chú nhìn về phía Vương Dưỡng Tâm nói, nếu như ông là các cô ấy, ông sẽ thích loại đáp án nào? Là nói cho các cô ấy chân tướng hay là nói anh và em chỉ là bằng hữu bình thường? Vương Dưỡng Tâm á khẩu không trả lời được, người này muốn nghĩ thay cho nữ nhân của hắn, lúc này là lúc nào mà còn lo lắng đến chuyện đó. Lựa chọn loại nào, Tần Lạc hỏi lại. Cái trước, Vương Dưỡng Tâm nói, bất cứ một người phụ nữ nào cũng không hy vọng bị nam nhân của mình phủ nhận, đó là đối phương không tôn trọng mình. Suy nghĩ của các cô ấy khẳng định là giống ông, Tần Lạc nói, ông cũng rõ ràng mà, tôi không có gì cho các cô ấy, đây là một trong số rất ít việc tôi có thể làm. Cho dù thiên hạ có mắng tôi, không cần tôi thì tôi cũng không cần bọn họ, cho nên không cần cố kỵ cảm thụ của bọn họ. Các cô ấy chính là người tôi quan tâm nhất, nếu như có thể làm cho các cô ấy vui vẻ một chút, vậy là đủ rồi. Khó trách có nhiều phụ nữ thích cậu như vậy, Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói. Đương nhiên, tôi là tình thánh mà. Tần Lạc hắc hắc cười hai tiếng rồi bước nhanh về phía trước. Vương Dưỡng Tâm đành đi theo, bị châm chọc hắn đành làm bộ không nhận ra. Chúng ta mua dược liệu này làm cái gì? Vương Dưỡng Tâm nhìn túi đồ trong tay phiên dịch nói, chúng có thể tiêu diệt được virus ngọn lửa hay không? Không nhất định, Tần Lạc lắc đầu nói, nhưng vẫn có thể thử xem. Đây là phương tề trong kim hạp dược phương, công hiệu chủ yếu là trị liệu các loại ôn dịch nhưng phương tề này và ớt can giải độc phương trước đây giống nhau, đều có tác dụng phụ. Đây cũng là lý do mà Tần Lạc không muốn nói ra ngoài vội. Hơn nữa, virus ngọn lửa là bệnh độc hay có khả năng là bệnh độc nên cho dù phương thuốc này có tác dụng phụ cần giải quyết cũng phải thử qua một lần. Cái này thì Tần Lạc cũng không nắm chắc. Đáng tiếc, Tần Lạc thở dài nói, Nhật Bản cuối cùng vẫn là Nhật Bản, rất nhiều dược liệu không thể mua được. Như vậy làm sao bây giờ? Sai người đưa từ quốc nội đến đây sao? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Không cần, Tần Lạc lắc đầu nói, tôi mang đến rồi. Mang đến rồi, Vương Dưỡng Tâm giật mình nhìn Tần Lạc nói. Sao cậu biết sẽ dùng tới dược liệu này và lại từ ngàn dặm xa xôi đưa đến đây? Tần Lạc cười cười không trả lời. Là thành thật hay là cuồng vọng, Tần Lạc thản nhiên thừa nhận mình có 4 người bạn gái. Các vị nói đều là thật, Tần Lạc đội trưởng hữu lực phản kích. Anh hùng dân tộc Nguyên Lai là một tên tình thánh hoa tâm. Tiểu hồ tử nhìn Mục Mã Nhân giơ ngón tay cái lên khen ngợi nói, lợi hại. Mục Mã Nhân tiên sinh thật sự là quá lợi hại, liệu sự như thần. Hắn quả nhiên đã tiếp nhận phỏng vấn và phản ứng không khác gì ngài dự đoán, thật sự là một tên kiêu ngạo. Dĩ nhiên trước mặt đám phóng viên thản nhiên thừa nhận. Mục Mã Nhân cầm tờ báo trong tay vứt sang một bên rồi rót một chén rượu nói, kẻ hiểu rõ ngươi nhất nhất định là địch nhân của ngươi. Mục Mã Nhân bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi rất là hưởng thụ nhắm mắt lại nói, hơn nữa, chúng ta lại từng là bằng hữu của hắn. Mặc dù hành vi như vậy rất là hèn hạ. Cũng không khiến hắn thương tổn thực chất gì nhưng ít nhất danh tiếng của hắn xem như thối rồi. Một tên có nhiều phụ nữ như vậy sẽ còn được coi là anh hùng dân tộc sao, người như vậy ngay cả thượng đế cũng phải đố kỵ, càng huống chi chúng ta đều là phàm phu tục tử. Có đúng hay không? Đúng vậy, Mục Mã Nhân tiên sinh nói chính xác. Tiểu hồ tử nói, Mục Mã Nhân tiên sinh, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tất cả mọi chuyện đã dựa theo kế hoạch tiến hành rồi. Tần Lạc bây giờ đang làm gì? Mục Mã Nhân hỏi. Ngày hôm qua hắn đi chợ mua một nhóm dược liệu, hôm nay không xuất môn. Hẳn là đang nghiên cứu giải dược virus ngọn lửa, tiểu hồ tử nói, tên này đúng là ngu xuẩn. Loài người sao có thể đối kháng với thần được.
Ai là thần? Mục Mã Nhân hỏi. Tiểu hồ tử nam nhân kinh ngạc nhìn Mục Mã Nhân nói, đương nhiên là Mục Mã Nhân tiên sinh rồi. Trên thế giới này, không có chuyện gì là ngài không làm được. Chó má thần, Mục Mã Nhân mắng to. Thấy tiểu hồ tử kinh ngạc nhìn mình, Mục Mã Nhân nở nụ cười nói, uống một chén đi. Nói xong liền bưng lên một chén rượu đưa cho hắn. Cảm ơn Mục Mã Nhân tiên sinh, tiểu hồ tử cảm kích tiếp lấy nói. Chỉ còn một ngày nữa, Mục Mã Nhân nói, chỉ còn một ngày cho bọn hắn. Bên Âu Châu kia sẽ tuyên bố tin tức phá giải được virus ngọn lửa. Thật sự là đáng chờ mong, tiểu hồ tử nói. Đáng tiếc cái gì, tiểu hồ tử hỏi. Đáng tiếc mày đợi không được nữa rồi, Mục Mã Nhân cười tủm tim nói. Tiểu hồ tử kinh hãi xoay người muốn chạy trốn. Bịch, thân thể hắn nặng nề ngã xuống đất, trên ót thấy cắm thanh đao. Mục Mã Nhân dùng dĩa găm một miếng thịt trâu đút vào miệng dùng sức nhai nuốt. Hơi sống một chút nhưng thịt ngon. Hắn hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Đồng đồng. Bên ngoài có người gõ cửa. Ai đó? Mục Mã Nhân từ dưới ao leo lên đi đến gần cánh cửa lên tiếng hỏi. Tiên sinh, có một vị tiểu thư tuổi còn trẻ đến bái phỏng ngài. Bên ngoài truyền tới thanh âm của nữ nhân Nhật Bản nói, có cần tôi cự tuyệt giúp ngài không? Tiểu thư tuổi trẻ như thế nào? Mục Mã Nhân dùng mình lên tiếng hỏi. Cô ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp, nữ nhân bên ngoài nói, tiên sinh, ngài có muốn gặp không? Là một phụ nữ Trung Quốc. Ca. Cánh cửa phòng hé ra, bà phục vụ nhìn thấy có người chết bên trong. Tiên sinh, cô gái phục vụ cúi đầu đối với Mục Mã Nhân sau đó đưa ra một cái danh thiếp màu trắng. Chờ đã, Mục Mã Nhân đóng cánh cửa phòng lại rồi nhìn danh thiếp, khóe miệng Mục Mã Nhân lộ ra vẻ mỉm cười nói, rốt cục đã tới rồi. Hắn lên tiếng nói, cũng không uổng phí một phen khổ tâm của ta. Ca, cánh cửa phòng lần nữa lại bị mở ra. Mục Mã Nhân nhìn cô gái phục vụ đứng đối diện nói, mời cô ấy vào đi. Nói xong hắn đặt lên mặt bàn một xếp ngân phiếu. Tiên sinh, cô gái phục vụ giật mình nhìn số tiền này, răng cơ hồ cắn phải đầu lưỡi. Số tiền này có thể so với doanh thu một ngày của nhà hàng này, cái này nhiều quá. Cầm lấy đi, Mục Mã Nhân ôn nhu cười nói, có thể sau này tôi không đến nữa. Như thế nào hội không cần phải đến nữa? Tiên sinh, hay là ngài thu lại đi? Cái này thật sự là quá nhiều mà. Tôi không thể cầm nhiều tiền bâu ơ như vậy. Cô gái không dám cầm lấy nói. Nhận lấy rồi đứng lên đi. Mục Mã Nhân đem tiền nhét vào tay cô nói, coi như là tiền công lau dọn sàn nhà đi. Lau dọn sàn nhà. Tốt lắm, Mục Mã Nhân nói, mời cô ấy vào. Chương 1479, vì báo thù.